Xin chào các bạn, mình là Cá Khô. Mình đã sinh tồn, à không, mình đã phá đảo 100% game Dave the Diver. Nhìn bề ngoài thì nó có vẻ là game đánh cá, quản lý nhà hàng sushi đơn giản. Nhưng mà càng đi sâu xuống lòng đại dương thì ta càng khám phá được rất nhiều những bí ẩn bất ngờ và thú vị. Trong series này, mình đã hoàn thành tất cả những thành tựu, bắt được tất cả những loài cá có thể bắt được, đánh bại hết những con boss khó nhất trong game và còn nhiều hơn thế nữa. Hãy cùng xem mình đã làm điều đó như thế nào nhé. Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng trời đẹp nắng vàng trên bãi biển Hawaii. Mình đang nằm tắm nắng thì sao mình béo đấy. Mà thôi kệ, mình đang nằm tắm nắng thì nhận được một cuộc điện thoại từ ông bạn cũ tên là Cobra rủ đi ăn sushi tươi. Thế là mình thu dọn hành lý lên máy bay đi luôn. Đến nơi thì chả thấy sushi đâu, cơ mà có cơ hội làm ăn các bạn ạ. Ông này muốn hợp tác với mình mở một quán sushi ở ngay đằng sau kìa. Tuy nhiên thì trước hết chúng ta phải lặn xuống bắt cho ông ba con cá cái đã. Mình có thể dùng dao xiên nó chết rồi bắt, cơ mà làm như vậy thì chỉ có một sao thôi. Dùng súng phóng lao bắt sống bọn nó thì sẽ được 2 sao, nhiều thịt hơn. Tưởng gì dăm ba cái bắn ngắm này cá khô lật. Già lâu ngày không lặn rồi nên nó hơi xuống phong độ tí các bạn. Bắt xong cá thì bác Cobra dẫn mình đến quán. Ông đầu bếp chính ở đây tên là Bancho, một con người phải nói là cực kỳ đam mê và tâm huyết với sushi luôn. Đang bàn bạc kế hoạch kinh doanh thì lại có động đất nát bố cái quán mới kinh chứ. Nhưng mà lỡ chi hết sạch tiền rồi nên vẫn phải gác chương thôi, không dời được. Có điều là ít cá quá nên mình phải đi bắt thêm 7 con cá nữa. Cũng nhanh gọn lẹ thôi, mình đã bắt đầu quen tay rồi. Làm xong nhiệm vụ thì mình định đi khám phá loanh quanh, cơ mà xuống hơi sâu tí thôi là cái oxy nó tụt như điên. Thế nên là mình phải rút lẹ. Chúng ta có thể dùng cái biểu tượng bộ đàm này để lên tàu khẩn cấp mà không cần phải bơi lên mặt nước. May quá, tưởng chết trong tutorial thì nhục lắm. Bác Cobra bảo là trong game này chúng ta chỉ có thể lặn buổi sáng và buổi chiều thôi các bạn ạ. Buổi tối thì ta bán sushi ở quán, còn khúc này thì chắc là ngủ đây. Tuy nhiên trước khi mở cửa thì ta phải lên thực đơn cái đã. Nói chung là thời gian đầu có gì bán đó thôi các bạn ạ. Cứ món nào đắt thì bán. Hôm nay chúng ta có sushi cá hề, cá vàng, cá răng lược và cá bướm kim tự tháp. Alright, you air để mở cửa khai trương nào. Phần này là mini game phục vụ giống như mấy cái game mobile ấy các bạn. Mình phải rót trà cho bọn nó đúng cái mức này. Quá hoàn hảo. Rồi phải bê đồ ăn tận nơi cho bọn nó. Xong thì còn phải dọn cả bát đĩa ở trên bàn nữa cơ. Béo quá nên chạy qua trở lại hết cả hơi. Không sao, coi như là tập thể dục giảm cân. Vẫn chưa có kinh nghiệm gì nên mình chuẩn bị hơi nhiều đồ ăn các bạn ạ. Còn dư quá trời luôn, phí vãi. Ok, tối đầu tiên chúng ta được 31 vàng và 4,6 sao phục vụ. Cũng không đến nỗi tệ đúng không? Đêm nay đang ngủ ngon thì mình mơ thấy một con thuyền xếp hàng của DHL bị một con bạch tuộc khổng lồ dìm thẳng xuống biển. Wow, rất xin chia buồn cùng các anh shipper. Ngày 2 mình nhận được một cuộc điện thoại của một nhân vật tên là Ellie, nói chuyện kiểu rất là bố láo ăn cắp. Nó nhờ mình lấy một ít tảo đỏ và mấy sao biển đỏ. Định từ chối rồi cơ mà nó bảo có thưởng nên mình phải cắn răng cắn lưỡi để nhận. Tiền đang âm nữa các bạn ạ, chưa phải lúc để sĩ. Cũng đơn giản thôi, ba cái này nó ở khắp nơi mà. Nay mình đi bắt con cá to to này cơ mà cái lao của mình cùi mía quá, không ăn thua các bạn ạ. Đang bắt cá hăng thì bị con cá nóc nó chích cho một phát gần hết oxy luôn. Thế là lại phải rút gấp. Trong đây bị cá cạp không mất máu các bạn ạ, chỉ mất oxy thôi. Cơ mà hết oxy thì cũng tạch. Lên được tàu thì bác Cobra đề nghị mình làm một khẩu súng phòng thân. Wow, nghe hay đấy. Ông giới thiệu cho mình một tài tử Hollywood tên là Duff, béo không thua kém gì cá khô luôn. Hắn bảo mình kiếm một cái dây thừng và một miếng sắt để làm súng. Ok la, quá đơn giản. Đây, dây thừng đây. Còn miếng sắt thì ở ngay đây luôn. Easy. Xong xuôi thì mình đi lượm hết những gì có thể lượm được, rồi bắt hết tất cả những gì có thể bắt được cho đến khi đầy hành lý thì thôi. Lên bờ thì Duff cho mình công thức làm súng trường. Và để làm súng thì chúng ta dùng cái app cửa hàng vũ khí ở trên điện thoại. Súng trường mà làm từ dây thừng, đỉnh đấy. What? Ok. Thằng này nó biết chế tạo thật à? Oh wow. Đến vậy. Ok, thằng này cũng được. Chỉ có súng mình làm ra mới dùng mãi được thôi các bạn ạ. Còn súng mà lấy từ mấy cái rừng ở dưới nước là chỉ dùng trong ngày thôi. Nhiệm vụ của bà nội Ellie cũng xong rồi nên mình được thưởng 70 vàng và một ít gia vị. Nice. Tối nay bắt được nhiều cá quá nên mình quyết định là thử cải tiến cái món sushi cá vàng biển này các bạn ạ. Kiểu như là bỏ nguyên liệu ra để đầu bếp luyện tập tăng chất lượng món ăn á. Nó sẽ bán được nhiều tiền hơn và vị nó ngon hơn. What? Yo, what the hell? Nấu sushi á? Nấu ăn mà như phim trường. Haji Lao phải gọi bằng cụ. Ok, chúng ta cải tiến thêm một vài món nữa rồi lên menu thôi. Hôm nay quán có hai món cá bò đuôi én và cá đuôi gai vàng thôi. Chuẩn bị ít hơn hôm qua nhiều lắm rồi cơ mà vẫn dư các bạn ạ. Chạy học hơi luôn mà vẫn thừa 10 đĩa vứt đi. Nhưng mà doanh thu thì gấp 3 lần hôm qua nhá. 100 vàng luôn, ố dĩa.
Ngày 3, mình lại gặp thêm một nhân vật mới nữa tên là Tiến sĩ Bacon. Ông này đang nghiên cứu về truyền thuyết về bộ tộc ngư dân ở khu này và cần mình giúp. Đổi lại thì ông sẽ nâng cấp bộ đồ lặn miễn phí cho mình. Ồ, nghe hay đấy. Để nâng cấp đồ nghề thì chúng ta vào cái app iDiver này nè các bạn. Oh yeah, demo quả đầu tiên miễn phí. Thế là bây giờ mình làm được sâu 80m rồi. Còn ít tiền mình nâng luôn cái bình oxy lên cấp 2 để thở lâu hơn một tí. Nice. Ok, chúng ta xuống tìm cái cổ vật cho bác thôi. Hôm nay mở cái rương vũ khí này ra mình được cái mũi lao độc nè. Lắp vào thì súng phóng lao của mình nó sẽ xịn hơn một tí, cơ mà chỉ dùng trong ngày được thôi, không mang lên được. Này có súng trường rồi nên không sợ cái bọn khốn này nó đuổi nữa. Mình bắn vỡ sọ bọn nó luôn. Trong mấy cái nồi này là có gia vị này các bạn, dùng để nấu ăn quan trọng phết đấy. Cái ba lô tí ti chả đựng được bao nhiêu, bắt được vài con cá mà nó nặng bố đó rồi còn đâu. Nhưng mà mình tìm thấy cổ vật của ông Thịt Ba Chỉ rồi nè các bạn. Đúng lúc này thì con bạch tuộc khổng lồ hôm bữa nó xuất hiện dằn mặt mình các bạn ạ. Thế nên là mình biết thân biết phận, phắn lẹ không lại toi. Ba Bacon thuộm cái cổ vật đi rồi để lại cho mình hẳn 300 vàng. Tuyệt vời. Tạm nghỉ quay lại quán thì nó đã được sửa sang tử tế rồi các bạn ạ. Sau này mà có tiền ta còn có thể trang trí thêm nội thất cơ. Ngoài ra thì mình cũng được cài thêm một cái app tên là Cookstar, kiểu như Instagram ấy mà. Càng nhiều người theo dõi thì quán sẽ càng lên cấp, mà càng lên cấp thì càng nhiều khách, kiểu như thế. Còn đây mới là chủ chính của quán này các bạn, một hoàng thượng tên là Momo. Cũng chảnh chóe y như con bông nhà mình. Alright, chúng ta quay lại biển đi lặn chiều thôi. Vừa có một tí tiền rồi nên mình nâng cấp cái thùng hàng lên cấp 3 luôn, từ 9kg lên 19kg. Và mình cũng nâng cấp cái bình oxy lên cấp 3 để thở được 140 giây, ngon. Vừa nhảy xuống biển cái thì có một con cá heo nó tiếp cận. Mình cũng chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng mà cứ đi theo nó thôi. Hóa ra là vợ nó bị mắc lưới các bạn ạ. Thế là mình phải cắt lưới để thả nó ra. Hai con vui vẻ rời đi và để lại cho mình một viên ngọc trai. Nhìn có vẻ đắt tiền đấy. Chiều nay không có nhiệm vụ gì nên cứ bắt cá tẹt ga thôi. Mấy con cá to to bắt nó là phải chơi mini game nữa các bạn ạ. Mở cái thùng vũ khí này ra thì mình lượm được cái súng game mê. Cái súng này ngon phết nha. Tại vì nếu mà mình bắn vào bọn cá rồi chờ một lúc là nó sẽ ngủ. Bắt kiểu nhẹ nhàng này là được hẳn 3 sao luôn, tha hồ thịt. Hôm nay thế là ấm rồi, về thôi các bạn. Tất nhiên là quả súng lượm ở dưới biển không mang lên được. Cơ mà lượm nó nhiều lần là ta sẽ mở khóa được công thức để sau này chế tạo vĩnh viễn. Nice. Tối nay chưa kịp mở cửa thì có một bà chị nhìn rất khó tính ghé thăm. Bà này tên là Yoshi và hình như là người quen cũ của ông Bancho thì phải. Hai ông bà này cãi nhau kịch liệt vì cái món đầu cá mập nướng các bạn ạ. Thế là bây giờ mình phải đi săn cá mập để ông kia chứng tỏ bản thân. Khổ. Để nghiên cứu món mới thì ta vào đây dùng cái ngọn lửa nghệ nhân này để mua. Cái này là mấy cái sao mình kiếm được sau mỗi tối các bạn. Mấy cái đoạn cutscene trong game này nó chất vãi. God damn, món này bán được hẳn 75 vàng luôn á. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ có cá thu ngàn, cá mú và cá bò đuôi én thôi. Mình chuẩn bị ít lắm luôn á các bạn. Thế mà vẫn còn dư hẳn 7 đĩa. Nhưng mà doanh thu thì cứ vẫn lên đều đều, thích thế cơ chứ. Thế là sáng ngày 4 mình có đủ tiền để nâng cấp bộ đồ lặn lên cấp 3, độ sâu 150m, nice. Hôm nay nhiệm vụ của chúng ta là phải đến cái chỗ phát ra tín hiệu lạ. Mình lần theo cái radar đi vào sâu trong động một hồi thì đến một cái cửa, cơ mà bị bịt kín bởi đá rồi. Sau khi nghe một vài lời thì thầm của đá thì tự nhiên oxy của mình nó không cánh mà bay các bạn ạ. Thế là phải lên vội, chưa kịp bắt cái con mạch gì, khổ. Lên thuyền thì ông Cobra bảo là dùng bom mở đường là nhanh nhất. Cơ mà cái thuyền ship hàng hôm bữa mất tích rồi nên ông cần mình kiếm phụ tùng để làm control ship hàng cho nhanh. Oh wow. Chưa kịp nhảy xuống tiếp thì có một anh béo đạp con vịt. Ông này như là Satoshi ở trong Pokemon thì phải. Cơ mà hơi nát các bạn ạ. Ông đấy là chỉ để cài cho mình cái app Marika thôi các bạn. App này là để theo dõi những con cá mình đã bắt được á mà. Nếu mà bắt được 3 sao là nó sẽ ra cái thẻ vàng đẹp như thế này nè. Đúng kiểu sưu tập Pokemon luôn. Yên tâm, mình sẽ bắt hết bọn nó 3 sao. Hồ hồ. Ok, xuống kiếm linh kiện drone cho ông bạn thôi. Chiều nay bị mấy bọn khùng khùng này nó dí mãi không buồn nên mình bắn bỏ mặt bọn nó luôn. Ngứa cả mắt. Không sao, ăn cái hộp đạn này cá là đầy đạn thôi mà. Đi qua sát mép phải rồi đi xuống một tí là mình gặp con cá mập vây trắng. Mất 7 viên đạn để xử nó một cách quá dễ dàng. Hẳn 2 sao luôn nhá, tối nay có món ngon rồi, hồ hồ. Xuống sâu hơn một tí đến cái dòng hải lưu này thì mình tìm được đống linh kiện. Thứ nhất là cái ống kính, thứ hai là cái động cơ và cuối cùng là cái vi mạch. Gần hết oxy rồi nên mình phải bơi thẳng đến cái tàu thoát hiểm chứ không có thời gian mà la cà nữa. Thời gian đầu đồ nghề thô sơ nên stress vãi. Con drone ngày mai là sẽ xong, cơ mà quan trọng là mình được thưởng hẳn 500 vàng, oh my god. Tối nay nhiều cá quá, thế nên là mình cải tiến thêm một món nữa các bạn ạ. Sushi cá mỏ địa trung hải. Tôi tưởng là mỗi lần cải tiến một món là nó có... What? Mỗi lần cải tiến một món là có animation mới. Wow. Mò nhìn mấy quả animation đỉnh vậy. Nice. Coi mấy cái scene này không bao giờ chán. Rút kinh nghiệm mấy hôm trước, hôm nay mỗi món mình sẽ chỉ làm một dĩa duy nhất rồi chọn tự động chế biến. Ok, hết đến đâu nó sẽ làm đến đó thôi các bạn ạ, đỡ phí nguyên liệu. Tối nay bà Yoshi ăn được cái đầu cá mập nướng mà bà sướng hơn cả lên đỉnh Everest luôn các bạn ạ. Oh.
Thế nên là từ bây giờ bà sẽ giúp mình tuyển nhân viên phục vụ quán. Yes, sắp nhà rồi các bạn ơi. Mình vào phần tuyển nhân viên, click vào tuyển dụng, rồi đăng tờ rơi quảng cáo. Mới lần đầu nên là free các bạn ạ. Thế là mai có nhân viên mới rồi, hồ hồ. Còn bây giờ thì vẫn phải học mặt phục vụ thôi. Mới đấy mà quán chúng ta đã lên được cấp đồng rồi các bạn. Được phết chứ lị. Mới mở cửa chưa được một tuần. Lên cấp thì ta mở khóa được món ăn mới và nhiều tiện ích khác nữa. Tối nay mình dùng tính năng tự chế biến nên không hề bị phí một tí đồ ăn nào. Và nhờ quả sashimi cá mập mà doanh thu cao ngất trời. 5 sao hoàn hảo, hơn 500 vàng. Kiểu này chắc thành CEO của năm rồi các bạn ạ. Sáng ngày 5, bom đã được ship tới. Ông bạn Cobra này làm ăn nhanh vãi đạn. Bà nội Ellie lại gọi điện đến làm phiền. Nó đòi mình kiếm 3 cái vỏ sò xanh lam và nâu. Và vẫn là cái giọng điệu mất dạy như xưa. Cơ mà mình già rồi nên không thèm chấp các bạn ạ. Bác ba chỉ thì cho mình một cái máy ảnh để chụp ảnh ở dưới nước. Còn ông Cobra thì đã mở cửa hàng để chúng ta có thể mua bán đồ rồi. Cái viên oxy này có mỗi 10 vàng, rẻ vãi. Mua đi. Cả cái hộp đạn này cũng rẻ như cho nữa, có 5 vàng. Ngoài ra mình còn bán 2 cái tô bạc được 100 vàng và viên ngọc trai của con cá heo cũng được 100 vàng. Thế là tự nhiên thành đại gia. Mình nâng cấp thùng chứa lên cấp 4 để chứa được 28 kg. Súng phóng lao lên thép để bắt cá dễ hơn. Và bình oxy lên cấp 4 để thở được 180 giây. Nice. Hôm nay xuống biển lại được gặp lại chú cá heo xưa. Dĩa tàu đừng nói vợ mày lại bị kẹt nữa nha. Oh my god, nó bị kẹt thật. Tôi lại mới chế luôn á. Thế là mình lại phải chặt dây thừng cho nó tiếp. Cơ mà lần này khó hơn vì có bọn bán tỉa ở bên trên. May sao mà cũng vừa kịp luôn mới hay chứ. Hai bố làm ơn cẩn thận nha, kẹt thì kẹt hoài. Lần trước nó cho mình một viên ngọc trai, còn lần này xương xương có một thỏi vàng chứ mấy. Holy shit. Vâng, thế thì các bác cứ kẹt đều đều nhá. Ok, chúng ta đi lượm vỏ sò cho con mẹ Ellie trước đi. Cái này nằm rải rác ở vùng nước nông nên không có gì khó hết á. Hôm nay mình còn học được cái trick hay các bạn ạ. Nếu mà mình bắn chết bọn cá như thế này á thì nó chỉ được có một sao thôi. Nhưng mà mình bắn cho nó gần chết, xong rồi lấy súng lao bắt nó thì vẫn sẽ được 2 sao. Nice. Nay vô tình lại gặp chú cá mập nên mình sực nó luôn, mặc dù cũng không phải là mục tiêu chính. Sau khi xử xong con cá mập thì mình bơi thẳng xuống cái cửa bị bịt hôm bữa để đặt bom. Mặc dù nặng lắm rồi cơ mà mình vẫn lết được vào trong hang để khám phá tiếp. Wow, cái này là một trong tứ đại long vương hay gì đây? Ông Bacon nhờ mình chụp một tấm hình để nghiên cứu. Xong rồi ông bảo mình lấy luôn cả cái vòng tay nhân ngư dính đầy rêu này nữa. Hình như bọn nó đang rủa mình vì tôi ăn cắp thì phải. Cơ mà thôi cứ phắn cái đã rồi tính sau. Vừa mới lên chưa kịp thở thì đã thấy một đám côn đồ lao tới. Bọn này tự xưng là hội bảo vệ biển xanh và đứng đầu là thằng John Watson này. Bọn nó hăm dọa là sẽ dùng vũ lực nếu như mình phá hoại môi trường biển. Ok, mình thừa nhận là cái quả đánh bom dưới biển là hơi quá. Cơ mà ông bàn rắn nói là bọn này nó chỉ đi bắt nạt ngư dân thôi. Chứ mấy tập đoàn đánh bắt lớn thì bọn nó lại không hó hé gì. Mẹ, láo thật. Được rồi, mình sẽ xử bọn nó sau. Lấy đủ vỏ sò cho con Ellie xong á thì nó cài cho mình cái app Eco Watcher. Cái app này là dùng để đóng góp những sinh vật biển mình bắt được cho nghiên cứu khoa học đó mà. Đổi lại là ta sẽ được điểm cá khô. Khi nào đủ điểm thì sẽ được thưởng quà. Nghe cũng có vẻ có ích đấy nhỉ. Cái thỏi vàng lúc nãy bán được hẳn 500 vàng rồi các bạn ạ. Holy. Thế là chúng ta đủ tiền để nâng thùng chứa lên cấp 5 rồi. 42 kg. Yes. Chiều nay không có nhiệm vụ gì nên mình bắt cá tẹt ga luôn các bạn ạ. Bắt cho đủ 50 kg cá mình mới đi về. Và tối nay chúng ta đã có nhân viên đầu tiên của quán Kyoto. Hoàn toàn miễn phí nên chắc là cùi thôi. Mình cho nó đứng ở khu vực ăn uống để phụ mình bưng bê. Thực ra là game nó bắt vậy các bạn ạ. Đang định mở cửa thì lại có người đến phá đám nữa. Con bé tên là Yui đến từ chương trình siêu sao đầu bếp. Nó dẫn một thằng cha tên là Vincent đến quán. Ông này rất là ra vẻ ta đây là đầu bếp sushi truyền thống số 1 và thách thức cha Bancho làm sushi từ những nguyên liệu mới. Ông kia cứ thấy thách thức phát là sáng mắt ra chấp nhận liền. Cuối cùng người khổ là ai? Là mình chứ ai? Phải học mặt ra kiếm nguyên liệu cho ông. Cơm ông sao vẫn còn 2 ngày nữa lận, cứ từ từ rồi tính. Hôm nay món đa dạng lắm các bạn ạ. Mỗi thứ một ít và tất nhiên là vấn đề tự động chế biến cho nó đỡ phí. Cái con khỉ gió này nó còn không biết rót trà luôn các bạn. Mình phải tự đi rót. Đến dọn chén đĩa nó cũng không biết nữa. Phục vụ mà chỉ biết mỗi bưng bê đồ ăn. Đúng là tiền nào của nấy. Có thêm một nhân viên phục vụ mà mình còn chạy học hơi không kịp. Doanh thu không bằng hôm qua mới đâu chứ. Thôi kệ, sau này chúng ta thuê mới đỡ xịn hơn. Sáng ngày 6, ông Bacon đưa cho mình cái vòng hôm bữa chôn vào dưới động. Đeo nó vào là mình vẫn có thể sống được một lúc nếu mà hết oxy các bạn ạ. Nice. Nhưng mà để thám hiểm tiếp thì chúng ta cần phải chế cái đèn lặn trước đã. Cái này thì phải nhờ đến đại ca Duff rồi. Bà Yoshi thì cũng vừa cài thêm cho mình một cái app quản lý để xem thông tin của nhà hàng. Cái này nó cho mình xem được doanh thu của nhà hàng, những nguyên liệu đang có và cả những nhân viên của quán nữa. Cũng tiện. Mình gọi điện cho Duff để hỏi về cái đèn lặn thì nó đòi mình phải tìm lại cái mô hình anime cho nó. Chắc là cũng bị đắm cùng cái tàu shipping rồi. Nay mình có đủ tiền để nâng cấp cái bộ đồ lặn lên cấp 4 rồi các bạn ạ. 230m lặn tẹt ga. Alright, chúng ta xuống làm nhiệm vụ cho các bạn thôi. Mấy cái nguyên liệu của ông Bancho đây rồi. Cái này là rong nho nè các bạn. Không thể thiếu khi chúng ta đi ăn sushi. Mấy cái con sứa này mà có cái súng gây mê bắn nữa thì đẹp. Oh, hỏi là có, không có gì là khó. Một đống sứa 3 sao luôn. Cá khô bắt toàn nguyên liệu cao cấp thế này thì làm sao mà không thể ngon được. Trên đường đi đến con tàu đắm á, thì mình thấy một con cá mập to tướng luôn các bạn ạ. Con này nó to và hổ báo quá nên nó ghì mình xém tặc luôn. Còn có đúng 5 oxy. May sao có cái bình oxy ngay đấy. Wow, bác sĩ lạ vẫn đồng hành với mình trên từng chặng đường. Mình có thử chọc máy nó một tí cơ mà cái súng cùi mía của mình không ăn thua. Kiểu như trứng chọi đá.
Thôi tóm lại là mình đến chỗ cái tàu cho xong việc. Đang định đi đến nhặt cái hộp hồng hồng cho bác Đấp á, thì con bạch tuộc nó nhanh tay thuẫm luôn. Thế là mình lại phải cần có đèn khò thì mới đi xuống tiếp được các bạn ạ. Vậy thì lên luôn thôi, sắp ngáp tới nơi rồi. Lên cái là cha Đấp đưa mình cái đèn khò. Vậy mà lúc nãy không đưa trước đi, khủng ghê luôn. Nhưng mà tin vui là lúc nãy mình lượm được khẩu súng gây mê, nên bây giờ mình có thể mở khóa được công thức của nó rồi nè. Bắt thằng này nó làm luôn cho bó tức coi. Nice, bây giờ là bắt cá 3 sao tẹt ga. Hồ hồ. Vừa nhảy lại xuống biển phát thì mình gặp lại Tèo và Tí. Bọn này hình như đang bị vây bắt thì phải. Thế là mình phải ra mặt xử đẹp bọn côn đồ luôn. Không sao, cái này là nghề của mình rồi, không có gì khó hết. Bọn này bắn chậm như hạt, làm gì có cửa mà thắng được cá khô. Rồi, không cần cảm ơn nhiều đâu. Cứ đưa quà đây là được rồi. Quà lần này là một cái vòng cá heo reset các bạn ạ. Vậy là một lá bùa mới đấy. Nay có cái súng ngủ rồi nên mình thử bắt cái con cá đầu u to tướng này xem sao, nhưng mà không được. Phải cần có cái tàu ngầm gì đấy cơ. Một lúc sau mình còn nhặt được một cái mũi lao pro VIP nhất trong game. Mũi lao gây mê với xác suất 40%. Lúc mà bắn cá chúng ta đừng có kéo nó vào là nó sẽ có cơ hội ngủ luôn. Thế là mình tha hồ đi lượm bao nhiêu là cá 3 sao. Tại vì cái mũi này nó xài vô tận mà, đến khi nào lên bờ thì nó mới bể. Mỗi tội là hành lý vẫn còn ít quá nên đi nhặt được có một tí là đầy bốn rồi. Ok, đầy rồi thì chúng ta đi khò cái tàu đắm này thôi. Đoạn này nhìn cũng giống như trong súp nấu tí cá đấy các bạn. Một con game huyền thoại. Nó cảnh báo kiểu này chắc chắn là có boss trong đó rồi các bạn ạ. Đúng luôn, cho bao nhiêu đạn với oxy thế này cơ mà. Chú bạch tuộc của chúng ta đây rồi. Nó đang ngủ say nên mình chỉ cần bơi nhẹ nhẹ đến lấy cái hộp là xong, đúng không? Yeah, hẳn là dễ thế. Boss time. Wait, con này là mực chứ không phải bạch tuộc các bạn ạ. Đấy, nó cũng rất là dễ thôi. Nó thổi mình ra ngoài, mình bơi một mạch vào trong và lách mấy cái xúc tu của nó, xong rồi bắn thẳng vào mắt nó. Lặp lại như vậy vài ba lần là ok la, easy. Chết chứ con. Nó chết rồi. Hello, nàng tin cá kìa. Mẹ công, mình đánh học hơi. Thằng khốn này nó đến ăn hôi luôn các bạn ạ. Nhưng mà thôi kệ, chúng ta xẻo cái xúc tu này về làm sashimi thôi. Còn cái thùng hàng của ông nội Duff nữa. Oh my god, đây là Lia Chan của ông rồi trời. Wow, bây giờ thì mình đã hiểu tại sao ông tâm huyết đến thế. Nhưng mà thôi, chúng ta có cái đèn lặn rồi các bạn ạ. Từ giờ là ta có thể bơi xuống sâu hơn nữa rồi. Và lại còn được 500 vàng nữa, nice. Còn cái vòng cổ cá heo á, thì nó giúp mình bơi nhanh hơn 30% lúc mà nhấn ship các bạn ạ. Ngon phết đấy. Mình gọi điện cho ban cho kể về con bạch tuộc khổng lồ, thì ông bảo đồ này dai phết, không bán được cho khách đâu. Thế nên là ông đóng cửa quá một tối và nấu cho mình ăn thử các bạn ạ. Khôn thế, quê tôi đầy. Tối nay cũng có đầy đủ bạn bè đến luôn. Mình nói chuyện với mọi người một tí, chủ yếu là thông báo cho tiến sĩ Bacon về cái vụ nhân ngư ấy mà. Trông ông có vẻ hào hứng lắm. Ok, chúng ta nâng bia chúc mừng cho một tuần thành công ngoài mong đợi nào. Nhưng mà đâu ai biết được thằng Watson nó đã rình mò từ lúc nào rồi. Ngày 7, trước khi bắt đầu thì mình tranh thủ đăng tờ rơi quảng cáo tuyển thêm nhân viên. Tốn có mỗi 50 đồng thôi, quá rẻ. Vừa chạy ra biển phát thì ông thịt ba chỉ làm cho một bãi ngay chỗ mình lặn luôn. Uống cho lắm mà. Các bạn nhìn xem hôm qua mình bắt được bao nhiêu con cá 3 sao kìa. Holy. Với chỉ mỗi một cái mũi lao game mê thôi đấy nhá. Alright, tình hình hôm nay là chúng ta... Wait, what the f***? Là cái thằng nhận Watson nè. Nó muốn sực mình vì cái tội ói ra biển nữa các bạn ạ. Bố lao ăn cắp, toàn đi bắt nạt dân đen. Xí hụt nhá, bắn như hợi. Mình không ngờ là chúng ta được xử nó sớm vậy các bạn ạ. Thằng ngu này nó bắn súng phóng lựu khá là chậm nên hoàn toàn không có vấn đề gì khó. Một giọt mồ hôi còn không rơi nữa mà. Thua nhục nhã quá nên nó bắn một cái hố to tướng rồi chuồn luôn các bạn ạ. Ok, nó đây, chúng ta cứ lo việc của mình đã. Hôm nay xuống độ sâu 100m mình bắt được cá mới nè các bạn. Ba con cá lồng đèn 3 sao, nấu tẹt ga. Có đèn rồi nên ta cứ đi thẳng tuột xuống vực hố xanh thôi. Xuống đây mình bắt được thêm vài con cá mới. Cá trap đỏ 3 sao, cá răng nanh và cá vây quạt Thái Bình Dương. Nice. Mở cái thùng này ra thì mình được một cái đèn UV. Đèn này là để chiếu vào mấy con giun này cho nó thụt vào nè các bạn. Cũng hay đấy. Đi xuyên qua cái hang hẹp thì mình gặp lại hai vợ chồng nhà cá hôm nọ. Thằng chồng nó lồng lộn lên mà cái tiếng Tây Tạng gì đó mình không hiểu nổi. Ông Bacon bảo là phải có máy phiên dịch thì mới hiểu được. Thế là mình lại phải đi lên. Trước khi lên thì mình còn lượm được một cái cuốc chim để đào cái thạch anh tím ở ngay đây nữa. Kiểu gì mà chẳng cần cái này. Lên bờ thì đại ca cho mình 500 vàng và giao nhiệm vụ cho mình tìm vật liệu để chế cái máy phiên dịch. Đó là một bức phù điêu, một cái mic và một thạch anh tím. Vừa mới đào nó xong. Nice. Đang định nhảy xuống thì bác Sato béo lại lon ton đạp vịt tới. Bác nghe nói là mình vừa sưu tập được cái thẻ trùm mực nên tới chúc mừng. Nếu mà sưu tập được nhiều thẻ là còn có quà nữa đấy các bạn. Wow. Ngay sau đó thì có một anh chàng tên là Odo gọi đến. Ông này là phóng viên của một tạp chí lớn và ông nhờ mình chụp mấy cảnh đẹp ở dưới biển cho ông. Ok, cái này đơn giản, nếu mà mình gặp thì mình sẽ chụp, kiểu gì mình chẳng có thưởng. Trước khi xuống mình cắn răng bỏ 40 đồng ra mua cái thùng này để chứa thêm được 10 ký cá nữa. Không biết có đáng nữa các bạn. Buổi lặn chiều nay mở cái son này ra thì mình lượm được một hộp đồ ăn cho mèo. Nghe hay đấy. Sau đó thì mình còn gặp được một con bạch tuộc con nữa cơ. Đuổi theo về làm sashimi liền. Nó rất là nhanh chân trốn vào cái hang này. Cơ mà mình cũng nhanh tay khò luôn cái tấm sắt ra. Vâng, vào trong tuy không thể bắt kịp nó, cơ mà mình nhặt được một cái vòng tay bạch tuộc. Nice. Cái vòng này nó sẽ cho mình nhấn control để lao tới một đoạn ngắn, kiểu như lăn trong đắc sâu ấy các bạn, để đánh cá mập chắc là ngon. Mình lách con cá kiếm và con cá mập hổ như Lý Tiểu Long và chạy một mạch quay lại cái tàu đắm. Xuống đây là để lấy cái microphone này nè các bạn. Bắt thêm dăm ba con cá thôi là lại đầy hành lý. Thế là mình phải đặt cái thùng hàng lúc nãy mua xuống. Chúng ta cứ bỏ hết đồ vào đây là nó sẽ tự động được đưa lên thuyền, không cần phải lo.
Và thế là chúng ta lại tha hồ bắt được thêm đúng 3 con cá nữa. Cơ mà không sao, mình lấy lại cái hang Long Vương ngày xưa để lấy cái bức phù điêu cho tiến sĩ, rồi cái mình phắn lên luôn. Ông bảo là cái máy này làm sẽ lâu đấy, thế nên là cứ thoải mái bắt cá đi. Ok. Tối nay có một sự kiện lớn các bạn ạ. Hôm nay là ngày quyết chiến giữa ông Vincent và bác Bancho của chúng ta. Nguyên liệu mình lấy ngon thế mà không ra cái gì nữa thì thôi đấy. Đây, để em bưng đến tận nơi cho đại ca. Ông đớp một miếng thôi mà nước chảy linh láng như sóng thần luôn các bạn ạ. Thế mà còn không được 100 điểm. What? Các bạn biết tại sao không? Tại vì quán mình không có bia. Yeah, nghe cũng hợp lý. Thế nên là ông cho mình một cái tủ lạnh để sau này có thể phục vụ bia cho khách hàng. Nice. Từ giờ mỗi tối mình sẽ cố gắng nghiên cứu một món mới. Hôm nay sẽ là món vây cá đuôi vàng luộc. Animation cũng y như lần trước. Mình cứ tưởng là mỗi món là một cảnh mới cơ. Món này bán được hẳn 55 vàng lận đấy nha. Cũng hòm hòm tiền rồi nên mình vào phần đào tạo để nâng cấp con bé Kyoko của mình lên 2 cấp cho nó phục vụ nhanh hơn. Lên cấp 3 là nó có một cái skill mới, phục vụ đồ uống. Tức là bây giờ nó có thể rót trà và rót bia cho khách được rồi các bạn ạ. Yes, cái món sushi sứa và rong biển này ngon vãi. Bán được tận 225 đồng, holy. Con bé giờ nó xịn sò hơn nhiều rồi nên khá là nhàn. Không hề bị miss một khách nào luôn, 5 sao tuyệt đối. Và quan trọng là các bạn nhìn doanh thu kìa, 1.800 vàng gấp 3 lần mấy hôm trước, vãi trưởng. Sáng ngày 8, bác Bacon đã làm xong cái máy phiên dịch rồi. Vậy mà bảo lâu lắm, bọn này làm việc nhanh hơn máy luôn á. Chadup thì mở khóa chức năng nâng cấp súng cho mình để trả ơn vụ mình cứu waifu của ông. Trong giao diện lắp ráp vũ khí, mình nhấn Control để nâng cấp. Cái súng trường này mình có thể nâng cấp thành nhiều loại, nhưng mà mình thấy nâng thành súng gây mê có vẻ ngon nhất đấy các bạn. Hoặc là ta có thể cải tiến cái súng gây mê này, nhưng mà kiểu gì thì mình cũng cần rất nhiều linh kiện. Yeah, tính sau đi. Trước khi đi lặn thì mình ghé qua nhà hàng một tí. Hôm qua có lượm được hộp pate nên đem qua cho bé Momo ăn. Oh yeah, nó có vẻ thích mình rồi đấy. Cái bọn hoàng thượng này nó chỉ cần mình khi đói thôi. Tự nhiên có một đống tiền nên mình nâng cấp cái thùng hàng lên cấp 6 để chứa được 63 kg. Bình oxy thì lên cấp 5 để thở được 220 giây. Và súng phóng lao lên loại áp suất để tăng tí đam và bắt cá dễ hơn. Từ giờ là chúng ta có thể tháo gỡ những khẩu súng mình không dùng để lấy thêm mảnh vụn nữa các bạn. Nâng cấp súng ngốn cái này nhiều lắm. Hôm nay mình muốn thử sức với con cá mũi cưa xem sao. Con này không nhiều máu cho lắm nên mình dùng lao phụt vài cái là nó tạch chắc tầm 80 máu. Sushi của nó bán cũng được giá phết đấy. Con cá mập hò cũng ở gần đó nên mình thịt luôn. Đúng 5 phát lao là nó chết, tức là nó có tầm hơn 100 máu. Mỗi tội nặng vãi cả đám. Xèo 2 tảng thịt thôi là mất 30 kg, kinh. Sau khi vớt bớt đồ thì mình lặn xuống sâu để gặp lại hai đứa người cá hôm bữa. Thằng này nó nghe mình nói tiếng tàu phát là nó hoảng luôn các bạn ạ. Nó tên là Suwam và chém gió thì cứ phải gọi là hơn hẳn Nguyễn Tử Quảng luôn. Con bé đang nằm là con gái của trường làng tên là Ramo. Hóa ra bố này chỉ là hộ vệ thôi chứ không phải vợ chồng gì cả. Uầy, vậy là mình có kèo rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ thì mình phải đi kiếm một ít thảo dược để nấu cho con bé ăn. Kệ thằng nhờ nó đi, mình đi cứu công chúa là vì lợi ích bản thân. Đang đi kiếm đồ thì vô tình gặp được mấy con cá thái dương đẹp quá nên mình tranh thủ chụp một tấm hình làm kỷ niệm luôn. Nice. Cá san hô Long Vũ đây rồi. Và san hô Lily cũng ở ngay đây luôn. Ở khu này còn có một con cá mập mồm siêu to nữa các bạn ạ. Này không có hứng đánh nhau nên tha cho nó đi. Đi nép nép vào trong vậy. Chúng ta lên bờ nhờ ông Bancho bốc thuốc thôi. Lên thuyền cái là bác Udo gọi điện bảo tấm hình đẹp đánh tả được nên cho mình 200 vàng. Nice. Một nguồn thu nhập tay trái không đến nỗi tệ. Mình đưa hết nguyên liệu cho bác Bancho thì ông quyết định là nấu cháo để ăn cho dễ. Mình thích mấy đoạn này lắm. Bắn hết lên mặt rồi nhỉ. Best đầu bếp, cái gì cũng nấu được. Trước khi nhảy xuống để đưa cho bọn người cá thì mình nảy ra một ý tưởng rất hay các bạn ạ. Chúng ta mua mấy quả bom cảm biến của bác Cobra đi. Vừa xuống biển phát thì có một con cá voi to hơn quả Boeing 747 đến chào hỏi. Mình có cố gắng bơi theo nó cơ mà không bắt kịp nổi, nó bơi nhanh vãi trưởng. Thôi được rồi, chúng ta xuống đưa hà luôn đi. Mày cái thằng nhợ này chỉ được cái ăn hôi là nhanh. Sau khi ăn no nê thì nàng Ramo đòi mình cõng về làng các bạn ạ. What? Một con người cá mà phải nhờ thằng béo cõng dưới nước á? Ok, thích thì chiều thôi. Chắc em kết mình rồi. Con bé này nó có sẵn tia UV nên đi qua đây không cần chiếu đèn luôn. Hay chưa? Alright, nhưng mà đứng tạm ở đây nhá, đại ca có việc tí. Mình đặt 3 quả bom mới mua lúc nãy ở ngay đây để dụ con cá mập mồm to. Tưởng khôn lắm, cơ mà 3 quả thì chỉ đủ gãi ngứa cho nó thôi các bạn ạ. Em xin lỗi đại ca. Định lôi con bé vào trong hang này để trốn á thì nó lại giở trứng. Không phải lỗi này. Shut the f. Mày không á? Vâng, đoạn vừa rồi là tại nó, không tính. Lần này mình rút kinh nghiệm, đặt 6 quả bom luôn. Và tất nhiên là nó khác bọt liền. Mỗi tội mình cũng bị bom liếm nên xém tạch. May sao có cái vỏ sò oxy ở ngay đây. Nice. Xử xong con cá mập thì mình cõng tiếp con bé xuống sâu hơn nữa. Dưới đây còn có cái bọn sứa cảm tử nữa mới vãi cơ.
Mình cõng nó đi mãi xuống gần 230m đến gần giới hạn của bộ đồ lặn luôn. Đang lo thì may sao cái đường nó bị chặn rồi các bạn ạ. Chúng ta cần một cái găng tay đặc biệt để rút cái cọc này ra thì mới có thể đi tiếp được. Thế là mình lên ngay và luôn cho bọn nó đứng chờ ở đó. Tối nay ở quán sushi xuất hiện thêm hai nhân vật lạ mặt nữa. Thứ nhất là con bé đa nhân cách tên là Maki. Nó nói một giọng nói nhẹ nhàng và lễ phép. Còn nó lồng tiếng cho con búp bê kia một cái giọng rất là bố láo ăn cắp. Chắc là mình phải học chiêu này để đi chữa người quá. Mà tóm lại là nó muốn ăn món cơm cá vẩu trắng và tảo bẹ. Còn thằng cha say rượu này nữa, cũng từng là thợ lặn cơ mà bây giờ về hưu là nông dân rồi. Họ muốn ăn món cà ri cá lịch, cơ mà con cá này nó chỉ ra vào ban đêm thôi. Tức là chúng ta sắp được đi lặn ban đêm rồi đấy, nice. Thôi được rồi, để mai mốt mình xử lý hai đứa nó một lượt luôn. Cái quảng cáo tờ rơi hôm qua đã có kết quả rồi các bạn ạ. Hai ứng cử viên nộp đơn. Mình còn có tí tiền thôi nên mình thuê ông Pai rồi cho ổng vào đứng phụ bếp. Ngoài ra thì mình cũng nghiên cứu thêm món tàu đỏ nữa. Thì mai bác cứ làm như trời, biết ông làm như trời sập. Ok, hôm nay tôi cần người phụ bếp. Oh, cái này là animation mới này các bạn. Đi lặn các anh. Đi lặn đã. Thực đơn hôm nay đơn giản lắm, có 3 món thôi. Mình thấy cái món sứa ghê, chắc mai mốt phải cho là món chính quá. Nay có thêm hẳn 2 người phục vụ nên khá là nhàn, không phải đi lại nhiều. Mình chỉ phải đứng quét một tí wasabi thôi là ok la. Doanh thu thấp hơn hôm qua một tí, cơ mà vẫn 5 sao như thường nhá. Ngày 9, bác thịt lợn đến đưa mình cái găng tay, rồi chỉ cách xài luôn. Chúng ta có thể cầm mấy cục đá to rồi thả xuống để mở đường như thế này. Và mình có thể chơi mini game để kéo mấy cái cọc này ra, ok. Xong thì mình nâng cấp vội cái bộ đồ lặn lên cấp 5 để đủ độ sâu làm tiếp nhiệm vụ. Ngoài ra thì mình còn vào Instagram like tất cả ảnh để ủng hộ quán các bạn ạ. Phải làm gương cho các nhân viên chứ. Hôm nay Marco Bra bán đồ mới nè. Các mình tăng dung tích oxy thêm 10%, quá được. Chỉ cần dùng nó ở dưới nước là xong, không hề tốn ô đựng đồ nghề. Trên đường xuống tìm hai chị em nhà cá thì mình lại gặp thêm một con cá đẹp nữa. Cá mái chèo. Thế nên là mình chụp một bức hình thật là đẹp để kiếm thêm 200 sèng. Oh yeah. Mấy cái thùng súng ở dưới sâu này cho súng xịn vãi luôn nè các bạn. Súng ngắm gây mê. Demo luôn nè. Một phát một con cá đen này nó ngủ luôn. Mỗi tội vẫn chưa có tàu ngầm nên chưa đưa nó về được. Ngoài ra nó còn có thể bắn xuyên để cho hai con cá ngủ một lúc nữa cơ. Xịn vãi cả sò ra. Chưa hết đâu, mình còn lượm được một quả súng phóng lựu nữa. Thế nên là mình lại quay lên để bổ con cá đen. Đúng 5 phát lựu đạn là nó tạch, chắc là tầm 150 máu. Nó ra tên con này là cá nhám mang xếp, chắc là được giá lắm đấy các bạn ạ. Còn cái quặng này là cái quặng khỉ nhưng mà đẹp thế này. Quặng mắt mèo. Chắc là để ráp súng xịn đây. Đang dung dăng dung dẻ khám phá thì con bạch tuộc không bữa nó lại ló đầu ra khều mình. Nó trốn vào cái hang ở dưới đây, cơ mà nó đâu biết là bây giờ mình đã ném đá được ngon lành rồi. Đi xuống dưới vẫn chưa bắt được nó nhưng mà lại lượm thêm được một cái cổ vật nữa. Cái bùa vũ khí tăng 15% sát thương của súng. Wow. Ok, tiếp tục nhiệm vụ thôi. Mình rút cái cọc này ra phát là đống đá nó rơi xuống. Tuy nhiên vẫn chưa đủ lực nên mình lại phải quay lên rút một cái cọc nữa thì mới xong. Sau khi cả lũ chui xuống cái hang to tướng á, thì có một con quái vật to chỉnh tình lượn qua. Hai con mẹ nhát hơn cái nên mình phải là thằng đi thăm dò. Vâng, cái phòng to tướng thế này tức là boss rồi đấy. Oh shit, con này là con khỉ đấy. Lươn sói á, phiên bản lùn hay gì, lươn đi mà ngắn vậy. Bố này là bố sẽ hút mình vào, cơ mà ta có thể dùng cái găng tay để bám vào mấy cái mỏ neo. Lúc mà nó lao tới á, thì mình chỉ cần néo qua một bên là được. Còn lúc nó phóng ngang như thế này á, thì mình toàn chạy lên trên nóc nhà. Vô xong thì nó sẽ lòi đuôi ra và mình vả quả shotgun vào nó là được. Cứ làm như vậy tầm 4 lần là nó lăn quay, easy. Trời đất ơi, to xác mà yếu thế. Đấy là chúng ta sắp có cháo lươn ăn rồi đó các bạn. Cái mang của con lươn này còn làm súng được nữa cơ. Ở ngay trong phòng boss cũng là cái cổng về làng cá luôn. Cơ mà phải có chìa khóa đặc biệt thì mới vào được nha. Đến làng phát là con bé Ramo nó dẫn mình đi gặp bố vợ. À không, ông trưởng làng tên là Tenjin. Có vẻ như cái làng này đang gặp vài vấn đề gì nghiêm trọng lắm. Cơ mà bọn nó không tin tưởng loài người nên không dám nhờ giúp đỡ. Mình thì lấy được lòng tin của Ramo rồi, nhưng mà phải chứng tỏ cho cả làng nữa cơ. Dịch ra có nghĩa là mình phải đi làm cu li cho bọn nó ấy các bạn. Do mình đã cứu con gái của bác trưởng làng nên bác cho mình hẳn một cái gương thần kỳ để có thể teleport đến ngôi làng bất cứ lúc nào. Bonus thêm một cái bản đồ của làng nữa cơ. Quá xá là tiện luôn. Tuy nhiên bây giờ muộn lắm rồi, chúng ta về nghỉ thôi. Tối nay về quán thì không thấy ai các bạn ạ. Chắc là bác Bancho mệt rồi nên cho nghỉ một bữa. Bù lại thì có bé Momo ở đây và cả bà Yoshi nữa. Hai người ngồi uống bia tâm sự và bà kể cho mình một sự tích đầu cá mập dài hơn cuốn tiểu thuyết Tam Quốc Chính Nghĩa luôn. Tóm lại nó là như thế này. Ngày xưa có hai ông bà tên là Bancho và Yoshi làm việc trong một khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới. Một ngày nọ có một bà phù thủy, à không, một bà khách VIP siêu khó tính tên là Louis Crawford tới nghỉ dưỡng. Ông Bancho là người phụ trách lên thực đơn nhặt cho bà ta. Các món chính thì cũng như thường lệ, nhưng mà riêng món nướng, bà muốn lên món đầu cá mập nướng cho nó táo bạo và ấn tượng.
cơ mà bà quản lý Yoshi có vẻ rén nên không đồng ý. Ông Bancho không phục nhưng mà cũng phải lưỡng lự chấp nhận lên món căn bản là tôm chiên xù. Và tất nhiên, cái món này là quá tầm thường so với cái bà già khó tính kia. Nó thật chứ tôm đến mình còn ngán cho nó chi bà. Bà nội vừa chê vừa khịa vừa đá đẻo. Và với cái đà này á, là sắp có một bài phốt ở trên mạng rồi. Đúng lúc này, ông Bancho không hề cam chịu, lôi cái đầu cá mập chiên xù mà ông đã chuẩn bị sẵn ra cho chị hai nếm thử. Bà Luis yếu bóng vía quá nên chạy mất dép. Và thế là toang, không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Đấy chính là lý do mà hai ông bà không còn là đồng nghiệp của nhau. Nhưng mà không phải là ông bị đuổi đâu nha, chỉ là tự xin từ chức để về rèn luyện tay nghề mà thôi. Công nhận luyện kinh quá nên bây giờ hỏi luôn mà. Nhưng mà không sao, nó cũng là duyên phận. Hai ông bà bây giờ lại tái hợp và cùng làm việc ở nhà hàng sushi của mình. Chứng tỏ là ông trời đang mỉm cười với chúng ta đấy. Nếu các bạn thấy video hay thì nhớ cho mình một sub nhé. Còn nếu muốn support thêm thì có thể mua bánh ủng hộ mình. Tiệm bánh Nhà Các Khô chuyên bán các loại bánh kem và bánh sinh nhật theo yêu cầu ở trong khu vực Hà Nội. Ngoài ra, dịp Tết này còn có cả bánh quy và kẹo nougat để biếu Tết nữa các bạn ạ. Đảm bảo là hàng handmade 100% từ ruột đến bao bì, chứ không phải là hàng chợ bán lại đâu nha. Biếu mấy cái đồ độc lạ này các cụ các bác thích lắm, chứ đồ mua ở siêu thị mình thấy bình thường quá. Các bạn hãy click vào link bên dưới để mua nha. Còn nếu không mua thì follow cũng được, biết đâu hôm nào tự nhiên cần mua bánh kem gấp thì sao, đúng không? Ok, chúng ta tiếp tục thôi. Ngày 10, bác Bacon háo hức chạy qua hỏi chuyện về bọn nhân ngư. Mình kể về ông đầu đuôi tường tận mọi chuyện, không sót một cái gì. Thế là ông hối mình đến cái làng đó càng nhanh càng tốt. Cơ mà cứ từ từ, giải quyết xong mấy cái công việc tồn đọng cái đã. Xuống biển cái là mình gặp lại con cá voi khổng lồ hôm bữa. Vâng, mình cũng là cá cơ mà ngôn ngữ này lạ quá nên mình không hiểu các bạn ạ. Chắc là phải nhờ con mẹ Ellie phiên dịch thôi. Nhưng mà chúng ta đi bắt vài con cá để làm nhiệm vụ đã. Đầu tiên là con cá háo sọc này. Xong thì là đến mấy miếng tảo bẹ. Còn với nước tương ở nhà nữa là chúng ta lên được món cho con bé Maki. Tiếp đó thì mình săn thêm vài con cá mập. Nào là cá mập trắng nè, cá mập răng cưa và cả con cá mập hổ nữa, là full hành lý luôn. Lên bờ mình được file ghi âm cho con bé Ellie dịch thì nó bảo là con cá voi đang tìm con của nó. Thế là mình lại nhảy xuống đi lùng luôn. Cơ mà sao chiều nay biển nhìn nó khác khác các bạn nhỉ? Rõ ràng là lúc trước mình đâu có thấy mấy cái cây tảo cao này đâu. Đi loanh quanh một hồi thì mình cũng nghe được tiếng của con cá heo con. Nhưng mà chúng ta phải rút cái cọc này ra trước thì mới vào được. Vào trong thì thằng con có vẻ hơi rén, nên mình phải đứng xoa đầu nó một lúc thì nó mới tạm tin mình. Bây giờ thì chúng ta dẫn nó đi tìm mẹ thôi. Có một vài con cá bố láo chặn đường, nhưng mà mình biến bọn nó thành thịt rồi. Đang định solo đám cá mập trắng này thì ai dè con mẹ nó ra giành mất phần. Thôi không sao, hai mẹ con lên đường cẩn thận nha. Quay nhưng mà qua quay quay. Không có thì thôi vậy. Lên bờ thì hai mẹ con còn biểu diễn một màn phun nước rất là hoành tráng ngay trước nhà hàng của mình nữa cơ. Và bonus thêm một bộ skin thần biển cả cho con tàu của mình nữa. Nice, thế mà cứ tưởng không có quà. Ok, chúng ta bắt đầu buổi lặn tối đầu tiên thôi. Wow, nhìn biển ban đêm đẹp thế. Vừa xuống một tí mình đã lượm được súng mới rồi nè. Súng bắn lưới. Chúng ta có thể bắt được nhiều con cá vừa và nhỏ một lúc. Ví dụ như con sứa hộp này nè. Và cả con cá lịch mình đang cần cũng lưới được luôn. Ban đêm thì bọn cá nó rất hổ báo các bạn ạ. Bọn nào nó cũng muốn bu và sực mình ghê chưa. Con này giống con cá mập trắng nhưng mà chắc chắn là loài khác rồi. Cá mập đồng. Ok. Lúc sau lượm được cái mối lao gây mê nên mình hốt thêm một vài con cá 3 sao mới nữa. Thấy con cá mập hổ này béo thịt quá nên lòng tham nổi lên. Và đây là một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời đi lặn của mình. Nhưng mà ít nhất thì ta cũng giữ được một món đồ khi chết. May quá vẫn giữ được con cá lịch để về làm nhiệm vụ. Có thể các bạn sẽ bảo là tham thì thâm, cơ mà thực ra là do mình muốn kiếm cái thành tựu thôi. Yeah, kiểu gì chẳng phải làm trước luôn đi. Ok, kiếm tiền giải sầu nào. Nhưng mà việc đầu tiên mình cần làm là nâng cấp thứ hạng của nhà hàng lên bạc đã. Đủ chi tiêu lâu lắm rồi mà quên. Tất nhiên. Hai cái công thức mới này là để làm nhiệm vụ nè các bạn. Trước khi bắt đầu thì mình nâng cấp bắc pai lên cấp 3 để mà khóa kỹ năng nấu ăn nhanh hơn. Xong thì mình nghiên cứu hai món mới vừa mở và cả món lươn sói hấp này nữa. Món này là từ con boss hôm bữa đấy các bạn. Một cái đuôi lươn mà làm được 10 phần, tổng cộng 5.500 vàng đấy nhá. Thế nên là hôm nay mình tạm hoãn lên hai món kia, bán lươn kiếm tiền kìa đã. Có điều là mình lặn hết 1/3 buổi tối rồi nên bán không hết mới đau chứ. Yup, vẫn còn dư 3 đĩa bay mất 1.5k. Thôi kệ, chúng ta rút kinh nghiệm lần sau vậy. Vẫn được 4.400 vàng. Thế là ngày 11, mình lại có tiền để nâng cái thùng hàng lên cấp 7, 94kg. Alright, chúng ta qua làng cá xem có gì hot nào. Cái làng này nhìn vậy cơ mà cũng to phết các bạn ạ. Nguyên buổi sáng mình đi loanh quanh làm mấy cái việc vặt cho bọn dân để lấy lòng tin. Như là ship đồ cho chị chủ quán cơm này, nhận lời nấu cháo hồi sức cho bác thợ rèn, đi dâng hoa để viếng ông Long Vương ở ngay giữa làng, và đi lấy lại quả bóng đá cho bọn nhóc cho choi này. Quả bóng nó bị con cá mập mồm to nó nuốt các bạn ạ. Hơi căng căng cơ mà mình dùng địa hình cộng với cái mũi lao gây ngủ xịn sò chích nó nên cũng không có vấn đề gì lớn. Đây, bóng của bọn bay đây. Cơ mà bọn này nó đá bóng kiểu gì ta? Oh, nó chỉ đánh đầu thôi chứ không đá, cũng hợp lý. Làm nhiệm vụ cho bọn nó xong thì bọn nó còn cho một ít tiền bay nữa cơ. Tiền xu cổ đại đấy các bạn. Bây giờ là đến cái sòng bài này mới vui nè các bạn. Bà Lin Chen này là chủ trường đua cá ngựa. Mấy con cá của bà bị sổng hết rồi nên bà nhờ mình bắt lại. Cái này thì mình chưa làm được các bạn ạ, để sau đi. Còn con bé này thì cá độ thu mất cái còi gọi ngựa nên nó nhờ mình lấy lại.
Cũng đơn giản, chỉ cần đánh bài thắng cho chủ sòng chui nát này là xong. Cái này là trò chơi lật bài trí nhớ mà, lật được hai lá bài giống nhau là ăn điểm. Nói chung là mình có sự trợ giúp của chat nên thắng khá là dễ dàng và áp đảo. Thấy ngon ăn quá nên mình làm thêm một ván cược hết tiền luôn, 50 đồng. Và bây giờ thì nó mới dở cái bộ mặt thật của nó ra các bạn ạ. Bài úp mà nó lật phát nào ăn phát đó, không trượt cú nào. Cá khô cộng với 1000 cặp mắt ở trong chat mà không đỏ nổi, thua một cái tức tưởi không làm gì được. Đúng là cờ bạc là bác thằng bần. Không hiểu sao cái mặt nó gian thế mà mình vẫn bị lùa. Ít ra thì mình còn được con bé kia cho cái còi gọi cá heo, nó chở mình đi nhanh hơn cơ mà tốn tiền. Yeah, có con xu đến là dính túi đâu. Công làm cu li từ sáng đến giờ đổ sông đổ bể hết. Nhưng mà trước khi rời cái làng suối quẩy á, thì mình lên lầu 2 để làm nốt cái nhiệm vụ cho con bé này. Nó tên là Niamo và nó cần mình tìm một bức phù điêu để hát trong một lễ cưới sắp tới trong làng. Cái này thì đơn giản, đấy cái tàng tích Long Vương ngày xưa là xong. Bây giờ thì chúng ta mới bắt đầu buổi lặn sáng nè các bạn. Nay mình hốt được một con cá mới nhìn đẹp lắm nha. Cá chim mũi dài, nice. Bây giờ mình là chùm săn cá mập rồi các bạn ạ. Cách xử lý bọn này dễ nhất là cứ đặt một đống bò vào đây, xong rồi dụ bọn nó đi tới là easy, không tốn một giọt mồ hôi nào. Mình dùng thời gian còn lại lùng sục khắp khu này để kiếm mấy con sao biển tím và sao biển rắn. Bọn này là dùng để nâng cấp súng ngủ, quan trọng phết đấy. Ngoài ra mình còn được bonus thêm một hộp pate cao cấp nữa. Nice. Dạo này tích trữ cũng được khá nhiều sinh vật rồi nên mình vào app Eco Watcher đóng góp một loạt để kiếm điểm luôn, lên được hẳn 2 cấp nghiên cứu nhé. Phần thưởng là một cái vòng sức khỏe giảm sát thương 10% và một cái vòng chống độc. À, không thể ngon bằng hai cái vòng mình đang xài được. Trước khi đi tiếp thì chúng ta nâng cấp cái súng trường lên cấp 2 cái đi. Nguyên liệu rất là đơn giản thôi, không có gì khó hết á. What? Wow, 35 đam, tuyệt vời. Buổi lặn chiều nay mình được gặp lại bé cá heo hồng. Không biết là bạn trai của nó đâu, nhưng mà chúng ta cứ chụp lại một tấm làm kỷ niệm đi. Phải canh cả cái hình trái tim nữa, khó phết nha. Chuẩn đét. Các bạn nhìn thấy trái tim chưa? Quá là rõ luôn. Ok, cái phù điêu nó đây rồi, easy. Xong thì mình làm thịt thêm 2 con cá mập răng cưa và 1 con cá mập hổ để làm món phụ cho nhà hàng. Còn món chính là món sứa rong nho này này các bạn. Món chính thì mình sẽ cải tiến lên maximum luôn để kiếm tiền cho nó đã. Đang định rút rồi thì tự nhiên nhặt được cái súng bắn tỉa lửa. Thế nên là ngửa tay mình sực luôn con cá mập miệng to. Đúng 3 hết là đi. Súng này bắn phê tay thật chứ. Lục lọi thêm một lúc nữa thì cũng tìm được 2 con sao biển tím, vừa đủ để mình nâng cấp cái súng ngủ. Sau khi đưa cháo cho bác thợ rèn và cái phù điêu cho Niamo thì mình được 55 xu. Lại có vốn khởi nghiệp tiếp rồi các bạn ạ. Mình phải phục thù cái thằng mất dạy đấy. Tiện đây thì con bé nó cũng mời mình tham dự lễ cưới của làng luôn. Yo, cái tay nó rớt kìa mấy chế ơi. Thi công kiểu gì đấy? Quả này là phải dán lại cho bọn nó nữa rồi. Yên tâm, cứ có xu là có khô làm. Bây giờ đủ 100 lòng tiền rồi nên chúng ta đi gặp lại lão trưởng làng thôi. Tình hình là cái làng này nó có một cái cây thần khổng lồ và rất nhiều người phụ thuộc vào nó. Yep, một mô típ rất là căn bản. Cây này nó sống được là nhờ một dòng sông băng bên dưới. Cơ mà dạo gần đây băng bắt đầu tan nên ổng nhờ mình xuống kiểm tra. Tuy nhiên chúng ta cần một cái chìa khóa để xuống, cơ mà mất bố nó rồi. Tôi cũng lại mấy ông luôn á, không hiểu sao bọn này vẫn tồn tại được đến bây giờ. Thôi được rồi, mai mình làm tiếp. Giờ thì lên bán sushi thôi. Lên bờ thì bác Cobra đưa mình hộp keo dính đá dưới nước. Vãi cả trường. Cái đó mà cũng có. Tối nay có tiền rồi nên mình thuê ông rau và quán luôn. Xong thì mình lại đăng tờ rơi tuyển tiếp. Chúng ta phải thuê tất cả nhân viên các bạn ạ. Có việc cần dùng hết đấy. Cho cụ Pai đứng bếp đi. Còn thằng cha rau này khỏe bưng bê được đấy. Đào tạo lên cấp 3 luôn để mở khóa kỹ năng. Bậc thầy chuẩn bị nguyên liệu. What? Nghe có vẻ hợp trong bếp hơn á. Nhưng mà thôi kệ. Mấy nay mình săn cá mập mồm to quá trời nên bao nhiêu là thịt. Mình cải tiến một phát lên tận cấp 5 luôn. Cộng với 2 món nhiệm vụ và sushi cá chim mũi dài nữa là đủ menu. Bố to ăn được bát cà ri cá lịch cái là sướng như được hồi xuân. Quá ngon. Quả cá lịch. Ta bỏ mạng về cái món này đó. What? What? Mình bỏ cả mạng sống cho cái món này các bạn. Nó không ngon làm sao mà được. Ông nói là có một món quà cho mình, ngày mai sẽ biết. Còn bát cơm cá háo này thì sao đây? Oh. What? Không thể ngon hơn được nào. Ngon đến muốn chửi luôn mà. Hóa ra là con bé Maki nó đang đi tìm bố. Nó đã không thể liên lạc với bố kể từ khi ông ấy đi lặn. Wow, nghe giống cá khô thế. Mà có khi nào hai người này là bố con không ấy ta? Ông kia cũng từng đi lặn luôn. Thôi tính sau, tóm lại là bây giờ nó cho mình cái vợt và đòi mình đi bắt sen biển. Có vợt là ta cũng bắt được tôm và cá ngựa nữa đấy các bạn. Nice. Hôm nay có 2 đứa phục vụ luôn mà không hiểu sao vẫn miss một khách nha. Đến cuối ngày thì chỉ được có 4.7 sao thôi nhưng mà được hẳn 2.900 vàng. Tuyệt vời. Món thường thì không thể so với đồ ăn của boss được đâu các bạn ạ. Đêm nay ngủ sâu quá nên mình lại mơ thấy ác mộng. Mình được nhập vai vào ông Duff, chúa tể Weebu. Hắn cũng nằm mơ luôn. Mơ trong mơ. Inception à. Trong mơ hắn ta đã thực hiện được ước nguyện cả đời là tham dự buổi concert của idol Lia Chen. Thế là mình tự nhiên được chơi Guitar Hero phiên bản anime. Go!
Bản chất wibu tiềm ẩn của mình nó nổi dậy và mình phá đảo comedy game ở mức cao nhất. Excellent luôn. Oh yeah. Có điều là tại sao có mỗi hai mô hình ở đây? Nhóm này ba người mà ta. Vâng, xong xuôi hết thì chúng ta mở khóa được mini game đầu tiên trong điện thoại tên là Lia Run. Để mai mình chơi thử xem như nào. Sáng ngày 12, cuộc đời của các khô đã sang trang mới. Ông Udo gọi điện và muốn mình chụp hình con cá nạng hải. Wow, vãi cả tên. Con này sống về đêm và ta cần mồi để dụ nó ra thì mới được. Thế là lại phải hỏi bà nội Ellie nữa rồi. Nó bảo là để lấy mồi thì đưa 5 cái tảo bẹ ra đây. Ok, tảo thì mình đầy rương. Con nhận khôn lỗi. Hóa ra nó lợi dụng mình để tranh thủ lấy thêm điểm cá khô. Cơ mà kiểu gì thì ta cũng có cái hộp mồi rồi. Đợi ông Udo chuẩn bị xong nữa là ta chiến thôi. Bác ô tô cũng gọi và bảo mình ra bãi đất sau quán. Qua đó thì cái trại cá to tướng nó đập vào mặt mình. Holy, nhiều bể phết. Bể nào cũng to như cái hồ mini. Từ giờ lúc bắt cá là sẽ có xác suất lượm được trứng. Nó sẽ tự động được đem về đây ấp. Khu này mai mốt mà để nuôi tôm thì cứ phải biết. Mở mail lên thì mình biết được là lễ hội sứa sắp đến. 3 ngày nữa, tức là ngày 15 ấy các bạn. Vậy thì 3 ngày tới chúng ta vắt sứa tẹt ga thôi. Mình sẽ săn sạch sứa vùng này luôn. Trước khi vào việc thì chúng ta check thử cái mini game mới này các nhỉ. Game này chơi cũng y hệt như Zombie Tsunami ấy các bạn. Cơ mà có double jump nữa nên lúc đầu mình chưa quen, có gặp một chút khó khăn. Lúc sau thì chơi mượt mượt hơn một tí, được 87 điểm. Thôi chơi thế thôi, lúc nào rảnh chơi tiếp. Chơi xong thì mình vào nâng cấp cái súng gây mê luôn. Thu lượm đủ hết tất cả vật liệu rồi nên mình cho một phát lên 2 cấp. Oh, cái này mới à? Lia-chan. Oh my god. Đúng là súng gây mê thứ thiệt, nhìn cái mê luôn. Băng đạn từ 3 viên bây giờ lên hẳn 6 viên. Tha hồ mà bắt sứa tẹt ga. Nhưng mà được có mấy con đâu, bọn nó trốn sạch rồi sao ấy các bạn. Được cái là mình có vợt rồi nên từ giờ ta có thể bắt cá ngựa, ốc anh vũ và cả tôm các loại nữa. Bỏ tôm này bán được phết đấy nha, y chang ngoài đời luôn. Ngoài ra thì mình cũng làm cái nhiệm vụ bắt sen biển cho con Maki luôn. Có điều là có mỗi hai con sen ở đây thôi các bạn, chắc phải quay lại sau. Các bạn đã chán cái cảnh bắt cá mập kiểu này chưa? Làm sao mà chán được. Nhoàng cái là full hành lý, chúng ta vào làng làm nhiệm vụ tiếp thôi. Việc đầu tiên là hàn lại cái tượng cho con bé Nemo cái đã. Game nó bị bug nên hàn không được đẹp lắm các bạn ạ. Đoạn đầu hơi bị miss. Không sao, làm xương xương thôi, mai mốt còn kiếm thêm. Tiền công hẳn 100 xu, giàu thế. Cái bản này là nhiệm vụ daily này các bạn. Đi săn thú cho bọn nó kiếm sèn. Cơ mà không ăn thua, mình có cách kiếm tiền hay hơn nhiều. Cái bọn Lightjoy này suốt ngày gây chuyện thôi. Thằng bạn Maro của nó lén ra cái hồ dưới biển nên bị lạc mất tiêu rồi. Giờ thì mình phải đi theo mấy cái biển báo này để tìm nó. Đã bảo là không được ra khỏi làng rồi, tí về mình cho nó nát đít luôn. Ông thợ rèn ăn cháo của mình nên khỏe rồi. Bây giờ thì ông cần mình kiếm một ít quặng mắt mèo. Mấy nay mình đào quá trời không thành vấn đề. Sau đó thì ông còn kéo mình lên cái chỗ cây thành để hái quả nữa cơ. Dân ở đây dùng cái quả này để làm nguyên liệu nung ấy các bạn. Dễ như ăn cháo thôi, không vấn đề gì. Ok, một vài ngày nữa là ông sẽ mở lại cái xưởng rèn. Nice. Bây giờ thì chúng ta đi bắt lại mấy con cá ngựa cho bà chị Lin Chen thôi. Có một con ở trong nhà của ông trưởng làng. Đi vào bắt cá thôi mà bị ép nhận nhiệm vụ luôn. Thế là bây giờ mình phải đi với con chuột nhắt Suwan để lấy lại cái chìa khóa. Chỗ này là nơi giam giữ những nhân ngư bị điên nè, ở ngay đối diện cổng vào làng luôn. Tất nhiên là mình phải đi vào một mình rồi, thằng hèn kia làm sao nó dám vào. Vừa mới đi vào một tí mình đã gặp được con người cá zombie rồi. God damn. Không thành vấn đề, mình mần mần theo hành lang và đến được một cái phòng nhỏ nhỏ. Chúng ta phải xếp mấy cái tảng đá này giống như hình ở trên tường để giải đố. Tưởng gì cá khô là chùm chưa xếp hình. Oh yeah, cái chìa khóa nó đây rồi. Sau khi lấy được cái chìa thì lại có động đất và bọn zombie nó sổng chuồng. Thế là bây giờ mình phải chơi trò trốn tìm với bọn nó các bạn ạ. Cũng không có vấn đề gì khó lắm, bọn này đầu đất mà. Mình cứ thế mà chạy thẳng một mạch ra ngoài thôi. Tất nhiên là con nhận Suwam nó đã phắn rồi. Mong đợi gì ở thằng này. Đã định về thì lại có khách tới. Vẫn là cái thằng chó Watson này. Thằng này là cái thằng gây động đất chứ đâu. Mày vẫn chưa chừa con. Ở lần chạm trán này nó chỉ có một chiêu đáng chú ý là bắn tên lửa dí thôi. Mình dẫn cái tên lửa bay ngược lại nó là ok. Nhưng mà chơi thế này mới là cool ngầu này các bạn. Chúng ta dùng cái gậy bóng chày đánh quả bom vào mặt nó. Yeah, đánh con boss này giải trí vãi các bạn ạ. Công nhận quả boss thiết kế đỉnh đấy. Thế là nó lại xách dép chạy. Kiểu gì cũng gặp lại nó lần nữa. Cơ mà chúng ta lấy cái mảnh giáp này về cho bác Cobra đi. Biết đâu chế được cái gì ngon. Mình quay lại làng đưa chìa khóa cho Tenzin xong thì ông kể cho mình nghe về sự tích zombie. Ngày xưa nhờ cái cây thần mà tộc người cá hùng mạnh lắm các bạn ạ. Nhưng mà một ngày đẹp trời có một thằng tinh tướng muốn dùng quả thần để làm người cá đột biến. Công nhận là bọn nó cũng khỏe lên thật, cơ mà cái gì thì cũng có hiệu ứng phụ hết á. Cơ thể tái nhợt, chân tay co quắp, sợ ánh sáng. Yep, nghe giống cá khô ngày xưa. Ông Long Vương phải ra tay tiêu diệt bọn nó, nhưng rồi bị thương nặng và băng hà. Wow. Tuy nhiên để tỏ lòng biết ơn thì Tenzin cho mình một cái vòng nhân ngư. Đeo cái này vào là đuổi được bọn run ống giống như con công chúa các bạn, cũng tiện. Ok, xong. Bắt mỗi một con cá ngựa thôi mà khổ đến thế đấy. Rồi, chúng ta còn một con nữa ở nhà bán hạt giống nữa là xong. Nice. Tiền đây, ổng cũng có nhiệm vụ nên mình làm luôn. Chúng ta phải đi lấy cái quyển sách tên là Có những người bị đột biến ở dưới tầng hầm với tư cách là nhà vua tôi không thể đứng nhìn tôi phải làm gì đó. Tập 2. Wow, vãi cả tên. Lên hỏi con bé Nemo thì nó đưa ra cho mình ba lựa chọn. Mình thấy là cái quyển ở giữa có vẻ thú vị nhất đó các bạn. Cơ mà mai mốt chúng ta đến mượn riêng. Quyển mà ông kia cần rõ ràng là quyển số 3 rồi.
Xếp quyển sách xong thì ông cho mình một ít tiền và một bao hạt giống. Ông còn bảo là đến gặp ông nông dân Gumo để gieo trồng. Thằng này nó cũng chảnh chóc lắm các bạn, không thích làm việc với loài người, trừ khi cho ông ăn một món về rong biển thật là ngon thì mới được. Chúa, cái này bác Bancho xử lý được hết. Ok, đến giờ rồi. Mình vào sòng bài đưa hết cá ngựa cho chị hai thì chị mở khóa đua ngựa cho mình. Sau đó mình vào phần đăng ký để đăng ký cá ngựa. Đây là tất cả những con cá ngựa mình bắt được nè. Mình chọn con cá rank 4 cao nhất cho vào đội, còn mấy con kia mới mốt thịt. Tiếp đó thì ta vào đường đua để đua. Mấy cái màn đầu thì chắc là dễ thôi. Các bạn nhìn con ngựa của mình kìa, khỏe thế làm sao bọn kia đua lại. Trong lúc đua thì chúng ta phải nhấp nhá cái nút space để cái thanh vận tốc nó nằm trong vùng xanh. Chạy nhanh quá nên cho bọn kia hit cát luôn. Oh yeah. Chơi tiếp thử một màn phối hợp nữa xem nào. Thể lực có giảm một chút rồi, cơ mà vẫn còn chiến tốt. Màn này thì ngoài chạy ra, mình còn phải nhấn W và S để nhảy lên và cúi xuống vượt chướng ngại vật nữa. Bật dồ quá nên vấp không trượt phát nào. Thế mà vẫn thắng áp đảo mới hay chứ. Ăn nhau lở con ngựa hết, ok. Đua hai trận xong là nó bắt đầu mệt rồi đấy các bạn. Cho nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Yên tâm, mai mốt mình sẽ bắt nhiều con xịn về để tiếp sức nhau. Còn giờ là đến màn ân oán với cha nội này, phải cho nó sạt nghiệp. Dễ nhất là ta chơi cái trò răng cá mập. Ở trò này thì hai đứa thay nhau nhấn răng cho đến khi nào một đứa bị cạp thì thua. Để mà chơi thắng 100% á thì đầu tiên các bạn để ý cái răng mà nó nháy sáng lên, từ vùng này trở đi là nguy hiểm. Xong rồi thì đếm 4 nhịp qua bên trái cho đến khi nào không đếm được nữa thì thôi. Nói chung là chia cho 4 rồi lấy số dư. Trong những cái răng không đếm được còn lại á thì ta chọn cái ở xa nhất, trong trường hợp này là răng số 3. Từ giờ trở đi á thì ta chọn số ngược lại với nó. Nó chọn 1 thì ta chọn 3, nó chọn 3 thì ta chọn 1, nó chọn 2 thì ta chọn 2. Cứ làm sao mà mình với nó cộng lại thành 4 là được. Đảm bảo là sẽ thắng 100%. Đấy, thấy chưa? Để mình làm lại một lần nữa để chứng tỏ không ăn may nè. Ok, mình thấy cái răng sáng rồi. Giờ thì đếm nè, nhớ là đếm cho kỹ nhá. Vậy là chỉ còn một cái răng ra rìa thôi, ta chọn số 1. Thế là từ giờ không phải nghĩ nữa, cứ chọn ngược lại với nó là ok la. Xác suất thắng là 100%, không hề có rủi ro. Mình dùng trick, à không, mình dùng chiến thuật tính toán khôn ngoan và thắng nó 5 trận liên tiếp. Vét nó không còn một xu dính túi. Sợ quá nên nó phải giở trò giả bộ đau tay để chuồn lẹ. Biết ngay đúng cái bọn nhà cái. Ăn mãi không sao nhưng mà thua cái là lý do lý chấu liền. Bây giờ giàu rồi nên mình sẽ chơi thử cái trò ốc sen để cho các bạn biết nó scam như thế nào. Này là trò đoán bóng ở hội chợ ấy mà. Lúc đầu mình cược 10 xu thì nó khá là dễ nha. Mấy con ốc di chuyển cũng chậm, chỉ khó nhìn kỹ là ok. Chắc đoán đúng gần như là 90%, easy. Nhưng mà tăng lên 100 xu phát là nó dở trò luôn. Xoay nhanh hơn tàu lượn siêu tốc. Đấy, các bạn đoán đi. Chắc đoán chủ yếu là số 1 và số 4, cơ mà nó là con số 3 các bạn ạ. Dễ mà ăn tiền lắm. Thế nên là từ giờ mình sẽ lột tiền nó bằng trò răng cá mập. Tiền rụng rỉnh rồi nên bây giờ gọi cá heo đến cưỡi cho nó oách nào. Công nhận ngồi kiệu phát thấy quý tộc hơn hẳn, như vua chúa. Hóa ra là cái cây thần nó ở tít trên này các bạn ạ. Bảo sao mình tìm mãi bên dưới không thấy. Cơ mà sáng nay chơi vậy vui rồi, chúng ta lên bờ tổng kết thôi. Còn các ngựa nào mà xịn á thì mình có thể để giành đua. Còn cùi thì đem thịt hết. Mình nhìn lộn hai bên nên đem thịt bố cái con rank 3. Không sao, sau này còn nhiều con xịn gấp mấy lần. Ghé qua chỗ Bancho nhờ làm món rong biển á thì ổng cần cả gạo trắng nữa các bạn ạ. Cái đó thì chưa có rồi. Cái vòng nhân ngư mới được cho mình cũng đem ra dùng thử luôn, đỡ phải mang đèn pin tiết kiệm hành lý. Chiều nay thì có nhiều sứa hơn buổi sáng một tí, cơ mà không thấy bọn sứa trắng, chỉ có sứa lòng đỏ trứng thôi. Sau khi bắt nốt cho Maki ba con sen biển thì mình bị một con sen khổng lồ nó mút cái ực rồi kéo đi. Wow, con này chắc là con sen mẹ rồi. Thôi được rồi, cho cả đàn mẹ con đoàn tụ vậy. Mình có sẵn mấy quả bom nên đánh phủ đầu nó được phết. Mấy cái bọn mini boss này chiêu của nó cứ loạn xì ngầu, không có cơ chế gì hết. Cơ mà mình với quả shotgun xử lý được hết, không thành vấn đề. Thấy chưa? Nó rất là mượt, không có không yên tâm, không có để gì khó. Thế là có thêm thịt boss về để bán. Trong đây thế quái nào còn có một bức ảnh của con Maki nữa cơ. Mình lượm về để đưa cho nó. Không còn bom để săn bé mồm to nữa, nhưng mà có quả phóng lựu này thay thế nên cũng không có gì khó lắm. Nice. Xử xong con cá mập thì mình lần theo mấy cái bảng hiệu qua bên phải là đến một cái hang. Vào hang đi xuyên qua một cái hành lang thì đến đúng một cái hồ trong biển thật. Mình chụp một tấm hình để lấy nhẹ 200 vàng rồi đi tiếp vào trong. Đi được một tí là thấy chuyện liền. Cái thằng con Maro liều mạng đây rồi. Sắp bị cá mập ăn mà háo hức thế cha nội. Wow, nhìn hàm răng anh đỉnh vậy. Làm nha khoa nào đấy. Con mini boss này khá là nhanh và hung hãn nha các bạn. Nó xin một phát là 60 oxy. Cũng may mà khẩu shotgun của mình khỏe hơn. Một trận đánh rất là chớp nhoáng. Thịt mỡ cá mập yêu tinh, nghe là thấy mùi tiền rồi. Sau khi dẫn thằng bé về nhà thì mình cho bọn nhóc xem tấm hình mình chụp lúc nãy. Sao nhìn giống nước cống rồi ta. Thôi kệ, chiều nay như vậy là tuyệt lắm rồi. Xử được hẳn 2 con boss. Lên bờ mình đã định mở quán thì một trận động đất to đùng ngập đến. Bác Sa to lon ton đạp đến và thông báo trời bão thường là sẽ có boss. Thế nên là mình bỏ hết, nhảy xuống săn ngay và luôn. Oh yeah, cái lốc xoáy nó đây rồi các bạn ơi. Nạp đầy oxy rồi chúng ta YOLO vào thôi. Bên trong nhìn như là một bãi phế liệu và có một con xe tải khổng lồ. Holy shit, nó là con ốc mượn xe tải các bạn ạ. Con này da cứng hơn thép nên mình không bắn nó được, mà phải đi bưng cái thùng thuốc nổ này lên rồi ném vào lưng nó. Làm như vậy 3 phát là nó qua phase 2. Phase 2 thì nó lằng nhằng hơn nên mình phải bắn vào mắt nó để cho nó co cúm lại. Rồi sau đó thì mới có thể bê thùng ném vào người nó một cách an toàn được. Cũng chả biết là thùng thuốc nổ đâu ra, cơ mà cứ ném thôi.
Đấy, rất là nhẹ nhàng êm ái mượt mà, chứ không hề có chuyện mình bị ấy ấy đến hai lần đâu nhá. God damn, cái càng cua này cả làng ăn một năm không hết. Một ngày mà 4 con boss lạy tổ tiên. Sau khi thịt xong con cua thì mình đi bắt thêm một vài con cá mập nữa. Và cũng tại đây, cũng là con cá mập hổ này, nó cho mình học lại bài học tham thì thâm. Không sao các bạn ạ, quan trọng là cái càng cua nó vẫn còn là được rồi. Tiền nó nằm ở đó không đấy. Qua quán sushi thì mình đưa bức ảnh cho Maki. Hóa ra đây là cái tablet của bố nó, trong đó có lời chăn chối trước khi bố nó ra đi. Ông này suốt ngày cắm đầu vào công việc nên cũng không dành thời gian cho con bé được, và mong con bé tha thứ cho ông. Yeah, mà câu chuyện cũng hơi buồn. Nghe xong cái băng ghi hình thì đùng cái nó đòi làm việc trong quán của mình luôn các bạn ạ. What? Ông Bacho cảm động quá lên nhận lời luôn. Còn mình thì ngu sao từ chối, nhân viên không lương mà. Con này nó chỉ biết nấu ăn thôi, những thứ khác thì nó chịu. Mình nâng cấp nó lên cấp 3 rồi cho đứng bếp chung với ông Pai. Bếp như này là quá ổn rồi đấy. Bát thịt lợn lật đật chạy qua hỏi xem mọi người có ổn không. Ông ô tô hàng xóm cũng ghé qua uống bia. Và còn một nhân vật nữa, một khách hàng VIP tên là Michael Bang, đạo diễn Michael Bay đấy các bạn, chùm sò của dòng phim Transformer. Ông này bị ý tưởng nên muốn đến đây ăn món gì đó lấy cảm hứng. Bố Bancho thì không bao giờ từ chối những thử thách như thế này rồi, đã thế lại còn là fan cứng nữa chứ. Cá thì bao la, cơ mà thiếu gạo chất lượng cao các bạn ạ. Nhưng mà bác ô tô bảo là sẽ giúp mình về vấn đề này. Vâng, hai nhiệm vụ đang chờ gạo trắng. Đúng là người Việt chúng ta không thể hiểu được cái sự thiếu thốn này. Ok, cuối cùng được kiếm tiền. Vừa đủ 100 người theo dõi nên mình nâng cấp nhà hàng lên hàng vàng luôn. Lên vàng thì số lượng khách tối đa mỗi ngày là 28 người. Nice. Hai người mới ứng tuyển là Lưu và Carolina. Mình nhận cả hai và đăng tờ rơi tiếp. Ông Lưu lên cấp 3 có cái skill dọn dẹp nên mình cho thay thế anh Charo. Tất cả những nhân viên nào không phụ bán á thì mình gửi đi kiếm gia vị hết. Tập trung vào kiếm muối trước đi để mình cải tiến món sứa rong nho. Thực đơn hôm nay chỉ có hai món nhẹ nhàng thế này thôi, để ông Tô là yên tâm rồi. Ông Lưu này cũng già cả chậm chạp rồi nên hơi căng các bạn ạ. Ba đứa chạy học hơi cả tối nhưng vẫn bị miss một khách không phục vụ kịp nên chỉ được có 4,3 sao thôi. Tiền hết vì đi lặn đêm là mất 1/3 buổi tối rồi, biết sao giờ. Thế là xong, một ngày dài hơn một thiên liên kỷ luôn, kinh khủng. Nhưng mà chưa hết đâu, đêm nay mình ngủ mơ thấy bác Bacon đi thám hiểm một hòn đảo nào đó. Trong hang động này có di tích kể về lịch sử giữa loài người và nhân ngư. Thời gian trước mọi thứ có vẻ rất yên bình, cơ mà chẳng hiểu sao con người tự nhiên giở trứng đầu độc bọn nhân ngư rồi tàn diệt bọn nó luôn. Yep, nghe cũng không có gì lạ hết. Ngoài ra thì bác còn nhặt được một cái vòng tên là hơi thở nhân ngư. Wow, cái này mà đem cho mình thì còn gì bằng. Chạy ra cửa hang thì gặp bọn thổ phỉ, thế là mình phải lạng lách đánh võng để né bọn nó và cả mấy cái tảng đá nữa. Góc nhìn gì mà bóp vãi. May sao có cái cano xịn sò nên đứa phải làm mồi cho cá là bọn nó chứ không phải mình. Ngu thì chết. Ngày 13 vừa mở mắt ra, bác ô tô đã réo để kéo mình qua cái bãi đất sau nhà. Oh wow, một cái nông trại mini. Đây là chỗ để chúng ta trồng lúa nè. Vậy là bây giờ được chơi Stardew Valley nữa rồi. Ông sẽ tưới nước cho mình nhưng mà hàng ngày mình phải qua đây nhổ cỏ dại cho cây. Thôi được rồi, mai mốt nghiên cứu tiếp. Vừa về chưa kịp đặt đất xuống thì bác lại réo. Bây giờ là đến cái trại cá, khổ. Nhưng mà bắt đầu có cá mới trong hồ rồi nè các bạn. Đây là mấy con cá hôm qua mình bắt được chứ đâu. Đã có hai con cá mập trong đây rồi, nhanh thật. Cơ mà như mình đã nói rồi, thời gian đầu mình sẽ nuôi toàn tôm để đẩy doanh thu các bạn ạ. Hôm nay bác Cobra có đồ chơi mới nè, cái bộ đàm để chúng ta lên thuyền bất cứ lúc nào, nghe cũng được phết. Đang dung dăng dung dẻ dưới sông thì tự nhiên bạn mới đến chào. Oh wow, ok gì đấy. Con này là con cá mập mới các bạn ạ, nó nhanh và hung hãn vãi đã. Đang cầm súng gây mê nên mình phải tạm rút. Một lúc sau lượm được cái súng trường nên mình quay lại thử sức với nó. Nó lao như tên lửa đạn đạo, lại còn quật cái quả đuôi dài ngoằng nữa chứ. Vần vần với nó một lúc á thì mình cũng chiến thắng, mất gần nửa máu đấy các bạn. Cá mập đuôi dài rank 9 luôn, bảo sao khó phết. Sáng nay chủ quan quá nên mình con cá lúp lùm nó chọc cho cái hết oxy luôn. Thế nên là mình phải rút một cách rất là chóng vánh và lãng xẹt. Buổi lần chiều mình lại mở hàng bằng con cá mập đuôi dài. Chiều nay có cái mũi lao giật điện giảm tốc độ của nó nên lần này đánh khá là dễ, giết nó mà không mất một giọt oxy nào, zero hit. Mình qua chỗ tàu đắm vì nghe nói là ở đây cũng có một con cá mập mới nữa. Ồ, nó đây rồi, con cá mập đầu búa. Chưa kịp định hình gì thì đã bị nó vả cho một phát thăng luôn. What? Holy shit, một hit đi 90 máu. Round 2. Lần này mình mang sẵn với quả bom cảm ứng rồi các bạn ạ. Đang đắc ý dụ nó đến bẫy thì có một con cá đẻ nó vào phá đám. Mình nhận được tin nhắn đến làng gấp các bạn ạ, tạm tha cho nó đi. Yeah, chị Chen nhắn tin là con bé của bà đã bị sống mất. Nó là con bạch tuộc nhỏ nhỏ màu tím tên là Seojo. Nhiệm vụ của mình là phải đi bắt lại cho chị hai. Nhưng trước hết là đến màn vét sạch tiền của thằng con Junak. Mỗi ngày ngoan ngoãn đóng cho anh mày 500 xu tiền thuế, không nói nhiều. Tiện đây thì mình cũng làm một trận đua ngựa luôn, cứ mỗi ngày một trận là đẹp. Điều này chắc mày không thua nổi quá. Bà chủ quán Mima có nhờ mình một việc là để kiểm tra nhà một ông chuyên buôn bán rong biển tên là Sushi xem có vấn đề gì không. Ok, quá đơn giản. Vừa ra cổng làng thì mình được một con sứa rất là đẹp dẫn đi đến cái hốc đá này. Nhòm vào trong thì mình tìm được con bạch tuộc con nó đang núp trong đó. Mình lấy đồ ăn dụ nó ra rồi vật nó luôn, easy.
Đi lên chỗ con cá mập to mồm thì mình thấy xác sứa biển rải rác khắp nơi. Lần theo dấu vết của bọn sứa thì mình đến được cái nhà này. Oh yeah, ngày xưa có đến đây rồi mà chưa vào được. Vào trong cái thì gặp cha Sushi và con rùa đang lồng lộn của ông. Nó thì chạy qua chạy lại dưới đèn đặc của mình thì cũng chưa biết phải làm gì. Hóa ra là mình phải nắm cái đuôi nó lại để nó ói cái bọc ly lông ra các bạn ạ. Đấy các bạn ý thức nhá, đừng có vứt rác xuống biển, không là sẽ bị ăn chém như thế này đấy. Wow! Các bác cứ chê làm dụng bom, nay mình xử em mồm to này không dùng bom luôn. Đấy, vẫn dễ như không. Có điều là hơi quá tải hành lý nên mình lết về làng mất 3 thế kỷ. Nhưng mà năng cớ nào đi nữa thì bé heo vẫn phóng vi vu không thành vấn đề. Bà Mima ríu rít cảm ơn và bảo là sẽ bảo quán ăn vào ngày mai. Oh, nghe được đấy. Còn chị Lên Chen thì cho mình một bức tranh về trang trí. Có thế ra, buồn nhỉ. Tối nay có hai nhân viên mới đến quán là Tohoku và Izuki. Con bé Izuki này tốn có 4 đồng để thuê. Chỉ số siêu thấp nhưng mà ngon lắm nha. Bỏ tiền đào tạo lên cấp là chỉ số của nó lên vù vù luôn. Mình đầu tư sạch banh tiền cho nó với Kyoko để đảm bảo hôm nay được suôn sẻ. Vì hôm nay mình sẽ bán hai món ăn của boss các bạn ạ. Súp sen biển chúa từ con sen mẹ và cua ẩn sĩ xào rong biển từ con cua xe tải. Nay chúng ta lên mỗi hai món này thôi, bán hết đã rồi tính. Đúng là ninja có khác, con Izuki nó lướt nhanh như gió. Mình chỉ lon ton dọn chén đĩa và quét wasabi thôi. Hai chị em nó xử lý được hết. Sau khi bán sạch được 20 phần ăn boss thì mình mở menu lên, thêm món cá mập auto để bán nốt buổi tối. Mọi thứ suôn sẻ ngoài mong đợi. Mình đã lấy lại cả vốn lẫn lãi. Doanh thu đêm nay là 13.000 vàng. God damn. Thế là ngày 14 mình lại có thêm tiền để nâng cấp thùng chứa lên cấp 8, 125kg và cả bình oxy lên cấp 6 để thở được 265 giây. Xong thì mình qua trại cá kiểm tra. Wow, cá mới lộm nhộm quá trời ha. Như mình đã nói rồi, nuôi mỗi tôm thôi nên mình thịt sạch mấy con cá trong bể, chừa lại mỗi sứa, tôm và ốc. Ngoài ra mình cũng bỏ thêm tiền để ông Otto mở khóa thêm hồ có độ sâu từ 130 đến 250 mét và hồ cá đêm. Từ giờ mà nếu ta bắt cá ở những khu vực này thì trứng sẽ được đưa về đây ấp. Nice. Sáng nay mình đi săn sứa tiếp nhưng mà vẫn là mấy con sứa cùi, không thấy bọn sứa đốm trắng đâu, chán vãi. Chúng ta tái chiến với con cá mập đầu búa nào. Lần này mình có một sự trợ giúp nho nhỏ hè hè. Thực ra bọn này cũng không khó lắm. Đam khỏe nhưng nó chỉ đánh một đường thẳng duy nhất thôi. Nó không có lằng nhằng như con cá hổ. Với lại sau khi vung đầu 3 phát á, thì nó cũng bị choáng một lúc nữa. Cứ biết được chiêu của bọn nó thì khá là dễ dàng. Còn một con nữa bên ngoài thì lại có chiêu mới nè. Phóng như tên lửa hạt nhân mút chỉ luôn. Nhưng mà đầu hơi đất một tí nên mình xin. Cũng rank 9 luôn nhá. Chắc chắn là nhiều tiền. Chiều nay mình đến thăm chị Mima thì bà đã mở lại quán rồi. Từ giờ chúng ta có thể đến đây mua bánh bao ăn để được buff. Ngon phết chứ. Cái đầu tiên cho miễn phí nên mình xin luôn. À, bà này cũng phải kiểu ngang tài ngang sức với ông Bancho á. Bà này mà gặp được ông Bancho chắc là vui lắm đây. Alright, đến giờ đi chấn thằng Junak rồi. Các bạn đừng có thương xót cho nó, sau này chúng ta cần nhiều xu lắm. Đua cá ngựa thì càng ngày càng lên tay. Bây giờ thì làm sao mà nó có thể thắng nổi mình nữa trời. Này có cái mối lao gây mê nên mình bắt sạch sứa ở dưới vực sâu luôn. Bọn này nặng mà bán cũng không được bao nhiêu tiền, cơ mà kiếm mấy con sứa trắng kia mệt mỏi lắm rồi. Ít ra bọn này nó còn tồn tại. Với lại hành lý của mình bây giờ cũng nhiều rồi. Hồ bọn nó vô tư. Tối nay bác Udo gọi điện cập nhật về vụ chụp hình cá nàng hải. Có vẻ như là chuẩn bị xong xuôi hết rồi, mình chỉ cần xuống chụp thôi. Ông bảo là ở độ sâu tầm 20 mét, chắc là quanh đây thôi. Oh yeah, nó đây rồi. Mình lắp điện đàng hoàng tử tế đầy đủ rồi thả mồi xuống dụ nó ra. Oh shit, nhìn nó cũng to vãi đấy. Con này ngoài đời nhìn cũng y chang vậy luôn các bạn ạ. Nó cùng họ với cá đuối hay sao á. Mình mò từ từ tới một cách rất là nhẹ nhàng và cẩn thận, rồi chụp được một tấm hình rất là... Nói chung là so với photographer chuyên nghiệp thì không bằng, nhưng mà vẫn đẹp. Xong thì mình đi loanh quanh bắt thêm vài con cá nữa. Trong đó có một con mực mới nhìn rất là sặc sỡ luôn. Mực combo. Ok, quá tam ba bận. Liệu lần này chúng ta có bị khuất phục trước con cá hổ đêm này không? Lần nào đi lặn đêm, cá khô cũng bỏ mạng với con khốn nạn này. Nhưng mà lần này với kinh nghiệm, mưu trí và chiến thuật sử dụng địa hình một cách hợp lý thì mình đã chiến thắng nó một cách khá áp đảo mà không mất một giọt máu nào. Oh yeah. Bức ảnh xấu thế mà cũng được hẳn 1.000 vàng đấy các bạn. Hai nhân viên mới hôm nay là Billy, phục vụ khá là ổn, và Yusuke nấu ăn cũng rất là ok. Mình lại bỏ thêm tiền đầu tư cho em Izuki lên cấp 7 để mở khóa kỹ năng sự quyến rũ khó cưỡng. Nice. Hôm nay mình sẽ bán nốt món boss cá mập yêu tinh quay giòn. Nhưng mà ngu cái là lên cùng lúc với món sushi cá mập mồm to luôn. Thế là không bán hết, còn dư 2 đĩa. Có thể các bạn sẽ nghĩ là do cá khô non, nhưng mà tính hết rồi đấy. Nhìn doanh thu của mình tối nay kìa. Tứ quý 6, đố ông nào trong đây làm được. Ok. Ngày 15, bố Udo lại gọi điện nhờ mình bắt một con cá rất là độc lạ Bình Dương. Cá mó đầu gù. What the f***. Ngoài ra, ông còn cho mình một cái máy theo dõi cá nữa. Ngon. Có cái này, mai mốt đi săn cá 3 sao tiện phết đấy. Hôm nay đã đến lễ hội sứa rồi đó các bạn. Và cũng là ngày đạo diễn Michael Bay đến thăm. Nhiều việc phết đấy. Trước khi lặn thì bác Otto gọi điện cho mình qua ruộng thu hoạch lúa. Cũng được kha khá, không đến nỗi nào. Qua ngày mai là chúng ta có thể trồng lại vụ mới được. Trong game này chắc là không có mùa đâu nhỉ. Cái bể 50 mét của mình nhiều tôm và sứa phết rồi nè. Hôm nay là đến lễ hội sứa rồi nên mình thịt hết sứa lòng đỏ trứng luôn. Từ giờ nuôi mỗi tôm.
Bể 130m mới có một con tôm sú thôi nên tạm tha cho bọn cá mập sống. Bể 250m thì tha hồ ốc là ốc, mấy con cá còn lại mình cho lên dĩa hết. Thắp ruộng xong thì mình bỏ 1.500 vàng ra nâng cấp cái xung phong lao lên cá mập cho nó tăng tí đam. Rồi qua nhờ bố ban cho nấu cho tôi cơm rong biển nhím, nào là cho bác nông dân ở giữa làng. Vâng, lại một người nữa đã khuất phục trước tài năng của sư phụ Bancho. Ngon chưa? Không thể chịu nổi. Thăng thiên luôn. Oh my god. Vậy là ngày mai ông sẽ mở cái ruộng trồng tảo cho mình. Nice. Để xem chị Mima của tôi bán những bánh bao gì nào. Wow, mấy cái đắt tiền ở dưới này cho hẳn 2 buff luôn các bạn ạ. Mình thấy cái bánh bao đặc biệt này được nhất á. Tăng tốc độ bơi 8% và sát thương lao 10%. Từ giờ là bà Mima đã có khách hàng thân thiết rồi. Tất nhiên là mình vẫn không quên qua thu tiền thuế của cha Junek nữa. Ngoài ra mình còn thắng thêm một trận đua ngựa một cách áp đảo để lấy thêm 120 xu. Nice. Xong việc ở làng thì mình đi vét nốt sứa ngày cuối. Bắt cho cố mấy con sứa to đùng ở dưới vực xong thì phải vứt hết. Tại sao vậy các bạn? Tại vì hôm nay mình hên tìm được cái hang đá vôi to trà bá lửa với bao nhiêu là sứa trắng trong đó. Holy moly, 3 ngày trời không thấy gì. Hôm nay được ông trời cho quả đáng đồng tiền bắt gạo. Mình bỏ hẳn cả thiên niên kỷ ra để vét sạch xanh xanh cái hang. Cuối cùng thì được 24 con sứa và 22 cây rong nho. Quá sát là đã. Xong xuôi thì mình còn tranh thủ đi bắt con cá mú đầu bò trong Udo nữa cơ. Con này đầu cứng hơn đá nên không thể bắn nó phía trước được. Phải dụ nó húc xong rồi sọc sau đít nó. Thục hai phát nó xỉu là ta bắt về ngon lành. Phải nói là một buổi sáng hoàn hảo ngoài mong đợi. Buổi chiều thì vẫn là sứa, sứa và sứa. Có điều là chiều nay mình bắt gặp ông Sushi đi hái rong với con rùa của ông. Thế là mình chụp luôn một tấm để lấy thêm ít sen. Phải chụp đúng cái lúc ông già ném đồ ăn cho nó như thế này mới đủ tiêu chuẩn tạp chí nè các bạn. Definitely. Sau hơn 15 con sứa thì mình hạ nốt con cá mập đầu búa ở cái chỗ tàu đắm nữa là xong xuôi buổi lặn chiều. Nice. Tối đến chưa kịp mở quán gì hết thì mình đã phải bưng đĩa sushi cá nhiệt đới cho ông đạo diễn Michael Bang thưởng thức. Spiston này. Ngon đến mức ông biến thành siêu gia luôn các bạn ơi. Bác cho mình 1.000 vàng, 50 like và một cái poster. Tiếc là mình chỉ được chọn một trong hai cái để treo ở quán thôi. Tiệc sứa nên mình nghĩ là treo cái bức tranh bạch tuộc con có vẻ hợp lý hơn đấy. Hôm nay khá là đông khách nên có sự thay đổi lớn về nhân sự. Con bé Kyoko mình thay bằng Billy vì thằng Billy nó chạy bàn nhanh hơn con bé kia nhiều. Ngoài ra lên cấp 7 nó còn có kỹ năng bậc thầy dọn dẹp, mình đỡ thêm được một phần việc. Bác Pa già cả mình cho thay bằng thầy bếp mới trẻ khỏe hơn, Yusuke. Thằng này lên cấp 5 là cũng thấy khá là ổn rồi. Còn con bé Maki mình cho lên cấp 7 luôn. Con này nó dồn hết chỉ số vào nấu ăn nên nhìn khủng khiếp vãi. Alright, dàn nhân sự quá ổn áp, đêm nay chiến vô tư. Tất cả những đứa còn lại mình vẫn cho đi tìm muối tiếp, không có chuyện ngồi không ăn lương đâu. Thực đơn hôm nay chắc chắn là chỉ có sứa và sứa rồi. Mình nâng cấp món sushi sứa rong nho lên cấp 2 rồi cho là món chính. Cái này là mới nè. Oh my god. Cỡ đó luôn. Đấy. Món này sợ. Món này rén liền. Món phụ là món sứa lược này, khá là nhiều nguyên liệu nên mình nâng một phát lên cấp 8 luôn cho nó máu. Như đây chắc là dư rồi đấy, nhưng mà mình lên thêm một món nữa cho chắc, món sứa đỏ cấp 5. Ok, buổi tiệc sushi sứa chính thức mở cửa. Đúng là cái dàn nhân viên chất lượng từ đầu bếp đến bưng bê nên mình chả phải lo gì nhiều. Chủ yếu là đứng quét wasabi thôi. Mỗi tội chuẩn bị hơi nhiều nên vẫn dư một tí. Không sao, vẫn kiếm nhẹ nhàng 7.500 vàng. Hôm nay không có món boss mà được thế này là ok phết rồi đấy. Ngày 16 có tiền rồi thì chúng ta làm gì đây? Nâng cấp cái thùng chứa lên cấp 9 chứ còn gì nữa. 155kg, nice. Mình qua ruộng nhổ cỏ rồi ghé thăm trại cá luôn. Cái hồ 130m bây giờ có đủ 2 con tôm sú rồi nên mình thịt hết những con cá còn lại. Giờ chỉ để tôm với sứa cho bọn nó đẻ thôi. Xong xuôi mình xuống làng thì cái ruộng tảo đã được mở, nice. Mình bỏ tiền xu ra mua hết những thửa ruộng còn lại thì bay luôn 1.200 xu. Tiền kiếm thì lâu mà xài ngoan cái hết, kinh thật. Ruộng này bây giờ mình chỉ tập trung trồng rong nho thôi các bạn ạ. Quyết tâm cải tiến cái món sứa rong nho lên max level. Này xài nhiều tiền quá nên mình lại phải qua cái máy ATM Junak để rút vội. Mỗi ngày hạn mức rút tiền chỉ có 500 xu thôi, thông cảm. Chat cứ kiên quyết đòi chơi cái game đoán vỏ sò. Mình cho chơi thử thì lại thua, bay 400 xu. Khổ đã bảo rồi không nghe. Được cái là đua cá ngựa bất khả chiến bại nên mình lấy lại được 150 xu. Tiệc tùng xong xuôi rồi, chúng ta quay lại nhiệm vụ chính thôi. Bây giờ mình phải đi qua cái cổng này để đến hành lang sông băng. Đi qua được đó thì mới tới được sông băng các bạn ạ. Thằng này nó đem con bỏ chợ rồi nó chạy đi đánh bài luôn. Mà kệ cái thằng vô dụng ở đây, mình tự xử được. Hình như là chúng ta phải mở cái cổng bên dưới để đi xuống. Nhưng mà trước hết để mình bắt sạch mấy con cá mới trong đây cái đã. Nào là sứa trong suốt, nào là cá mắt thùng, rồi là mực quỷ, vãi. Và cả bạch tuộc Dumbo nữa. Sau đó thì là đến một loạt các màn giải đố để mở cổng. Như là bật công tắc này, xoay cái bánh răng, xin cái quả thần để làm mù mắt con zombie, rồi đặt cái quả thần vào đúng cái hộp của nó. Yep. Trong lúc giải đố mình còn tia được mấy cái tượng cá bằng vàng nữa cơ. Tiền không đấy.
Xong xuôi thì có một tia laser được bắn thẳng vào cái hành lang. Chúng ta phải xoay cái gương để tia sáng nó làm tan tảng băng. Nhưng mà mình chưa đủ khỏe nên là phải đi cầu cứu ông Cobra tiếp. Ra ngoài làng thì mình hốt thêm một em mồm to và hai em cứng đầu nữa, là full hành lý đi về thôi chứ không là cả. Lên bờ thì bác Cobra bảo là chỉ cần lấy xà beng 7 là được. What the fuck? Thế tôi nhờ ông làm gì? Cái xà beng nó cũng đắm cùng với con tàu rồi nên chúng ta phải quay lại đấy. Định nâng cấp cái áo lặn để có thể đi xuống sâu hơn cơ mà hết 4 tiền. May sao mình bán 4 cái tượng vàng lúc nãy đi, rồi gom góp bán mấy ít quặng nữa thì mình cũng đủ tiền để nâng bộ đồ lặn lên cấp 6. Độ sâu 540m, ngon. Wait, cấp 6 là max rồi á. Ok. Chiều nay mình lại tìm được cái hang đá vôi nữa. Sứa mình nuôi ở nhà cũng nhiều rồi nên mình chỉ hái nong nho về thôi các bạn ạ. Cũng không có mang súng ngủ để bắt sứa nữa. Vào chỗ tàu đắm bê đá để lấy cái xà beng thì tự nhiên mấy con cua ở trong lon ton chạy ra. Thế là mình phải ném đá bể đầu vào nó. Cái bọn nhoi nhoi này nhìn vậy chúng khó chịu phết nha. Nó cứ nhảy liên tục bực cả mình. Cua nhím à? Có điều là một sao thì không ăn thua. Cái xà beng này nhìn quen quen nhỉ các bạn nhỉ? Hình như là trong một cái game gì đó xưa xưa rồi mà ít người biết lắm. Không biết các bạn biết không? Tối nay lại có bão. Thế là bác Sato lại cót két đạp tới và bảo mình đi săn boss. Làm gì có chuyện mà mình bỏ qua con boss hả các bạn? Lần này là con boss gì đây? What the f***? Tôm boxing á? Tôm bọ ngựa hay còn gọi là tôm tít đó các bạn. Con này nhìn vậy mà dễ hơn con cua nha. Mình chỉ cần ném cái chiêu đấm của nó rồi bắn thẳng vào mặt nó thôi. Mỗi lần đấm xong nó dừng khá lâu nên tha hồ có thời gian bắn. Lâu lâu nó gồng quả như lai thần trưởng này thì mình phải kéo quả tạ sắt này lên để đỡ đạn. Nếu mà đỡ được là nó tha hồ choáng luôn. Mình one shot nó mượt như sân siêu, không gặp một vấn đề gì. Đuôi boss tôm tít. Nói thật chứ mình thấy tôm tít ăn nó không ngon bằng tôm thường các bạn ạ. Tối nay đi loanh quanh thì mình bắt được một con cá mới. Con này nó hiền vãi, chỉ chạy thôi chứ nó không đánh trả mình. Cá mập ngựa vằn. What? Cá mập gì hiền vậy? Ngoài ra thì mình còn chụp được một bức ảnh của con cá hiếm nữa. Cá với môi đỏ, vãi cả trường. Nhìn quả môi đúng kiểu mới đi xăm về. Và tất nhiên, buổi lặn đêm nào cũng kết thúc bằng con cá hổ này. Mối thù truyền kiếp, kinh nghiệm đầy mình rồi nên dễ như ăn cháo. Vâng, bức hình xấu vãi trường thế kia mà được 500 vàng đó các bạn. Kiếm tiền dễ thế. Trước khi mở quán thì mình ráp luôn cái súng bắn tỉa đỏ. Mới có tí kính và sắt thôi, không vấn đề gì. Mình còn nâng lên hẳn 2 cấp để được gặp lại Lia Chen thân yêu nữa các bạn ạ. Lia Chen, oh yeah. Oh yeah. Giờ mặt như Gaben. Cũng khi lấy cái ý tưởng từ Gaben nữa. Nice. Yep, tối nay ngủ ngon rồi. Tối nay có một thằng rapper loi choi vào quán tên là Sammy và đòi ăn sushi rau củ. Sushi mà chay thì còn gì là ngon. Tuy nhiên, ông Mancho vẫn nhận lời chế biến. Và người cung cấp rau không ai khác chính là đại ca Otto của chúng ta. Đương nhiên, mình nghiên cứu cái món boss vừa tìm được, mì ống tôm tít luộc với đậu tương, nhưng mà nhận ra là không nấu được vì chưa có gà tím. Thế nên là hôm nay chỉ có hai món đơn giản vậy thôi các bạn ạ. Chất lượng hơn số lượng, toàn mấy món đắt tiền không. Mình lại mất 1/3 buổi tối rồi mà doanh thu vẫn được 7k chứ không đùa đâu nha. Phục vụ thì tất nhiên là 5 sao rồi. Ngày 17, bố Sato chạy qua cài cho mình một cái minigame tên là Giao, nuôi cá ảo. Nó là cái trò nuôi gà ảo ngày xưa của giới 8x9x các bạn. Chắc chắn là chúng ta phải chơi rồi, để mình vào thử xem nó như thế nào. Hình như là nó vẫn đang còn up hay sao, vẫn chưa tương tác được cái gì các bạn ạ. Nhờ cái con cá đầu gù mình bắt được mà tạp chí săn ngư bán cháy hàng. Thế nên là mình được 1000 vàng tiền hoa hồng, nice. Chú Otto gọi mình qua ruộng để học cách trồng rau. Hóa ra là bên trái trồng lúa, còn bên phải thì để trồng rau. Bên kia mình phải cắt cỏ, còn bên đây thì phải tưới nước các bạn ạ. Vâng, cái này thì mình bờ rồ rồi, yên tâm. Trồng xong thì mình còn bỏ 3000 ra để mở rộng cái ruộng lúa nữa. Cần nhiều gạo lắm, nhiêu đây chưa ăn thua gì đâu. Đang ghé qua nhà hàng để cho Momo ăn thì mình được anh Jai Cobra thông báo là sắp đến lễ hội cá ngừ. What? Vừa hết lễ hội sứa xong. Ông bảo là sẽ cho mình một vài công cụ để bắt cá ngừ dễ hơn. Nice. Xong việc ở trên bờ thì mình đến chỗ ông bán hạt giống đầu làng để bỏ xu ra cải tiến hạt giống tảo. Thu hoạch được thêm 30% sản lượng, quá được. Làm hết luôn một lượt, tiền không thành vấn đề với các khô. Bởi vì mình đã có một nguồn tiền rất là ổn định và đã tin cậy rồi. Mấy màn đua cá ngựa dễ mình thắng hết rồi nên hôm nay đua thử màn rank S xem sao. Holy shit, con cá ngựa của nó uống doping hay sao các bạn? Lướt như gió luôn, chót bảng mới nhục chứ. Ok, tạm dừng, khi nào bắt được mấy con xịn thì chúng ta đua tiếp. Mình quay lại hành lang sông băng, xoay cái gương phá băng để đi xuống tiếp. Qua phòng tiếp theo thì mình bắt được hai con cá mới. Cá trình bồ nông, hình như là để ráp súng. Và cá giọt nước, cái con cá nhìn xấu òm ấy các bạn. Tiếp theo thì mình làm vài màn giải đố bằng cách xoay mấy cái gương để tia laser nó làm tan băng. Xong thì mình vào được một cái phòng tối hơn cái lỗ đất. Chém cái quả thần để cái phòng nó sáng lên thì đã thấy một thằng boss nó kem ở trong đó rồi. Cái gì đây? Oh shit, oh may quá, mang mình có mang súng. Ok, mang. Đang định rút súng ra phang nó thì phát hiện ra nó to quá không chơi được. Thế là phải chạy gấp, à không, bơi gấp. Lần này nói chung là không khó cơ mà cái góc nhìn nó bóp quá. Nghĩ sao để nhân vật sát mép mặt hình thế kia thì né kiểu gì. Chạy được hết cái hành lang á thì nó cho nghỉ một tí rồi lại chạy xuống dưới. Khổ. Chạy xuống đã đời xong thì lại phải chạy hụt mặt qua bên phải để né một nùi băng. Sau 30 cây số thì mình cũng đến được một căn phòng nhỏ nhỏ. Nhanh chân lấp đá vào cái cửa để chặn con boss lại thì vẫn không kịp, bị nó tóm mất. Đúng lúc này thì mình được một nhân vật lạ cứu. Các bạn biết đó là ai không? Anasuwa, không thể nào. No way. No way, tôi không chấp nhận chuyện này.
No. Yep, có nằm mơ mình cũng không nghĩ đến ngày này các bạn ạ. Biết vậy thì con boss nó ăn luôn cho rồi. Sống như này nhục lắm, không chịu nổi đâu. Tình hình là dưới đây lạnh quá, không thể đi tiếp được nữa. Bây giờ phải tạm rút lui để làm bộ đồ giữ ấm. Từ giờ chúng ta có thể dùng cái gương này để di chuyển nhanh về làng hoặc là từ làng đến đây. Quá tiện. Về làng thì ông Tenzin cho mình một ít vải làm từ cây thần. Tí nữa về mình sẽ nhờ bác Cobra may thành một bộ đồ giữ nhiệt. Còn bây giờ thì chúng ta đi lại buổi sáng thôi. Nay không có gì nhiều, mình chỉ muốn khoe cái súng bắn tỉa cấp 3 mới tinh ngầu lòi của mình thôi. Con cá chim này 2 phát là đi. Con cá mập đuôi dài thì cũng cố chịu được 3 phát. Còn đây, nỗi khiếp sợ của bao nhiêu thợ lặn trong game. Cá mập đầu búa. 1 2 3 Không cần dùng bom luôn, easy. Nói chung là bạn nào mà muốn săn cá mập ăn nhà đó thì cứ đầu tư khẩu súng bắn tỉa nhé. Đầu giờ chiều, bác Cobra cho mình một quả bom lưới thép để bắt cá ngừ, kèm theo hẳn một con drone dưới nước để lôi bọn nó về nữa. Ngon, chờ mãi cái này đấy. Ok, chúng ta xuống test thử luôn. Đặt cái bẫy ở đây phát, bọn nó bơi ngang qua là dính chưởng luôn. Nice. Xong thì ta nhấn Q để gọi con drone tới, xách bọn nó về. Những con cá to mà muốn chất lượng 3 sao là bắt buộc phải dùng drone. Hết drone rồi thì bây giờ phải săn kiểu bắn chết thôi các bạn ạ. Cũng như cá mập thôi, được 2 sao chứ không đến nỗi nào. Vẫn còn quá trời hành lý nên mình đi săn thêm con cá mập đuôi dài với con cá mập đầu búa nữa. Dùng cái khẩu sniper này bắn cứ phải nói là nhàn vãi chưởng luôn. Há hồ là thịt cá ngừ, có cả trứng nữa kìa, nice. Tối qua quên nhận nhân viên nên hôm nay mình cho Jandy và James vào đội hình đi buôn muối. Xong thì mình mạnh dạn đăng tin quảng cáo TV thay vì tờ rơi. Tuyển được 3 đứa thay vì 2 và xác suất mấy đứa xịn sò xuất hiện cũng cao hơn. Mình nâng một mạch món cá mập đuôi dài lên cấp 6 và đẩy một phát một món cá mập đầu búa lên hẳn cấp 7. Mấy cái level cuối nó chát quá, tốn bao nhiêu là nguyên liệu. Cơ mà như vậy thì giá nó mới cao được các bạn ạ. Tối nay chỉ có 3 món sushi cá mập thôi, rất là đơn giản và nhẹ nhàng. Mình chuẩn bị vừa đủ 28 đĩa đấy nhá. Dư là do cái thằng Yusuke nó làm bonus 2 đĩa các bạn. Doanh thu nhẹ nhẹ hơn 10k vàng, quá xá là được. Tối nay đang lau nhà thì mình nghe tiếng con Momo nó eo eo. Mình lén lén rình theo nó ra ngoài một lúc thì phát hiện được rằng nó đã có con rơi ở bên ngoài từ lúc rồi. Biết ngay. Thế là mình phải kéo cả vợ con của nó về quán các bạn ạ. Quán có một con mèo bây giờ thành 3 rồi. Cái thằng hám gái này nữa. Ngày 18, bác Bacon bảo là sẽ làm cho mình bộ đồ giữ ấm nếu như có một bộ phận cơ khí. Cái mảnh giáp mình lấy của thằng đầu đất Watson nó nát bấy rồi nên không dùng được. Chúng ta phải tìm cách khác thôi. Cơ mà để tối tin tiếp các bạn ạ. Bây giờ để mình kiểm tra con cá ảo xem như thế nào rồi. Nó nở rồi nè. Đầu lâu tức là nó bị bệnh. Chích thuốc cho nó thôi. Còn phân thì phải nhấn vào cái bồn cầu để dọn. Nó đói meo và không có tình cảm nữa. Đói thì cho nó ăn là xong, easy. Còn tình cảm thì mình chơi cái trò vỏ sò này với nó. Cái này thì dễ ò mà, không có scam như cái trò dưới làng. Ok, cứ cho nó no đủ thế này là từ từ nó sẽ tiến hóa thành mấy con thú ở trong đây. Mình tranh thủ qua ruộng thu hoạch lúa và tưới rau thì thấy ông ô tô vẫn đang mở rộng cái ruộng. Làm gì mà lâu vãi không biết. Có một con cá ngừ ở trong bể 50m của mình rồi nè. Chắc cứ để nó nuôi cho hết lễ hội. Bọn sứa trắng này đẻ rất là mắn, còn bọn tôm sú thì đẻ chậm vãi, mãi vẫn 4 con. Bọn ốc này thì thôi rồi, nhân giống nhanh hơn thỏ luôn. Cái hố nó đầy 85% rồi nên mình phải bỏ 800 vàng ra mở rộng thêm cho nó thoải mái các bạn ạ. Xong xuôi thì mình phải cắn răng bỏ 6.300 đồng ra để nâng cấp con drone lên cấp 2. Nhưng mà nó đáng các bạn ạ. Cấp 3 là 12.800 á, thế thì phải tận tiện từ bây giờ rồi. May quá hôm nay ông Cobra có bán cái bom lưới thép hốt luôn chứ lị. Và để bắt cá ngừ được suôn sẻ thì hôm nay mình sẽ làm thêm một cái súng khá là hay. Đầu tiên thì ta phải làm cái súng trường căn bản cái đã. Sau đó thì ta vào phần nâng cấp rồi nâng nó lên súng trường gây mê với xác suất là 40%. Cũng là gây mê nhưng mà nó xịn hơn cái súng bắn tên ở cái là nó có thể cho ngủ những con cá to như là cá mập hoặc là cá ngừ. Chuẩn bị đồ nghề xong thì mình teleport xuống làng để rút xu, ăn một cái bánh bao tăng thủ, rồi qua bác hạt giống để cải tiến hạt lên cấp 3, thu hoạch được thêm 70% sản lượng chiến. Sau đó thì mình quay lại chỗ hành lang để hốt sạch mấy con mực quỷ và mấy con cá giọt nước trong đây. Vừa để gom nguyên liệu nâng cấp đồ mà vừa để bán nữa. Sushi của bọn này khá là được giá mà dễ bắt hơn cá mập nhiều. Nay lên trên có một con cá mới châu chó phết nè các bạn. Cá đầu cừu. Chả lẽ bọn cừu đầu nó u vậy á? Alright, bây giờ mới đến màn chính nè. Mình mở màn bằng quả bom và hai con dính lưới luôn. Nhưng mà vẫn chỉ mất một drone để kéo hai bọn nó về. Nice. Thế một con 3 sao nữa là hết drone. Thế là những con còn lại mình phải cho nằm ngửa thôi. Đang đi về rồi, cơ mà lại tia được một đàn cá ngừ nhỏ 3 con nữa. Thế là lại phải thịt vội. Một buổi lặn duy nhất mà 8 con cá ngừ, cả làng ăn không hết. Buổi chiều, bác ô tô gọi mình qua ruộng thu hoạch cà rốt và cà tím. Thu hoạch xong thì mình trồng lại tỏi và lúa mì luôn, vì hai cái món này mình chưa có. Từ giờ là con Momo nó không thèm ăn nữa rồi các bạn ạ. Mình phải cho con của nó tên là Mochi ăn. Khổ lắm cơ. Ưu tiên trẻ nhỏ lên cho hẳn cái hộp pate xịn sò luôn. Sướng nhá. Con gheo của mình nó tiến hóa thêm được một tí rồi kìa. Hình như mỗi ngày là nó sẽ tiến hóa một lần thì phải. Chiều nay ở dưới làng không có gì quan trọng nên mình vào thẳng việc bắt cá ngừ thôi. Cũng vẫn là 2 đàn, tổng cộng 8 con đầy đủ nhá, không thiếu một con nào. Tối nay tuyển được mấy nhân viên xịn sò vãi trường. Bà Davina và ông Masayoshi này là chùm đi kiếm gia vị nè. Phải boost cho hai ông bà này càng sớm càng tốt. Không còn nhiều tiền nên mình chỉ nâng nhẹ bọn nó lên cấp 3 rồi cho đi buôn muối thôi. Nay có cả tím nên chúng ta lên được món boss tôm tít được rồi nè. Cộng thêm 2 món cá mập cho vừa đủ 28 đĩa là ok la. Billy và Izuki của mình vẫn chiến tốt, không hề bị miss một khách nào. Doanh thu nhẹ nhẹ tầm 14.000 vàng thôi, cao nhất từ trước đến giờ.
Đóng cửa quán xong thì ông Cobra bảo mình đột nhập vào trụ sở của Hội Biển Xanh để trộm đồ. Cũng đơn giản thôi các bạn ạ, chỉ cần đi theo cái con drone này là đến căn cứ của bọn nó. Gần tịt, ở ngay cái mép trái phía trên của Hồ Xanh. Vào trong thì mình làm vài bài lén lút căn bản để đi lên trên. Cái này các khô là trùm yên tâm. Mà đây là cơ sở giết mổ cá heo của bọn nó ấy các bạn, đúng là các bọn đạo đức giả. Lên được lầu 3 thì mình ăn hộp lương khô ở đây để lấy thành tựu. Trong đây chỉ có mỗi cái thành tựu này là có thể miss thôi, nên các bạn để ý đấy. Sau khi trộm được cái bộ phận cơ khí thì cũng bị bọn nó phát hiện. Mình làm một quả thoát thân đỉnh như Mission Impossible. Nice. Mình thì đang bán sống bán chết ở dưới nước, còn ông này cứ thành thơi ở trên đây uống bia. Bạn như cái l... Ngày 19 mình dồn hết tiền nâng con drone lên cấp 3 để bắt cá ngừ cho nó đã. Sau khi đưa bộ phận cơ khí cho bác Bacon thì bác bảo là từ giờ tao có thể nâng cấp dao lặn để đào được cả quặng luôn. Thật á, nhưng mà có điều là nó đắt bỏ con ra. Thôi cứ từ từ. Sau bao nhiêu ngày chăm chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ môi trường thì mình đã đủ điểm để lên cấp 4 rồi. Phần thưởng là cái vòng tay đá quý sinh thái. Đeo vào á thì đào quặng sẽ được nhiều hơn. Hôm nay mình sẽ làm cái súng ngủ còn xịn hơn hôm qua nữa. Đầu tiên là ta làm cái khẩu súng shotgun 3 nòng căn bản rẻ rẻ này trước. Sau đó thì mình nâng cấp nó lên hệ game mê, cũng là 40% thôi. Cơ mà khẩu này nó bắn 3 viên đạn một lúc các bạn ạ. Nếu một viên đạn là 40% thì bắn 3 viên đạn tỷ lệ game mê sẽ là bao nhiêu các bạn? Cho 3 giây suy nghĩ. Ok, nếu bạn nào không tính ra 78% tức là rớt môn toán thống kê rồi đấy nha. Đấy, các bạn cứ nhìn kết quả thực tế là biết ngay. Mấy con cá này nó nhỏ ti ti nên nhiều lúc không trúng được hết đủ 3 viên nha. Chứ còn mấy con to to như cá ngừ này thì bắn phát nào ăn phát đấy luôn. Thậm chí mình còn có quả đúp bằng ngủ luôn các bạn ạ. Đỉnh chưa? Vâng, chiều nay cũng chiêu chiêu vét được 9 con cá ngừ cả xanh lẫn vàng. 3 con 3 sao lên drone không thiếu một con nào. Xong xuôi đi lên thì mình gọi điện cho Duff để hỏi xem có kiểu súng mới nào xịn sò hơn không. Ông bảo là phải có những khoáng sản cao cấp thì mới được. Thế nên là chúng ta phải xuống thăm bác thợ rèn ở dưới làng thôi. Bác vẫn đang ho như cuốc kêu nhưng mà vẫn ráng mở lại cái xưởng rèn được. Từ giờ là ta có thể đến đây để mua vật liệu nâng cấp súng nè. Mà dù không hề muốn tí nào nhưng mà mình vẫn phải cắn răng ra mua mỗi thứ một cái các bạn ạ. Bay sạch tiền luôn. Bao nhiêu ngày đánh bài gom góp. Xong thì mình vẫn quay lại cái hành lang để bắt con cá trình bồ nông. Da con này làm cái súng xịn nhất game nên buổi nào mình cũng phải ra đây bắt. Chiều nay đặt hai quả bom chất quá nên quả nào cũng bắt được hai con cá ngừ. Thế là có hẳn 5 em được lên drone về quán. Hồ hồ. Lên bờ, Duff Cool mở khóa cho mình một loạt những dòng súng xịn nhất game. Nhưng mà cái gì thì cũng phải từ từ, đi đào quặng ở sông băng trước đã. Ba nhân viên mới tối nay đỉnh vãi, thằng Raptor này phục vụ siêu ngon. Còn con Benjon và thằng Charlie là chùm nấu ăn. Có đủ hết rau củ rồi nên mình lên món sushi chay cho cha nội Sammy luôn. Ngon đến đó nó làm hẳn một bài rap các bạn ạ. Vãi trường. Nhìn cái mặt, nhìn cái thằng này lú láo. Bác ô tô ở đâu là đặt chạy đến hô con trai. What? Hai ông này là bố con á. Nhìn giống nhau chết liền á. Hai bố con bị thất lạc nhau từ lúc ông này đi biển và bị đắm tàu. Sao mấy ông thợ lặn trong đây hay có cái xu hướng bỏ con vậy ta? Thằng này nó bị bắt nạt đến xì chết quá nên nó làm rapper luôn các bạn ạ. What the hell? Chào nhau xong bố con nó dắt tay nhau đi về, để lại cả đám đứng thẫn thờ không biết nói gì luôn. Cơ mà tóm lại là nó cho mình 1000 vàng và một cái poster. Nhìn cũng được đấy. Tuy nhiên treo cái poster của ba anh em chủ quán thì mới là chuẩn dead. Mặc dù không còn nhiều tiền cho lắm nhưng mà mình vẫn nhận hết nhân viên rồi nâng nhẹ bọn nó lên cấp 3 để cho đi lấy muối. Cái con Yon nó mới cấp 3 mà nó hơn hẳn thằng Yusuke cấp 5, mình cho vào thế luôn. Chỉ cần nghiên cứu thêm 4 công thức nữa là lên hạng Platinum. Đơn giản. Mình nghiên cứu 3 món cá ngừ để chuẩn bị cho ngày mai. Cơm thố cá ngừ vây xanh, salad cá ngừ Hawaii, cá ngừ vây vàng áp chảo. Và thêm một món rẻ rẻ, cá bò nuôi én nướng muối nữa là xong. Lên cấp Platinum thì số khách hàng mỗi tối sẽ tăng từ 28 lên 36 các bạn ạ. Tức là thêm một nồi sàng ấy. Nice. Mấy hôm nay toàn bắt cá ngừ nên cá mập không còn bao nhiêu. Nhưng mà cũng vừa đủ để mình lên thực đơn 36 phần ăn. Có điều là mình không biết tại sao mà hôm nay vẫn như 3 đĩa. Chắc là tại nhà hàng vừa mới lên hạng nên là khách chưa đến maximum mấy các bạn. Không thành vấn đề, vẫn kiếm nhẹ 12.000 vàng và 5 sao tuyệt đối. Oh yeah. Ngày 20 là đến lễ hội cá ngừ rồi. Bác Bacon đã làm xong cái áo dưới nhiệt cho mình. Nhìn cũng y như thế, màu nhạt hơn một tí thôi. Cụ ô tô gọi điện và rủ mình qua nông trại ngay lập tức. Qua đó thì mình thấy thằng Sammy nó đã xây một cái chuồng gà từ lúc nào rồi. Tối qua không biết bố con tâm sự chuyện gì mà thằng này nó bỏ nghề rapper về đây nuôi gà rồi các bạn ạ. Vãi trưởng. Tóm lại là từ bây giờ chúng ta có trứng gà để chế biến thêm món ăn. Định mua thêm vài con nhưng mà nó đắt quá. Holy. Ám ảnh hồi mua thú trong Stardew Valley. Ông bố thì bây giờ cũng bán phân bón rồi. Đúng là một buổi nói chuyện thần kỳ. Mình mua 2 bao phân bón dinh dưỡng để bón cho hai cái ruộng. Vì thấy cái thanh dinh dưỡng nó cũng giảm rồi. Sợ cây nó lớn chậm. Cái bể 50m giờ sung túc phết nhở. Mỗi tội có mấy con cá ngừ nên đầy mất tiêu rồi. Mình phải bỏ thêm vài trăm vàng để mở rộng. Bể 250m có khá nhiều ốc rồi nên mình bán bớt đi để lấy nhẹ 2.400 xiềng. Hồ hồ. Bể hành lang sông băng cũng bắt đầu có cá rồi nè. Cứ để đó nó đẻ thôi, khỏe re. Xong vì buổi sáng thì mình xuống làng luôn. Còn có tí xu nhưng mà mình cũng cố gắng nâng hết mấy cái hạt tảo lên cấp 4 maximum để thu hoạch được gấp đôi sản lượng. Thấy ông thợ rèn Duwan ho dữ quá nên mình hỏi bà Mima có món nào chữa ho không. Bà bảo là ăn một con cua lông là sẽ hết. Vãi cả cua lông. Có điều là mình không biết bắt nên phải tham khảo bác ô tô thôi. Alright, chúng ta dùng cái gương này để teleport đến sông băng.
Tiến thẳng xuống thôi, không có gì phải rén. Vừa xuống một phát thì con hải cầu có sừng nó đã chạy ra ôm rồi. Đi xuống một tí nữa thôi là có một con cá mập to chà ba lửa luôn. Lại còn có bạch tuộc thả độc này nữa. Gì mà nguy hiểm dữ vậy trời. Ở ngay góc phải có một cái cổng rất đáng nghi nên mình chụp hình lại cho ông Bacon xem. Sau đó thì mình đi lòng vòng để lượm đồ thôi. Nào là gia vị mới, cà ri nè. Nào là tảo mới, san hô đen, hẳn là đen. Rồi là quặng mới, hoàng ngọc nữa. Đang cần cái này để nâng cấp súng các bạn ạ. Ông trời đưa đẩy tự nhiên mở hòm được cái súng trường cấp 5. Thế là mình phải chạy ra sửa con hải cầu một sừng. Mỗi 3 hit là nó đi. Khi lên biển á, oh yeah, cũng hợp lý. Còn con cá mập to này thì chịu được hẳn 4 hit. Mỗi tội không có nổi một cái tên đàng hoàng. Chỉ là cá mập thường rất đại trà. Chỗ này địa hình không có cồng kềnh như ở bên trên. Ở giữa trống không, còn mọi thứ nó nằm ở hai bên mép hết. Oh, con cá ngựa mới nè. Hải long lá. Vãi, vãi cái tên. Rank 8, hy vọng là chiến được với bọn Anjan kia. Bộ đồ lặn của mình chỉ đến được có 540m thôi, nên là không thể đi xuống sâu được nữa. Mình đi qua mép trái thì tia được một con sứa bầm sư tử khổng lồ. Mình chụp nó với con kỳ lân biển một lượt luôn để lấy nhẹ 900 vàng. Nice. Ngay trên đây có một hệ thống hang động rất là chằng chịt. Mình đi một vòng lượm lặt rồi về làng thôi chứ không có la cà nữa. Tất nhiên là hôm nay bọn cá ngừ vẫn chưa thể thoát khỏi lưới cá khô. Mà các bạn có biết là cá ngừ nó vẫn bơi kể cả lúc nó ngủ không? Nếu mà dừng lại là nó thiếu oxy và nó chết đấy. Ghê chưa? Lên bờ mình đưa bức hình cho ông tiến sĩ và ông bắt mình giải mã cái cổ vật. Vâng, nó là giải mã nhưng mà là lau bụi thì đúng hơn. Hóa ra đây là một loại phép nhưng mà ông cũng không rành cho lắm. Thế nên là ta phải xuống hỏi con bé Niamo thôi. Mình qua chạy gà hỏi bác ô tô cách bắt cua thì bác đòi mình cung cấp một ít vật liệu. Vâng, mấy cái này thì mình đầy kho rồi thiếu gì. Nhìn lúc không say cũng ngầu phết luôn. Vẫn là mồm như xưa đó. Được. Nhìn cũng được phết đó nhở. Vậy là sắp phải tốn thêm tiền nữa rồi các bạn ạ. Cái gì cũng cần tiền. Xuống làng thì mình ghé thăm bác bán hạt đầu tiên. Do mình mở khóa sông băng rồi nên có 3 hạt giống mới. San hô đen, tảo bẹ nam và bức bin. Tất nhiên là mình nâng cấp hết. Lên hỏi con bé Niamo về bức phù điêu thì nhỏ nói đây là cái thần chú mở cửa. Mình không biết tiếng của bọn nó nên lại phải nhờ cái thằng... Chả lẽ cái làng này không còn đứa nào nữa. Đọc thần chú thôi mà có cần phải lắc đít với ông ba. Bên trong cũng chả có con boss nào, chỉ là mấy màn giải đố nhẹ nhẹ như là lướt qua trông, rồi thả cái cục đá này để cho nó phá băng, xong rồi xoay cái bức tượng của ông Long Vương cho đúng như trên hình vẽ. Và thế là ta mở được một trong ba cái chìa khóa để vào phòng điều khiển dưới đây. Xong xuôi thì mình đi bẫy con cu lông cho ông thợ rèn. Cứ đặt nó ở gần mấy cái tảng đá này, bỏ mồi vào rồi đợi một lúc là xong. Trong lúc đợi thì mình tranh thủ đi đào sạch hoàng ngọc ở dưới đây. Mình còn tranh thủ chụp một tấm hình siêu gớm nữa cơ. Ba con bò biển nó đang phân hủy xác của một con cá mập. Tấm hình nhìn ớn vãi nhưng mà vẫn đáng giá 900 vàng đấy nhá. Alright, con cua của chúng ta sập bẫy rồi. Nhìn to và béo thế không biết. Mình mang về làng cho Mima để bà đem hấp bia vội. Có điều là dưới này toàn nước thì hấp kiểu gì ta? Oh yeah. Nhìn ngon phết. Ok. Đưa cho bác thợ rèn ăn thì bác vận công một phát lên siêu xe gia cấp 10. Thằng này nhìn giống như trong phim trưởng quá. Oh my god, hạt bay. Này là Goku à? Goku, Goku tay thế à? Chắc chắn rồi. Bác cho mình một mảnh của quả cây thần. Thế mà không nói sớm là hôm qua mua mất gần 400 xu. Mình ghé qua nhà lão Tenzin báo cáo tình hình thì lão hối mình còn hơn cả đòi nợ. Mẹ, đéo đâu có cái kiểu nhờ bố láo mà không biết. Vừa ra khỏi cổng thì bé Ramo chạy đến báo là thằng cu cá heo của mình nó mất tích rồi. What? Vừa mới cưỡi nó đến đây xong. Mình quay lại sông băng lục tanh bành mấy cái động thì phát hiện ra thằng con nó đang nằm ngủ trong đây. Hay thật rồi chứ. Oh, what the hell? Hóa ra là bị trúng độc của con nhện này chứ không phải ngủ các bạn ạ. Thế là mình đuổi con bạch tuộc này chạy một vòng quanh cái hang và dồn nó được vào đường cùng. Định đem về băm sashimi rồi, cơ mà chat bảo tha nên mình tha cho nó. Nó trả ơn mình bằng một bức tượng ngọc bích có vẻ rất đắt tiền và một lọ thuốc giả cho bé Beluga nữa. Uống thuốc rồi đi về dùng cái ông nội ơi. Nó hiểu sao lang thang ở đây làm gì không biết. Vừa giải cứu cho con cá heo xong thì là đến con heo biển bị lạc. Tôi lại các bố. Mấy cái bọn thú này nó có vẻ nghiện đến sông băng hay sao á. Mình định quay lại sông băng cơ mà vội quá ấn nhầm lên tàu. Không sao, chúng ta mở tiệc sớm vậy. Đầu giờ tối có ba nhân vật đầu gấu xuất hiện. Hai người quen và một người mới tên là Wang Tang. Một chuyên gia ẩm thực đến từ Hồng Kông muốn thách đấu với đại ca Bancho của chúng ta. Chủ đề là đồ ăn Trung Quốc và giám khảo không ai khác chính là bác Vincent. Kèo này có vẻ dễ các bạn ạ. Mình chỉ cần kiếm vài con cá cho Kaka thôi. Nói chung là đủ hết rồi, thiếu mỗi quả trứng. Easy. Hôm nay chỉ có mỗi một nhân viên mới là Cole thôi. Tức là để tuyển những đứa còn lại thì ta phải đăng tin internet thì mới được. Này đồng khách này cũng hơi rén, mình nâng cấp Billy và Izuki lên cấp 8 và cho con John lên hẳn cấp 7 luôn cho nó chắc. Còn về món ăn thì mình nâng cấp một loạt những món sushi cá ngừ lên hết mức có thể. Hôm nay mà không lỡ tay là món thanh lưng cá ngừ vàng này lên cấp 10 rồi đấy. Mình lên 3 món auto nhẹ nhàng như vậy thôi, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Đây là những món cá ngừ đắt nhất rồi. Đúng là đông thật các bạn ạ. Có mỗi mà mình con Izuki nó rớt nước không kịp nên mình phải phụ nó một ít. Thế mà cuối ngày vẫn miss một khách không được 5 sao hoàn hảo.
Nhưng mà tiền thì cứ phải gọi là ối rồi ôi. Hơn 20.000, kỷ lục mới của các khô đấy. Cả người muốn ăn giờ. Ngày 21 sau khi cho Mochi ăn xong thì mình qua trại mua 2-3 phân bón năng suất để bón cho hai cái ruộng. Tại vì dinh dưỡng bây giờ nó cũng đủ rồi. Cuối cùng thì bọn tôm sú nó cũng chịu đẻ. Đúng là thịt bớt sữa mới có chỗ cho bọn tôm nó đẻ các bạn ạ. Từ giờ mình để lại tầm 20 con sứa thôi. Cái hồ hành lang mới đó đã đầy ắp rồi. Mình nhấn E để thì tất cả bọn nó trở lại mỗi loại 2 con để bọn nó đẻ thôi. Quá xá là tiện. Xong thì mình mở khóa luôn cái hồ sông băng. Mở càng sớm càng tốt, không có gì phải tiếc. Tiếp theo thì mình bỏ hơn 10k vàng ra để nâng cái dao lên max luôn. Từ giờ là ta có thể đào quặng bằng dao được rồi. Còn nữa, cả bộ đồ giữ nhiệt cũng lên max luôn. Độ sâu tối đa là 800m, xài hết game. Tiếp đó thì mình bán vài đồ linh tinh và một ít quặng đi để vừa đủ tiền nâng cái súng game mê lên cấp cao nhất. Qua này mình đào được vừa đủ 20 quặng hoàng ngọc luôn. Oh! What? What? Đỉnh cao của công nghệ. Mấy con cá nhỏ mình bắn một phát là nó xỉu ngay tại chỗ. Easy, không cần chờ đợi gì hết. Còn bọn cá to này thì cho 2 hit, xong rồi chờ tầm 3 giây là nó cũng lăn quay. Sau đó thì ta gọi Ron tới kéo bọn nó về. Bắt được con cá 3 sao nhẹ như tơ hồng. Nice. Sáng nay sau khi rút su xong thì mình quay lại trường đua với con hải long lá. Mình đua phải nói là hoàn hảo, không có một chút sai sót nào mà vẫn bị thua một cách suýt soát luôn. Đúng không phải 1 giây. Son of a bitch. Bọn này gian lận vãi. Được rồi, thù này trả sao, chúng ta quay lại sông băng thôi. Sau khi lang thang một lúc trong hệ thống hang động á, thì mình nghe được tiếng của con lợn biển bị lạc. Đi vào trong thì thấy thằng con bầm dập đang nằm một xó. Trước giờ không bao giờ mình nghĩ là có một ngày mình phải massage cho một con lợn biển đâu các bạn ạ. Đấm bóp giãn cơ chán xong thì mình dẫn nó ra ngoài. Có một con kỳ lân và một con cá mập đứng ngoài chặn đường, nhưng mà mình ship bọn nó đến quán sushi nhà mình rồi. Ra ngoài thì mình thả con lợn biển tự đi về rồi mình ở lại khám phá tiếp. Bản đồ cái sông băng này nó không đổi cơ mà mấy cái mỏ quặng của nó lại random nha. Cái mỏ hoàng ngọc hôm bữa hôm nay nó thành quặng uranium rồi nè. Đi tiếp một lúc thì mình nghe được một tiếng động lạ trong cái hang này. Tuy nhiên băng cứng quá nên mình phải nhờ một con kỳ lân nó phá băng. Và được bên trong thì có một dòng hải lưu mạnh vãi trường. Không thể chống được nó nên cuốn theo chiều gió thôi. Lăn lộn một hồi á thì mình đến cái phòng siêu to khổng lồ. Hóa ra lông Sushi và con rùa Dona đi hai rong nhưng mà bị kẹt ở đây. Để cứu hai bọn nó thì mình nảy ra một ý tưởng rất là cao IQ. Lột đồ của ông già để làm cái chặt ná. Rồi bắn con Dona vào mấy tảng băng để phá băng. Vâng, có thể các bạn nghĩ đây là ngược đãi động vật, cơ mà đầu con Dona nó cứng hơn kim cương đấy các bạn ạ. Mình với nó dập cái tường băng tầm chục lần thì nó cũng chịu bể, cũng hịt vài lần, nhưng mà do hải lưu mạnh quá nên hụt chứ không phải là vấn đề kỹ năng đâu nha. Nhưng mà trước khi đi ra ngoài thì còn có một màn chia tay rất là ướt át nữa cơ. Nhìn con Dona nó không say sát gì không? Có cái gì cho tôi rửa mắt mọi người. À, tôi chưa sẵn sàng với cảnh đấy. Oh my God. Vâng, mình rất cần một lọ Viroto ở đây. Ra ngoài an toàn xong thì ông cho mình một cái đục để phá băng. Nice. Con cá mập đại bác này hôm bữa mình có gặp một lần rồi mà chưa dám rỡ. Này có súng xịn nên mình lượm nó luôn. Cá mập Greenland cũng chỉ có rank 9 thôi. Mình quay lại khu hang động bên trái thì tìm được một cái cửa có dòng hải lưu rất mạnh nên không thể bơi vào được. May sao bé Beluga của mình nó tình nguyện đến chở mình đi. Mỗi tội là chú đẻ kiệu ở nhà thế này thì làm khó anh quá. Vào trong thì là màn né chướng ngại vật thôi. Được cái là đầu thằng con nó khỏe nên nó tông băng vô tư các bạn ạ. Không hiểu sao mấy bọn thú cưỡi trong đây đầu toàn cứng hơn đá. Đi hết cái dòng hải lưu thì mình đến một cái phòng có con sứa siêu to khổng lồ. Phantom Jellyfish, sứa ma. Đánh con này khá là đơn giản. Mình chỉ cần ném mấy con sứa con nổ nổ của nó thôi. Và cả cái chiêu phun độc nữa. Sau đó thì điều khiển thằng đệ húc thẳng vào nó là nó sợ liền. Sau hai quả húc thì con cá heo của mình hôn nhẹ vào mắt nó. Cái nào nó tạch luôn các bạn ạ. Nụ hôn đắm đuối quá nó chết rồi. Túi độc này chắc là để nâng cấp súng độc rồi. Thịt thì mai mốt mình làm sashimi ăn luôn. Ok, bây giờ gạt cái công tắc này cái, tức là ta đã mở được 2/3 khóa vào phòng điều khiển rồi đấy. Và cái phòng cuối cùng nó nằm ở phía bên phải này. Thằng khốn Suwa nó đã trực sẵn ở đây để ăn hôi rồi đấy. Một bất ngờ lớn nhất thế kỷ là nó cũng chịu cùng mình vào trong khám phá mới ghê chứ. Bây giờ thì ta phải chuyển qua chuyển lại với hai đứa để mở đường cho nhau. Cũng không có gì khó đâu các bạn. Cơ mà mình chỉ thấy là lúc mình đi khom khom xuống nhìn giống Mario vậy đấy. Giống cả con chim cánh cụt nữa. Sau khi hai đứa đoàn tụ được với nhau thì mới khó nè. Bây giờ mình phải điều khiển cả hai đứa một lúc luôn. Vãi hồn. Cũng hơi loạn loạn tí nhưng mà tay trái và tay phải của mình phối hợp một cách rất là nhịp nhàng để đưa hai đứa tiến về phía trước. Đoạn này não phải làm việc 200% công suất nên nhiều lúc lú vãi ra. Nhưng rồi nó cũng xong. Và hai đứa lại chạm trán với một con boss độc lạ nữa. Helicoprin, cá mập lưỡi cưa maybe. Con này thật tiền sử có thật luôn đó các bạn. Vãi. Con này mà cứ bắn nó bình thường như những con boss khác thì cũng được. Tuy nhiên nếu mà ta dụ nó đến sát cái quả thần này rồi điều khiển thằng Suwan chém vào quả thì nó sẽ bị choáng rất là lâu. Và như thế thì ta sẽ hạ nó dễ dàng hơn nhiều. Nice.
Suwan, Suwan vô địch, Suwan. Mình không tin nổi là có ngày thằng Suwan này nó cũng hữu dụng các bạn ạ. Cái lưỡi cưa này là để nâng cấp súng bắn tỉa nè. Còn thịt của nó thì chắc mình để dành đến lễ hội cá mập. Hai đứa qua phòng bên cạnh đẩy cái công tắc cuối cùng. Và thế là cánh cổng vào phòng điều khiển cái thần đã được mở. Mình vẫn không biết là điều khiển cái gì luôn á. Mình xuống dưới kiểm tra thì hình như nó bị rễ cây làm kẹt rồi, chưa vào được. Đang loay hoay chưa biết làm gì thì thằng nhận Watson nó lại xuất hiện. Khổ sở với thằng loay trai này. Lần này nó xài cái tàu ngầm xịn quá nên mình không dùng chiêu cũ được. Đang chạy loanh quanh để tìm xem có vũ khí gì không thì thằng nó dám khịa mình mới ghê chứ. Ngồi trong đó thì nói ngon lắm. Nó đang định tung một trường siêu lớn tới mình thì ngờ đâu mắt bị nó chửi cho nhục ghê. Ông ngu chứ con. Đập nó. Oh my god. Má giờ thằng boss to hơn nữa. What the what. Holy shit, con gì mà to chà bắt lửa vậy? Hình như là khủng long cổ đại hay sao các bạn? Để đánh nó thì mình phải tận dụng khẩu đại bác của chế Watson xịt vào mặt nó. Bị đánh phủ đầu hơi bất ngờ nên thua một cách rất đáng tiếc. Mặc dù là mình cũng cố gắng lắm rồi đấy. Cơ mà hiệp sau thì ngon lành càng đào luôn. Cứ giữ khoảng cách xa xa thì chiêu của nó cũng dễ đoán lắm. Lúc nó hít bong bóng á, tức là nó chuẩn bị phun lửa đấy. Bắn vào đầu nó ngay lúc đó là đẹp. Còn lúc nó hút mấy cục đá vào là nó chuẩn bị phun ra phía mình. Cũng tranh thủ hít vào mặt nó luôn. Vâng, cứ như thế mình cho nó ăn 4 quả ngư lôi rất là mượt mà. Chết rồi. John Watson muốn làm. Đánh xong con boss chán rồi thì bác Bacon với ông Đắp mới lật đật chạy tới hỏi chuyện. Bây giờ thì con Ron này nó sẽ cắt rễ cây cho mình, nhưng mà phải mất 2 ngày mới xong các bạn ạ. Thế nên là ta cứ chiêu chiêu thôi. Mình cắt tuyến giáp và lưới của con khủng long boss về để làm sashimi. Trong lúc mình quần quật với mấy con boss thì con Giao của mình nó đã tiến hóa hết cỡ rồi nè. Cá heo mũi chai Ấn Độ. Wow. Chúc mừng nhá, nhưng mà mình cho nó đầu thai luôn. Yeah, chúng ta phải nuôi lớn 5 con cá mới được một cái thành tựu đấy các bạn. Chạy xô gấp. Hôm bữa Duff cho mình cái vỏ tàu mới mà mình quên xài. Đây rồi, các idol Stella của chúng ta. Quá tuyệt vời. Làm gì có cái skin nào xin hơn thế này nữa các bạn. Bác ô tô báo là lúa mì chín rồi nên mình qua trại thu hoạch. Xong thì mình còn mua thêm hẳn một quả trứng gà luôn. Để làm cái nhiệm vụ VIP ấy mà. Giờ đợi tới ngày nữa là chiến thôi. Chiều nay lên trên yêu quý lại có việc cần nhờ. Con pet bạch tuộc của bà lại sống chuồng rồi. Thế nên là ta phải qua hành lang sông băng để tìm. Ok, lên trên nhờ thì mình sẵn sàng giúp không thành vấn đề. Nhưng mà phải quay lại trường đua gỡ gạc cái đá. Hôm nay là mình đua đỉnh lắm rồi đấy mà con mẹ kia nó lướt như xe công thức 1. Thành tích của mình nhanh hơn hôm trước hẳn 0.5 giây mà vẫn thua chóng vánh. Mẹ nó chứ dàn xếp tỷ số quá trắng trợn. Thôi rồi, bọn mày cứ đợi đấy. Mình quay lại cái hành lang quen thuộc bắt cá và đi theo con sứa vàng này để tìm con bạch tuộc. Nó dẫn mình đi đúng một vòng rồi quay lại cái phòng boss zombie ngày xưa. Mình dùng cái đục không bứa được cho để phá cái tảng băng nhỏ này. Mở băng xong thì mình còn phải rải cám để dụ con bạch tuộc nó ra ngoài nữa cơ. Khổ lắm. Con hãy y chang mấy con mèo nhà mình. Cứ thấy đồ ăn là sáng mắt lên, không quan tâm gì nữa. Vừa bắt được nó xong thì có một nàng tiên dán trần. À không, đây là bà Lin Chen. Sốt ruột quá nên chỉ để xem thử như thế nào. Chị bảo là sẽ có một món quà nho nhỏ xong bài chờ mình. Tuyệt vời đấy rồi, chờ mãi. Nó đại diện cho tình bạn của... Mẹ tưởng gì. Đúng 150 xu. Công nhận nhỏ thật. Đây, bài học cho các bạn. Sống vì mình đi, làm sim chỉ có khổ thôi. Thôi, chúng ta quay lại sông băng giải nhiệt. Đang tung tăng thì mình tia được một con cá voi đầu cong to bằng mấy tòa nhà luôn. Cơ mà không hiểu tại sao không chụp hình được nha. Chỉ đứng nhìn nó bơi đi mà thôi. Chiều nay mình bắt sạch mấy con cá cổ đại ở dưới đáy. Tên toàn ở trên trời thôi các bạn ạ. Không biết đọc kiểu gì luôn. Chỉ biết là mình lôi hết về nuôi sau này làm sushi. Ngay trước cổng vào có một con cá mới nè. Con này cũng thuộc loại cá mập Sena Canthus. Sushi con này bán được giá lắm. Xong việc ở sông băng thì mình quay lại hố xanh để làm nốt mấy cái nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Như là giết nốt 10 con sứa này, thịt thêm 2 con cá nhồng và cả 2 con cá nóc Titan này nữa. Không những thế, mình còn được gặp lại mẹ con cá heo ngày xưa. Thế nên là mình làm luôn một phô rất là đẹp cho hai mẹ con để kiếm nhẹ 550 vàng. Nice. Hôm nay bắt nhiều cá quá nên được quá trứng luôn các bạn ạ. Hai nhân viên cuối cùng đã vào quán của cá khô. Thằng El Nino này là top 1 bưng bê luôn nhá. Còn ông Ray này thì cũng đỉnh không kém. Tuy nhiên hết sạch tiền rồi nên mình vẫn giữ nguyên đội hình cũ. Mấy này bắt mực quỷ quá trời luôn nên mình cải tiến một phát lên cấp 9 cho nó oách. Món sushi cá giọt nước cũng y vậy. Đây là cặp bài trùng ở hành lang sông băng đấy các bạn ạ. Lên thêm một vài món linh tinh nữa là được cái menu rất là ổn áp và đa dạng. Nay mình có phụ rót bia cho bọn nó nữa nên là không miss một khách nào. Có điều là doanh thu nhẹ nhẹ 12.500 vàng thôi, không được hoành tráng cho lắm. Wow, 1.5 tiếng đã trôi qua rồi đấy các bạn. Tạm nghỉ để chạy qua follow tiệm bánh nhà mình thế nhở. Cũng có mất cái gì đâu mà. Ngày 22 là thứ bảy nên bác Udo nhà mình bắt một con cá hiếm mới, sứa phù thủy. Con này nó teleport được nên chúng ta phải dùng súng tỉa cơ. Ngoài ra mình còn nhận được email thông báo là sắp đến lễ hội cá kiếm xanh và là bọn cá ngừ được nghỉ giải lao rồi đấy. Chúng ta có mục tiêu mới rồi. Mình qua nông trại thì ông nội Sami đã tranh thủ PR sản phẩm mới rồi, một cái hộp đựng trứng và một cái máy cho gà ăn tự động để tăng năng suất. Oh my god, đắt dữ trời, tiền đâu ra mua? Chịu, tiền nâng cấp đồ nghề còn chưa đủ nè. Mình nâng cấp cái bình oxy lên cấp 7 để thở được 315 giây và cái súng bắn lao lên rồng để được 32 đam.
Xong thì mình xuống làng ăn bánh bao. Cơ mà hôm nay có bánh mới nè các bạn. Bánh tảo bla bla bla, tăng xác suất thu hoạch thêm rong biển. Nghe thì có vẻ ngon, cơ mà nó không có tác dụng với những cây tảo mình trồng đâu. Scam vãi. Sau khi rút 500 xu như thường lệ thì mình quay lại cái trường đua tiếp. Các bạn nhìn phong độ con hải long cỏ của mình kìa. Bọn này chết chắc rồi. Không sai vào đâu được. Mình đạp ga vào số một cách hoàn hảo và thắng bọn kia áp đảo luôn. Không những thế mình còn lập kỷ lục cá nhân mới. 12,45 giây, kiếm nhẹ 240 xu. Định đua tiếp nhưng mà thấy tội nghiệp mà chủ lên tre nên thôi. Yeah, một ngày mà thắng nhiều quá thì nó kỳ. Xong xuôi thì mình quay lại sông băng hốt nhanh con kỳ lân về để nuôi. Tiện thể làm nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn. Không những thế mình còn chụp được một đàn cá heo đầu bò phương Nam siêu hiếm luôn. Wow, xứng đáng được 1000 vàng. Cái động ngày xưa mình với thằng Suwam vào gạt công tắc, bây giờ nó đầy cá rồi nè. Cũng hốt được một vài con cá mới trong đây. Cá vây tròn, cá trình gai và một con cá đuối sao về để nuôi nữa. Nice. Đi xuống dưới đáy mình gặp được một con cá mập cổ đại bọc thép. Con này đầu với lưng nó siêu cứng nên là không bắn được, chỉ bắn được vào bụng nó thôi. Nhìn hầm hố thế nhưng mà cũng hai hit là nó khò khò luôn. Easy. Làm nhanh cái nhiệm vụ bảo vệ môi trường á mà. Với lại thịt nó làm sushi bán cũng được giá phết nha. Nhưng mà không thể bằng con Sena này được. Nhỏ gọn, dễ bắt, an toàn. Ôi da, khẩu này là khẩu súng bắn bom dính mình mới lượm được các bạn. Bắn cũng vui, mỗi tội là cấp thấp nên đam nó không được to lắm. Dưới này không những có 1, 2 mà đến 3 con Sena luôn nha các bạn. Bồi nào mà cũng đến đây xèo thì chả mấy chốc cải tiến được lên sushi cấp 10. Đang đào đống quặng hồng ngọc này thì mình tiêu được con cá ngựa hiếm nhất game luôn các bạn. Hải long hồng ngọc rank 9. Cảm ơn ông bà nhé, đem về làm chùm trường đua liền. Lên khám phá khu hang động bên trên thì mình lại lượm được khẩu súng mới nữa. Súng băng. Khẩu này chơi hơi khác người tí là ta phải bắn 6 viên vào bọn nó để nó đóng băng. Xong rồi thì dùng súng lao thục nó là sẽ gây rất nhiều sát thương. Cũng được nhưng mà không phải thể loại mình thích cho lắm. Quay lại vực hố xanh mình đi săn sứa tiếp để hoàn thành cho xong cái nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Xong xuôi thì mình còn lên trên vết sạch mực ở khu này nữa. Đang cần mấy cái nang mực này để làm súng ngủ các bạn ạ. Còn đây, nhân vật chính của chúng ta đây. Con cá kiếm với cái mũi nhọn hoắt. Con này nó phóng rất là nhanh luôn nha, nhưng mà vẫn không nhanh bằng cái súng phong lao của mình. Lỡ xả hết drone rồi nên đành phải bắn chết xẻo thịt nó mang về. Cá cờ xanh. Oh, chắc là cùng họ với cá kiếm. Mình đi một vòng để tìm thêm, cơ mà không thấy con nào nữa. Có mỗi con thì làm ăn cái gì? Bọn cá ngừ kia nó toàn đi theo đàn 8-9 con. Đầu giờ chiều có đủ đồ nghề rồi nên mình làm thêm một khẩu súng bắn tỉa cơ bản. Xong thì mình nâng cấp nó lên thành hệ game mê với xác suất 50%. Oh, cái này mới. Nhưng mà bé này tên gì ta? Tôi chưa biết tên bé này. Và dùng khẩu này thì tí mới bắt được con sứa phù thủy các bạn ạ. Mua luôn quả bom lưới thép đi, tí bắt bọn cá cờ cho nó khỏe. Chiều nay mình nhảy xuống thẳng luôn chứ không ghé qua làng trước. Đây, con sứa của chúng ta đây rồi. Một hit là ngủ luôn, hảo 50%. Rồi, cứ thế mà xách về thôi. Tiện đây thì mình cũng sực luôn con cá mập đầu búa các bạn ạ. Nó cứ múa múa trước mặt mình ngứa cả mắt. Với lại cũng chưa bắt được con này 3 sao nên cho troll nó kéo về luôn. Nice. Đinh An Tham dùng một quả bom bấy hai con cá cờ một lúc, rồi mà thấy hơi căng căng nên cho mỗi đứa một quả cho chắc. Mỗi drone kéo một em về là quá đẹp luôn rồi. Xong thì mình xuống vực để làm nốt hai cái nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Chỉ cần giết thêm vài con sứa với mấy con cá đen đen này nữa là xong. Mình ghé qua trường đua cá ngựa để đăng ký con hải long hồng ngọc vào đội thì tá hỏa ra là nó cùi bỏ con mình ra. Cút xa mấy con hải long lá với hải long cỏ của mình. Và vẫn là con hải long cỏ, nó không làm mình thất vọng các bạn ạ. Nó lội ngược dòng một cách ngoạn mục ở vòng thi vật chướng ngại vật cuối cùng, đem về trọn vẹn 300 xu cho cá khô. Phần solo như vậy là chính thức xong. Bây giờ chúng ta qua phần đua đội. Cũng đơn giản thôi, một đội gồm 4 con đua tiếp sức với nhau. Nhìn cái bò này nó cùi mía chứ kìa, nhắm mắt đua còn thắng. Vâng, đúng là mấy màn đầu nó quá đơn giản. Mình thắng một cách áp đảo 4 trận liên tiếp, bỏ xa bọn nó ở tít chân trời luôn, kiếm hơn 400 xu một cách quá chóng vánh. Ok, hôm nay tạm dừng ở đây được rồi, mai làm gọi nốt bọn nó. Từ sông bài bước ra cái thành đại gia luôn, nở mây nở mặt. Tiếp đó thì mình ghé sông băng hốt thêm vài con cá Sena nữa là đi về thôi. Nay không có cầm khẩu súng xịn nên không la cà đó lâu nữa. Cuối cùng thì cá khô cũng cày xong gần hết mấy cái nhiệm vụ Eco Watcher. Bây giờ còn có đúng một cái nữa là Max Level. Nice. Các bạn nhìn lúa của mình giờ này thu hoạch được mùa chưa? Có phân bón vào nó phải khác chứ lị. Và cuối cùng thì giờ vàng đã điểm. Chào mừng các bạn đến với phần tranh tài sinh tử giữa siêu sao đầu bếp Pancho Rồng Đỏ và chuyên gia ẩm thực Wang Pang Hồ Béo đến từ Hồng Kông. Vâng, ông ban cho thi nhưng mình phải là người nấu mới khổ cơ. Không sao, cái này là nghề của cá khô rồi. Các bạn nhìn mình thái cà rốt với hành tây đỉnh chưa? Làm cá cũng mượt nữa chứ. Nhìn cái miếng cá mà muốn chảy hết nước dãi rồi. Mỗi tội vất đi hơi nhiều nhỉ. Cắt cá viên xong là đến phần tẩm bột. Xong rồi chúng ta chiên ngập dầu. Mình chiên nhỏ lửa vừa tới nên nhìn nó vàng ươm giòn sâu sậu. Cuối cùng thì mình bỏ hết vào chảo cùng với nước sốt đảo đều để cho gia vị thấm vào từng thớ cá. Đấy, các bạn nhìn đi. Nhìn nó có hơi tởm nhỉ. Cái đầu cá nhìn thô quá. Nhưng mà không quan trọng, vì quan trọng là nó nằm ở hương vị thôi, đúng không bác Vincent?
Đúng là một cuộc so tài không cân sức mà. Chiến thắng quá áp đảo, 100-91. Ông Bang ông cay cú lắm nhưng mà đâu có làm gì được. Vâng, bỏ bao nhiêu công sức như thế mà chỉ kiếm được có 1.000 vàng thôi. Được cái là khá nhiều công thức đồ ăn tàu đã được mở ra. Mình nghiên cứu hai món boss hôm bữa, lưỡi khủng long hấp và thạch sứa khổng lồ để bán đêm nay luôn. Này cũng có tí tiền rồi nên mình nâng cấp thằng El Nino một phát lên cấp 7 rồi cho nó thay thế thằng Billy phục vụ. Thằng cô này không những dọn dẹp nhanh mà còn rót bia siêu tốc độ. Chỉ số thì cứ phải nói là thôi rồi. Hai món boss cộng với một ít sushi cá giọt nước là vừa đủ thực đơn cho tối nay. Cái con Izuki nó đã nhanh rồi mà thằng El Nino này nó còn nhanh dã man hơn nữa. Hai đứa chết qua này mình chả cần phải rót bia nữa cơ. Chỉ đứng chơi loanh quanh quét wasabi thôi. Doanh thu chưa thể phá kỷ lục cơ mà cũng được gần 20.000 vàng. Nice. Ngày 23, sau khi cho Mochi ăn xong thì mình qua ruộng trồng thêm một ít tỏi để mai mốt nấu ở tiệc cá kiếm. Mình bỏ 15.500 vàng ra để nâng cấp cái thùng chứa lên maximum 185kg, tuyệt vời. Tiếp theo là đến cái nhiệm vụ môi trường cuối cùng này. Để làm cái này dễ nhất thì ta phải ráp khẩu súng mới thôi, súng bắn lưới. Xong thì chúng ta nâng cấp nó lên cỡ vừa, cỡ lớn, rồi cấp cao nhất, súng bắn lưới thép. Bây giờ thì nó mới đỉnh nè. Tuy nhiên bọn gacha này nó chỉ xuất hiện ở những cái map mà có mấy cây táo to to thôi. Không sao, nếu mà không được map như ý thì ta có thể làm gì đó để máy nó sập nguồn rồi loát lại. Mỗi lần xuống nước là map nó sẽ thay đổi. Cứ tầm vài lần là được cái map mình muốn đó mà. Đấy, cá khô nói có sai đâu. Các bạn nhìn cái súng mới của mình nè. Bam, 5 con cá. Bam, 6 con cá. Kể cả con cá cờ to to này cũng chơi được hết. Và đây mới là lý do súng bắn lưới thép là súng xịn nhất game này các bạn. Bam, một hit dính 3 em. Và chỉ mất một con drone duy nhất để kéo về, quá đỉnh. Súng này là súng duy nhất trong game phải dùng skill đó các bạn. Nếu mà canh siêu chuẩn là chúng ta còn có thể tóm được 5 con cá ngừ một lúc nữa cơ, dã man lắm. Mình phải để dành drone cho mấy con cá kiếm nên bọn này lưới xong mình xèo thịt luôn. Nó dính lưới xong nằm rất là ngoan một chỗ nên cũng dễ ò mà. Được rồi, đàn cá cho sọc của ta đây rồi. Cứ một hit là 7 đứa vào lưới, easy. Hốt 20 con cá một cách chóng vánh, game nó đếm mệt nghỉ luôn các bạn. Mấy con cá đầu cừu này thì đơn giản, không thành vấn đề. Cái bọn cá đuối núp khó chịu này cũng hốt được luôn nha các bạn. Và tất cả các bọn cua nhoi nhoai này nữa. Muốn bắt được bọn này 3 sao thì bắt buộc phải dùng súng lưới thép. Có điều điểm yếu của súng này là nó vô dụng với những con cá mập. Thế nên là chúng ta phải dùng cái súng lao cổ điển để xử bọn nó. Mấy con cá xa mà nó lần ở dưới cát này bây giờ cũng không thành vấn đề nữa rồi. Đến làng mình ghé qua chị Mima ăn bánh bao, thu hoạch hết tảo rồi trồng lại vụ mới. Xong thì mình đến sòng bài rút tiền lần cuối, maybe. Và mình tiến vào trường đua ngựa với sự khiếp sợ của bao nhiêu tay đua. Còn có 4 màn nữa thôi, chúng ta xử nốt luôn đi. Trận đầu tiên mình dùng đội hình 2 nên bọn nó dẫn đầu được một đoạn. Tưởng ngon ăn lắm cơ mà mình rút ngắn khoảng cách và vượt qua bọn nó một cách dễ dàng. Trận 2 vượt chướng ngại vật là sở trường của mình. Bọn kia nó có ngựa ngon nhưng mà khả năng lái của bọn nó thì như hạch. Trận 3 là độ khó S rồi nên bọn nó cũng sung lắm. Cơ mà phong độ dàn cỏ lá của mình quá đỉnh nên cũng bỏ xa bọn nó hơn cả một cái màn hình. Trận cuối cùng là căng go nhất. Bọn cá ngựa của mình bắt đầu mệt và mình mắc một số sai lầm đoạn đầu. Nhưng mà được nửa đường cái thì mình bứt tốc và lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Cuối cùng thì mình cũng về đích mà chả thấy mặt bọn nó đâu. Vâng, kiếm hơn 1.600 xu mà nhẹ như tơ hồng, không rơi một giọt mồ hôi nào. Bác Bacon báo là đã cắt rễ cây xong nên mình xông thẳng xuống phòng điều khiển. Vào bên trong thì toàn là rễ và rễ. Mình phải làm vài màn giải đố như là bê con ốc sên búa tạ này vào đây để nó kéo cửa xuống. Xong rồi chém vào mấy quả thần để giết bọn rùi bu, rồi lại dùng mấy quả thần cho nổ để mở cửa ra. Tiếp theo thì đến màn bơi vượt chướng ngại vật, rồi đến màn bắn tia laser rất là sướng mắt. Vâng, cái bọn rùi nhàng này là bọn ngày xưa dùng để đột biến người cá các bạn. Qua đến phòng cuối cùng thì mình cũng gặp được con mẹ của bọn nó, một con rết khổng lồ tên là Yawi. Đang lo không biết đánh kiểu gì thì ông bạn Duff cho mình một con rô xịn sò vãi trường. Không những bắn nhau rất là đã mà ta còn có thể nhấn chuột phải làm chậm thời gian để né chiêu của nó nữa cơ. Nói chung là phase 1 mình xử lý một cách rất là nhẹ nhàng êm đẹp. Qua phase 2 thì mình có một chiêu mới, giữ chuột trái gồng lên rồi trưởng Kamezuko vào nó. Phase này nó bắn nhanh và nhiều hơn nhưng mà cũng không thành vấn đề gì khó khăn lắm. Qua phase 3 thì con này nó có một cái chiêu gọi là... Dạ, nó có cái chiêu trưởng cũng giống như của mình. Chúng ta cứ làm chậm thời gian rồi né thôi chứ không có gì. Cứ trưởng qua trưởng lại cho đến khi nào nó mệt thì thôi. Đến phase 4 thì chỉ có chạy và chạy. Nó cũng phun lửa vào mặt mình nhưng mà cái chiêu làm chậm thời gian quá là OP các bạn ạ. Kiểu con này nó mà bắn được vào người mình cùi liền á. Sau khi dí nhau và xí hụt nhau quá trời thì mình với nó quay lại cái phòng đầu tiên. Đúng lúc này bọn dân làng xuất hiện để ăn hôi. Bọn nó đẩy cái khẩu súng laser này lên để bắn vào con boss. Và tất nhiên là cái thằng nhện Suwam nó lại chọn cái chỗ nhẹ nhất. Còn thua cả một đứa con gái nữa. Nhục. Mà thôi, tóm lại là mình bỏ qua cái thần và khẩu súng để trường cho con kia một trường cuối. Là nó chính thức thành Sesame tái luôn. Cầm một phiếu response Suwam. Oh my god! Quánh xong chưa kịp xẻo thì ông Tenzin đã kéo hết anh em về làng rồi. Mình bây giờ đã thành anh hùng rồi các bạn ạ. Sẵn sàng được chào đón ở làng bất cứ lúc nào. Thế mà đi taxi vẫn phải trả tiền. Mẹ cái bọn kèo vãi đấy.
Lên bờ thì cũng trời tối rồi. Wow, đánh con boss mất nguyên ngày. Tối nay quán đóng cửa để ăn mừng. Anh em tập hợp đầy đủ luôn. Kể cả ông Vincent cũng đến nữa cơ. Cả nhà con Momo nhìn có vẻ hạnh phúc phết nhỉ. Thằng Sammy nó quyết tâm ở lại đây chân gà thật rồi các bạn ạ. Ông Duff đang bận Weibo ở nhà rồi nên đến dự bằng ảnh ba chiều mới ghê chứ. Cha ô tô thì từ giờ cũng có mối uống bia tán dóc ngon lành rồi. Bà Yoshi thì lúc nào cũng nghiêm túc với công việc. Công nhận có nhân viên như thế này thì cũng yên tâm. Bố Udo nhờ bao nhiêu bức ảnh độc nhất vô nhị của mình thì cuối cùng cũng được lên chức. Còn bác Cobra thì đúng là được một mối làm ăn hời nhất thế kỷ luôn. Ông còn định rủ mình đi chỗ khác khởi nghiệp nữa cơ. Dave the Diver 2, maybe. Nhưng mà nề nhất là cái con mẹ Ellie này nè. Lười thối mồm ra mà thế quái nào nó đã lấy được cái ba lô cao cấp rồi. Phần thưởng lớn nhất của cái Eco Watcher đó các bạn. Chắc chắn là nó hắc điểm, không thể nào. Bác Sato nhờ mình mà thu thập được bao nhiêu là thẻ bài 3 sao, sướng lắm. Tuy nhiên vẫn chưa đủ 100% nên mình phải cày tiếp thôi. Tiến sĩ thịt ba chỉ thì được quả đề tài nghiên cứu đỉnh nhất mọi thời đại. Thế mà không thể nào khoe được vì sự an nguy của những nhân ngư còn lại. Còn đại ca Bancho thì từ sáng đến tối chỉ có sushi, sushi và sushi. Bố Vincent thì đến vì nghiện đồ ăn của quán thôi chứ không có gì. Mọi người nâng cấp, ăn uống no nê và chụp với nhau một kiểu hình rất đẹp để làm kỷ niệm. Sau đó thì ai về việc người nấy thôi. Cuộc sống trở lại bình thường, mọi thứ tốt đẹp và không hề có một sự cố gì xảy ra nữa. Rồi thế là dòng credit hiện lên và mình được chơi một con minigame bắn súng ngoài không gian. Vâng, vậy là video của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn thấy hay thì nhớ subscribe cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mơ à, nhà bao việc còn cả tỷ thứ nữa chưa hoàn thành các bạn ạ. Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Tuần trước bắt được con sứa phù thủy nên mình được thưởng 1k vàng. Nice. Mình qua trại thu hoạch cà chua rồi trồng thêm tỏi tiếp. Giờ còn nghèo nên vẫn phải tự tưới nước. Yên tâm, mới mốt có vòi các bạn ạ. Quả đánh lưới ác quá nên cá đầy cái hồ 50m rồi nè. Mình thịt hết để lại mỗi loại 2 con cho nó rộng bớt chỗ. Hồ 130m cũng chí chít luôn, nhưng mà chỉ cần 2 nút bấm là dọn sạch banh 90% cái hồ. Sáng nay vừa nhảy xuống phát đã thấy một đàn cá ngừ 5 con đến chào rồi. Sau khi nán nót rất kỹ lưỡng thì mình làm được 1 quả ăn 2 và 1 quả ăn 3, cũng không đến nỗi tệ. Nói chứ canh được quả ăn 5 khó lắm nha. Sau 3 ngày tìm kiếm trong bãi tàu đắm thì cũng thấy thằng cha nội cá buồm này. Con này chỉ xuất hiện trong đây thôi các bạn, xác suất không phải 100%, nhưng mà món của nó nấu ở tiệc thì cứ phải gọi là chất. Vét hết bên trên xong thì mình xuống vực để săn mấy con cá ngựa còn thiếu, còn có đúng 3 con nữa thôi. Có bạn bảo là lục trong mấy tảng đá thì nó sẽ ra. Đúng thật bay. Mình ra lượm cục đá cái nó spawn luôn. Cá ngựa xếp rank 6, nice. Con này cũng không hề hiếm đâu các bạn ạ, tại vì ngay sau đó mình miss thêm một con nữa nè. Chạy qua làng chơi tí thì thấy bọn nó đã đéo cho mình một cái tượng to tướng rồi. Mình với ông Long Vương, các bạn thấy ai đẹp hơn? Ông kia rêu không làm sao so với các khô được. Mình qua hành lang bắt thêm mấy con cá như thường lệ rồi xuống thẳng cái phòng điều khiển luôn. Xuống đây là để xẻo thịt con boss cuối này nè các bạn. Bữa chưa kịp xẻo gì hết đã bị kéo lên. Các bạn nhìn xem, mấy nay mình bắt được nhiều cá 3 sao chưa nè. Tất cả là nhờ cái súng lưới hết đấy, nhưng mà vẫn còn nhiều lắm, còn hơn một nửa nữa. Chiều nay nhảy xuống biển thì lại được cái map tạo dài, nice. Thế là mình nhanh nhanh sực bọn cá trà sọc luôn để cho xong nhiệm vụ. Yeah, sắp có cái ba lô xịn rồi anh em ơi. Xong thì mình chụp thêm 2 con cá cờ, 1 con cá buồm nữa là đủ bộ 3 con drone. Very nice. Hôm nay cũng hên hên có cái hang đá vôi nên ngoài việc vào trong nhổ rong nho, mình còn săn thêm 1 con cá ngựa nữa. Nó chỉ có ở trong hang đá vôi thôi các bạn ạ. Ui, có phải con này không ta? Oh shit, nó đây nè. Cứ hỏi là có, không có gì là khó. Các cụ nhà mình thiêng thế không biết. Những người không hiểu thì lại cứ bảo chít mới khổ chứ. Bọn sứa này nó đứng xa nhau, nhưng mà nếu ai bờ rồ canh chuẩn thì bam, vẫn hốt được 2 đứa một lúc. Hè. Tối nay có một ông lão lạ mặt đến quán. Ông vừa run cầm cập vừa than lạnh. Ý ba, tôi mặc áo sơ mi còn thấy nóng nè. Ông cứ đòi mình nấu cho món cá ngừ cay và cho mình hẳn một đống hạt ớt chuông luôn. Ok ông già, tầm 2 ngày nữa sẽ có. Đáng định mở quán thì cái băng Yui bọn nó lại xông vào. Cái gì đây mới chế. Lần này người muốn nếm mùi thất bại là lão Alex đến từ nước Anh. Chủ đề của trận so tài sắp tới là đồ chiên và rán. Quán mình viết như cái chợ các bạn. Bọn nó thích vào là vào, thích đi là đi. Chả cần hỏi bố con nào. Nhưng mà kèo này dễ các bạn ạ. Ẩm thực nước Anh thì cùi mới lùi thôi. Mấy con cá này nhìn có vẻ phức tạp. Cơ mà mình có sẵn hết rồi đâu. Tối nay mình nghiên cứu món boss thịt Yaoi hấp và nâng món sushi mặc quỷ lên maximum cấp 10 luôn. Món cấp 10 đầu tiên của quán đấy các bạn. Cộng với một ít sushi cá giọt nước là được cái menu rất là ngon lành. Mọi thứ rất là mượt mà, không dư không thiếu một đĩa nào. Có thằng El Nino thì hoàn toàn không có gì phải lo hết á. Doanh thu nhẹ nhẹ thôi, hơn 17.000 vàng cũng đủ để nâng cấp độ. Nice. Ngày 25 mình nâng cái súng phong lao lên max, súng hợp kim 40 đam và cả cái bình oxy lên cấp 8 để mình thở được 370 giây nữa. Nice. Tiếp đó thì mình trả cái nhiệm vụ Eco Watcher cuối cùng để được lên cấp 5. Và phần thưởng là một cái túi chống nước có thể tăng sức chứa hành lý thêm 30kg. Có vẻ khá là ngon nên mình xài luôn các bạn ạ. Lâu lắm rồi không phải Insta của quán nên mình vào lai dạo. Quán dạo này hot quá các bạn ạ. Đáng chú ý nhất là bức ảnh của cặp cá heo hồng. Bức hình của cả nhà con Momo và Mochi. Và cả con cá voi taxi Beluga của mình nó cũng lên đây hóng hớt nữa cơ. Mình qua hỏi ông Otto về mấy hạt ớt thì ông bảo đây là loại ớt cay thứ 5 thế giới. God damn.
Trông khá là khó nhưng mà vẫn được, không thành vấn đề. Thằng Sammy nó cũng cho mình cái công thức là món cá ngừ cay cho ông lão. Ngoài ra nó còn quảng cáo dịch vụ nhổ cỏ, tưới cây, thu hoạch thuê nữa cơ. Đắt bỏ con ra, tiền đâu mà thuê nó trời. Hai bố con nhà này bọn nó cứ tưởng mình là tỷ phú hay sao các bạn. Xong thì mình xuống làng thu hoạch rong nho và trồng lại vụ mới luôn. Cũng giàu lắm rồi nhưng mà mình vẫn ghé qua sòng bài rút tiền. Có điều là hôm nay chúng ta sẽ dùng cái ATM khác các bạn ạ. Mình chơi cái trò lật bài này đi. Mình sẽ chỉ các bạn cách chơi thắng đến 90% luôn. Nhưng mà những lá bài nào lật lên rồi thì mình phải nhớ nhá. Nếu ai mà không nhớ được thì chụp hình hoặc note lại. Ở đây thì mình sẽ edit nó ra luôn để cho dễ theo dõi. Cứ mỗi lần mà đến lượt mình thì chúng ta sẽ làm đúng hai bước. Một, đã có cặp nào trên bàn chưa? Có thì hốt, không có thì ta lật đài một lá mới tinh chưa được lật. Hai, bây giờ đã có cặp nào hiện lên chưa? Có thì hốt, còn không thì tiếp theo ta phải lật lại một lá đã được lật rồi. Không được lật thêm lá mới nhé các bạn. Đến lượt nó thì cứ kệ bố nó thôi, không cần quan tâm. Đến mình, một, có cặp nào chưa? Vẫn chưa. Thế thì lật đại một lá random thôi. Hai, có cặp nào chưa? Vẫn chưa có. Vậy thì lật lại lá cũ. Xong lượt. Vâng, đến lượt nó thì nó lại chít cặp cua. Cũng bình thường thôi, mình quen rồi. Tiếp tục, một, có cặp nào chưa? Nope. Thế thì một lá random lên. Hai, có cặp nào chưa? Ok, có cặp sao biển rồi nè. Lượm luôn chứ đợi gì nữa. Nice. Rồi lại đến lượt nó. Mình thấy cái cặp cá ngựa rồi đấy. Một, đã có cặp nào chưa? Tất nhiên là có cặp cá ngựa rồi, hốt luôn. Cảm ơn chú em nhé. Ok, nó cheat ăn cái cặp sữa này nhưng mà không sao hết, nghề của nó mà. Một, có cặp nào chưa? Chưa, thì ta mở lá random thôi. Hai, có cặp nào chưa? Vẫn không có. Ta lật lại một lá bài cũ lên. Thề bố này là chúa cheat luôn á. Nhưng mà yên tâm, chúng ta thắng được, tin mình đi. Một, có cặp nào chưa? Chưa. Ok, lại một lá mới nữa nào. Hai, có cặp nào chưa? Vẫn không có. Thế thì lật lá cũ tiếp. Tiếp theo nó lật hai lá mới tinh, tức là rơi vào bẫy của mình rồi đấy. Một, có cặp nào chưa? Có chứ, ăn cặp cá lồng đen liền. Nice. Đến đoạn này nó nhát quá nên nó lật lại hai lá bài cũ luôn kìa trời. Nhục. Một, có cặp nào chưa? Chưa thì lật đại thôi. Hai, có cặp nào chưa? Dạ có rồi. Cặp vỏ sò này nè. Easy. Vâng, vậy là chúng ta thắng rồi đó các bạn. Nó có lật kiểu gì thì cũng thế thôi. Ăn cặp cá đuối này nữa là xong. Các bạn cứ áp dụng công thức này là mình đảm bảo sẽ thắng gần như là 100%. Trò này còn có trò răng cá mập, mỗi trò 500 xu là một ngày kiếm 1000 xu dễ như ăn cháo. Nhưng mà xác suất thắng chỉ có 90% thôi, nên là thua thì đừng có mà chửi cá khô. Bạn nào mà không nhớ được bài thì mình có để link hỗ trợ bên dưới nhá. Giờ mình cũng giàu rồi nên vét tiền của thằng Junat Riết cũng chán, tạm thà cho nó đấy, đi bắt cá thôi. Nay xuống sông băng mình lưới một bầy cá trứng 3 sao để sưu tầm. Còn mỗi một con cua hoàng đế vàng 3 sao đó là xong. Oh yeah, nó đây rồi. Vào sọt luôn đi chế ơi. Lên trên thì mình lưới một con cá chi mũi dài, một con cá buồng và một con cá cờ về nữa là đủ bộ drone cho buổi sáng. Nice. Buổi chiều thì cũng hoàn toàn tương tự, nhưng mà chiều nay không có con cá buồng trong chỗ tàu đắm nên mình hốt hai con cá cờ về cũng tạm được. Ngoài ra thì mình còn lượm được cái súng băng để mà khóa được công thức của tất cả các loại súng trong game. Very nice, thêm một cái thành tựu nữa. Tối nay con cá ảo của mình nó lại tiến hóa nữa kìa các bạn. Cá tầm beluga. Oh, con taxi của mình dưới đó. Giỏi lắm con ạ, nhưng mà phải đầu thai rồi. Yep. Tội nghiệp, tiến hóa và ra đi chỉ trong một giấc ngủ, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra. Thông cảm, mình phải chạy xô để lấy thành tựu. Mình qua ruộng thu hoạch lúa và tỏi, xong thì mình trồng ớt để mai mốt nấu ăn cho ông lão. Về đến quán thì đã bị ông hối rồi, cái gì cũng phải từ từ chứ ba. Và thế là ông ngồi lì ở quán mình chờ luôn các bạn ạ. Thôi kệ ông đi, tiệc tới nơi rồi. Này muốn nâng cấp nhiều nhân viên quá nhưng mà không đủ tiền. Thế là mình phải vào phần nguyên liệu bán bớt thịt đi để lấy thêm tiền các bạn ạ. Mấy đống thịt cá mập rank cao nhìn vậy mà bán được nhiều tiền phết đấy. Bạn nào mà túng quá thì có thể vào đây bán bớt những nguyên liệu mình không dùng đến. Bán xong thì mình nâng cấp bà Daniva và ông Masayoshi lên cấp 7 để đi kiếm muối cho chết. Chỉ có mỗi hai ông bà này có cái kỹ năng bậc thầy tìm kiếm thôi, trùm buôn gia vị. Ngoài ra thì mình cũng nâng cấp thằng khủng long con Raptor lên cấp 8 để thay thế cho bé Izuki luôn. Thằng này nó quét wasabi được và nó rót được cả cocktail nữa. Có nó là mình chỉ ngồi chơi sơ nước thôi á. Còn về món ăn á thì mình nghiên cứu hai món mới: mì ống cá cờ xanh với đậu nành và cá buồm luộc với rong biển. Sau đó thì mình cải tiến món cá buồm luôn. Cái tiếng này. Ủa, cái này mới ta. Món này lên cấp 5 bán được đến 935 vàng. Không những thế là một đĩa là được 7 phần ăn lận. Thế nên là mình chuẩn bị 6 đĩa. Tại vì 36 chia 7 là... Wait. À, tại có Maki nó làm dư các bạn. Yeah, mình bảo nó làm có 5 đĩa mà nó làm 6. Thôi không sao, dư còn hơn là thiếu, tiệc mà. Hôm nay mình đã đứng quét wasabi cho bọn nó rồi nha. Thế mà bọn nó vẫn chạy bia không kịp, để mất bọn ông khách không hài lòng. Mặc dù vẫn còn dư đến 8 phần ăn, nhưng mà doanh thu thì cứ phải gọi là ngất trời. 45.000 vàng, kỷ lục mới nữa của cá khô. Ngày 26, sương mù kéo đến dày đặc rất là bất thường, nhưng mà việc thì mình vẫn phải làm thôi. Mình có ruộng bỏ 8.000 ra để mở thêm một thửa rau nữa. Vâng, đắt nhưng mà đáng. Xong thì mình nâng cấp một loạt hồ cá lên vài cấp để cho bọn nó dễ thở hơn một tí. Với lại hồ càng to thì bọn cá nó đẻ càng nhiều các bạn. Nhiều đó tiền mà vẫn không đủ nâng bình oxy lên max, chỉ lên được cấp 9 thôi, thở 425 giây. Còn lại thì mình để dành tối đào tạo nhân viên tiếp. Một ngày mới tức là một ngày nữa đi xuống sông băng bắt cá và đào quặng rã cái khớp ngón tay.
Nay hết lễ hội rồi nên mình dùng drone bắt mấy con cá sena ở dưới này chứ không bắt bọn cá buồm nữa. Lên trên thấy đàn cá ngừ béo quá nên mình chụp bọn nó luôn. Vẫn chưa được một hit 5M các bạn ạ. Hết drone rồi nên mình phải xéo thịt bọn nó thôi chứ biết sao giờ. Buổi chiều thì cũng tương tự như vậy, mình đi cắt tảo, kéo con sena và con cá mập thiết giáp to tướng này về, lên vực hốt con cá chim mũi dài về để nuôi và vẫn là đi săn cá ngựa nhưng mà chả được cái nịt gì. Lâu lắm rồi không săn con cá mập miệng to này các bạn. Giờ nhiều cá cao cấp quá nên con này bị ao trình. Buổi tối lên bờ thì sương mù nó chuyển thành màu đỏ chét luôn. Vãi trăng máu hay gì trời. Từ xa xa có một bà thương lái chạy đến. Bà này đang đi săn những con cá dị biến. Bọn nó chỉ xuất hiện vào những ngày có sương mù đỏ như thế này thôi. Ngoài ra đêm nay sẽ có những khách hàng bí ẩn đến quán và bọn nó chỉ ăn những loài cá dị biến này thôi. Nghe là thấy mùi tiền rồi các bạn. Chúng ta chuyển luôn đi. Vâng, nếu như các bạn không biết thì đây là cái DLC mới nhất hợp tác với game Dredge đấy các bạn. Cũng là game câu cá luôn nhưng mà phong cách khác. Úi cha, giờ điều khiển được tàu luôn bấy. Cái cảm giác nó lạ vậy. Cái quán sushi của chúng ta kìa, nhìn nhỏ tí tí. Những chỗ có xoáy nước như thế này là mình lặn xuống bắt cá được đấy các bạn. Xuống luôn đi chứ còn chờ gì nữa. Oh wow, cái map này nhìn nó ảm đạm hơn cái map buổi tối bình thường nhiều. Dưới đây phải nói là có bao nhiêu con cá mới và dị luôn các bạn ạ. Cá tuyết răng nanh, cá thu kỳ dị, cá thu nhiều mắt, vãi. Mình còn lượm được một khẩu súng mới nữa nè, súng bộc phá. Tên hơi kỳ cơ mà nó là súng hút máu cá để lấy oxy, cũng hay phết đấy. Wow, con cá này nó ba đầu luôn bay. Cá tuyết ba đầu, damn. Còn con cá mập này thì như là không có da các bạn. Cá mập da máu, vãi. Mình rất là từ từ chậm rãi đi một vòng, hốt hết những con cá còn lại trong hồ cho đến khi nào không nhét được thêm nữa thì thôi. Thêm được 4 con cá nhỏ và 1 con cá to nữa. Đó là con cá cờ xanh mắt lồi to hơn cái bát. Bẫy nốt 1 con cua vỏ náo nữa là mình chặt nick và rút quân. Oh wow, chúng ta mở khóa được cái khẩu súng hút máu lúc nãy rồi nè. Nice. Đúng cái ngày đang bận thì phải tranh tài với bọn này. Bác Bancho của chúng ta vẫn là con rồng, còn thằng kia nó cũng là hổ á. Ok. Nay mình bị mấy con cá phóng xạ nó chích nên hơi chóng mặt buồn nôn. Đến đoạn đảo tàu bè là nước chấm hơi lơ đánh nên không được hoàn hảo. Tuy nhiên về phần tẩm bột và chiên á, thì vẫn chuẩn đét, không chật đi đâu được. Nhìn là biết ai thắng rồi đúng không bạn? Tất nhiên là cá khô rồi. À không, bác Bancho, mỗi tội là không được điểm tuyệt đối. Buồn muốn đóng cửa quán luôn. Ông Vincent nghiện mấy món ăn của quán mình quá nên ông cho mình thêm một cái máy pha cocktail để phục vụ thêm nước cho khách hàng nữa các bạn ạ. Rót cái này cũng mệt phết nhưng mà mình có thằng Raptor nó lo rồi. Trước khi mở quán thì mình nâng nhẹ hai thằng nó lên cấp 10 cho nó chắc. Biết đâu hôm nay đông khách thì sao? Các bạn nhìn mấy món đột biến nè. Holy, 1.200 vàng một đĩa. Có điều là mấy món này nó không cải tiến được nên mình lên một đĩa sushi cá mập da máu rồi chọn tự động chế biến thôi. Và tất nhiên thêm một món mực quỷ cho khách hàng bình thường nữa là đủ menu rồi. Thời gian mặc dù còn rất ngắn cơ mà khách đến khá là đông nha. Mấy một khách thường của mình nó ngồi cạnh mấy ông mờ ám này mà bọn nó cũng không sợ luôn. Hay thật. Sau khi hết khách thì bà thương gia đến để mua lại tất cả những con cá dị biến còn dư. Tổng cộng tất tần tật là 23.000 vàng. Holy shit. Cộng với doanh thu tối nay hơn 26.000 vàng nữa là gần 50k vàng một đêm. Wow. Giá như ngày nào cũng sương mù thế này thì tốt quá nhờ. Nhưng không các bạn ạ, ngày 27 trời lại nắng đẹp rồi. God damn. Hôm nay mình nhận được email thông báo là sắp đến lễ hội cá mập. Ồ, nghe được đấy. Sắp tới sẽ có cả loài cá mập mới xuất hiện trong hồ nữa cơ. Thế thì mình phải thịt liền. Quà khấm khá quá nên hôm nay mình đầu tư hẳn 13.000 vàng. Mua cái thửa ruộng cuối cùng để trồng rau. Kiếm cái thành tựu luôn. Nice. Xong thì mình thu hoạch và trồng lại full vườn ớt. Và tiếp theo thì mình bỏ 17.000 vàng nâng cấp cái bình oxy lên cấp 10. Và hơn 13.000 vàng để nâng cái bẫy cua lên max luôn. 3 cái bẫy cho một bữa lặn. Nice. Quá đắt đỏ để nâng tất cả mọi thứ. Vậy mà không được một cái thành tựu nào mới ghê chứ. Xong thì mình tự tin đi xuống sông băng để săn cá kiếm nguyên liệu nâng cấp súng. Đang say sưa choáng nhau với con cá mập này thì có bạn hỏi. Anh nhặt được cái búa thoi chưa? Oh! Anh nhặt được cái búa thoi kìa. Hay nhở. Mình đang tìm cái búa này lòi mắt cả tuần nay chưa có. Này có bạn hỏi cái tự nhiên nó ra. Wow. Vâng, cũng khá là hiếm đấy các bạn. Nó xuất hiện hên xui ở khắp cái sông băng này, kể cả trong động luôn. Nếu ai ăn ở tốt mà gặp thì đập hết băng ra, rồi dùng găng tay thép rút nó lên là mình sẽ có một cái vũ khí đánh gần mạnh nhất game. Nếu mà dùng nó giết cá là ta sẽ được một thành tựu bí mật trong game đấy các bạn ạ. Ngoài ra mình còn có thể giữ chuột trái để ném nó ra xa giống như thoi nữa cơ. Cái búa Mjolnir này hệ điện nên đánh lan ra cả mấy con cá xung quanh nữa. Mấy con cá to mà bị bỏ là nó cứ bị choáng, làm gì được mới hay chứ. Con cá mập thiết giáp này mình cũng choáng vỡ mồm nó được ngon lành. Chấp cả hai con này một lúc luôn, bọn này bây giờ là muỗi rồi. Con cá mập đầu búa này đầu cứng lắm nè, chịu nổi cái búa không? Làm gì mà chịu nổi. Con cá mập hổ to xác này thì sao? Quá ức chế bị ép sân không làm gì được. Còn cái con cá mập đuôi dài nhoi nhoi này nữa, cho lên dĩa luôn. Yeah, ý đang có búa thò nên mình thịt sạch cá mập trong bát luôn các bạn ạ, không chừa một con nào. Mỗi tội là xài được một buổi thôi, lên bờ là mất cái búa, buồn. Buổi chiều mình vẫn phải đi tàn sát cá mập và đào thêm quặng. Mình đã quyết tâm là sẽ chế tạo hết súng trong game rồi các bạn ạ. Thế nên chúng ta phải farm nhiều cá lắm đấy. Nay xuống đấy mình đặt vài cái bẫy để bẫy bọn cua Tocom và con Dolokamanum. Tóm lại là bỏ bọn nó vào đống thẻ sưu tầm 3 sao. Chắc chắn là các bạn đang tò mò là mình sẽ chuẩn bị món gì cho lễ hội cá mập sắp tới. Yên tâm, các khô tính hết rồi. Món của chúng ta sẽ cần con cá chim mũi dài này.
con cá chép đỏ nho nhỏ này và mấy con cá hề tí hon này nữa, cần rất nhiều là đằng khác. Thế nên là 3 ngày sắp tới mình sẽ farm bọn này không ngừng nghỉ các bạn ạ. Này thế đàn cá ngừ to vãi nên mình phải đặt bom lưới lẹ. Cũng may mà vẫn còn một con drone để kéo hai em về. Nice. Tôi đến thì lại gặp cái băng Yui. Khổ. Lần này là thằng nào nữa đây? Oh, các bạn có nhớ bà nội này không? Bà Louis khó tính ngày xưa ấy. Sao giờ nhìn nát vãi trưởng thế? Hình như là sau vụ đầu cá mập đó, sự nghiệp của bà bị tụt dốc không phanh. Cay cú quá nên bà mang một thằng đầu bếp người Ý đến tỉ thí, tên là Pastro. Và chủ đề lần này là mì Ý. Quá dễ. Chúng ta cần khá nhiều nguyên liệu, trong đó có cả con mực đêm nữa. Nó không phải khoe, chứ mấy cái đó mình có sẵn hết rồi các bạn ạ. Yeah, nhà hàng bây giờ đẳng cấp lắm rồi. Sáng giờ xài gần hết tiền rồi nên mình chỉ nâng nhẹ con Maki lên cấp 9 và bé John lên cấp 8 thôi. Sau bao nhiêu ngày trồng nho nuôi sứa thì hôm nay mình cũng đã có đủ nguyên liệu để nâng món sứa rong nho lên cấp 10 rồi các bạn ạ. Yes. Giá 832 vàng chưa phải là xịn nhất nhưng mà cũng đủ để nuôi nhà hàng trong khi chúng ta đầu tư vào món tiếp theo. Còn một ít cá buồm nữa nên mình lên nốt cho đủ menu. Này bạn ngồi chơi sới nước quá nên quên bút nó mất là phải làm cho ông già món cá ngừ cay. Thôi kệ, để ngày mai vậy. Doanh thu nhẹ nhẹ hơn 30k vàng chứ mấy. Ngày thường như thế này là đỉnh lắm rồi đấy. Ngày 28, con cá Yao thứ ba của mình nó đã tiến hóa nữa rồi nè. Các bạn có để ý là nó màu xanh không? Vì lần này mình nuôi không cho nó một chút tình cảm nào nên nó tiến hóa thành con cá dữ đó các bạn. Cố gắng mỗi lần nuôi ra một con cá là đẹp. Lúa với ớt chín vàng hết vườn rồi, thu hoạch thôi. Mình đầu tư thêm 7.000 vàng nữa để nâng cái bình tưới lên max. Từ giờ là có vòi tưới tự động rồi đó các bạn ạ. Quá rare. Xong thì mình qua chạy cá nâng cấp cả 3 cái hồ đầu tiên lên maximum luôn. Yeah, cứ đầu tư vào đây là không có gì mà thiệt hết. Trick time. Những bạn nào đang farm hồng ngọc thì nhớ để ý cái phòng này có cái hộp súng hoặc là cái son không nhá. Nếu có là đảm bảo có hồng ngọc ở bên dưới. Đấy, nói có sai đâu. Còn không có thì đi về, đỡ phải xuống kiểm tra. Mấy con cá sao này giờ cũng phải săn các bạn ạ. Cả bọn sứa thùng này nữa cũng phải cho vào danh sách tiêu diệt luôn. Mình cần rất là nhiều xúc tu của Bonnie. Mình lên cạn bẫy thêm mấy con tôm hồng Mỹ với châu Âu nữa là sưu tầm xong bọn tôm ở khu vực nước nông. Đầu giờ chiều lên bờ thì bão nó bắt đầu kéo đến. Có một bà lão lon ton trèo cái bè đến chỗ mình. Bà bảo là đang đi săn con cá mập trắng tên là Klaus để trả mối thù giết chồng từ 36 năm về trước. Kinh. Bà không rành địa hình khu này nên nhờ mình giúp. Ok chị hai, em cũng đang cần cá mập để bán đây. Nhưng mà cứ để tối rồi tính tiếp, giờ ta đi lặn chiều thôi. Vẫn là mấy công việc chăm chỉ như thường lệ thôi các bạn ạ. Có điều là hôm nay ăn ở tốt quá nên cuối cùng con cá ngựa trắng nó cũng chịu ló mặt ra. Oh yeah, thế là full bộ cá ngựa 7 màu nhé. Next. Nay ở dưới vực mình còn thả vài cái bẫy để bẫy được con tôm hùm Na Uy và con tôm hùm đá 3 sao nữa cơ. Thêm hai em nữa vào bộ sưu tập. Lên trên thì mình vẫn tàn sát hết cá mập không chừa một con nào. Ráng tích nhiều đức để ngày sương mù nó đến sớm. Tối nay để đánh boss được thuận lợi thì mình nâng cái súng trường của mình lên cấp cao nhất, súng trường tử thần. Băng đạn 13 viên và tỷ lệ chí mạng là 30%. Ngoài ra mình còn đổi qua cái vòng bạch tuộc tăng 15% đam nữa cho nó chắc. Các bạn nhìn súng mới của mình đây, đam silver VIP luôn. Lâu lâu nó crit một phát là bọn nó lăn quay. Có bao nhiêu máu thì cũng tạc nha, chỉ trừ boss ra thôi. Mình vết sạch cái hồ rồi bẫy thêm mấy con cua đêm nữa. Cua thủy tinh, tôm mũ ni, tôm hồng đỏ và tôm hồng xanh 3 sao. Chuẩn đét, đủ bộ tôm cua ban đêm rồi đấy. Xong thì mình hồi đầy đạn rồi vào chiến con boss. Đại ca này to xác và sẹo đầy mình luôn. Cá mập trắng khổng lồ Klaus. Nhìn nó đúng là hầm hố thật. Cơ mà bây giờ mình quá mạnh rồi các bạn ạ. Ba phát súng là nó qua phase 2 luôn. Qua phase 2 nó có cái chiêu phun lốc xoáy cũng ngộ phết. Nhưng mà cũng chỉ chịu được 2 phát nữa của mình là tạch. Wow, quá chóng vánh. Vâng, thế là mình đã giết sạch boss trong game rồi các bạn. Easy. Nó dùng hết hơi thở cuối cùng để vô mình phát cuối. Nhưng mà ngờ đâu bà Clara Fira cho nó một quả chí mạng. One punch. What the f***. Trả được mấy thù 36 năm chắc là đã lắm nhỉ. Còn mình thì đã có thêm thịt cá mập cho lễ hội sắp tới rồi các bạn ạ. Lên bờ thì bảo cho mình cái vòng cổ răng cá mập trắng, tăng 15% sát thương của Lao. Nope, không đáng để xài. Alright, tối nay không có gì hot các bạn ạ. Mình chỉ lên nốt mấy đĩa cá buồm với lại lên món cá ngừ ke trong già Django thôi. Miếng cá ngừ nó chạm vào bờ lưỡi cái là kỷ niệm xưa nó ào về. Ông này chắc là ngày xưa lên núi Phú Sĩ kiếm ớt tiên hay sao các bạn. What the hell? Ok, tóm lại ông bà là một thương gia. Ông sẽ ghé quán mình vào thứ 3, 5, 7 để bán những công thức và nguyên liệu quý hiếm, kiểu như cái cây nấm cục này là các bạn. Vâng, nhưng mà bây giờ mình mới nhận ra là dư hơi bị nhiều đồ ăn vì hôm nay đi lặn tối mà quên mất. Oops. Thế mà doanh thu cũng được gần 20k vàng, không đến nỗi tệ. Ngày 29 là thứ 7, tức là mình phải săn thêm một con cá hiếm cho ông Udo nữa rồi. Một con mực ma chỉ có thể thấy khi soi đèn UV vào nó. Ok. Cái hồ 50m của mình nó lại te le rồi. Mình bán sạch mấy con loài chai đi, để lại mỗi nhiêu đây để nuôi thôi. Cái hồ 250m cũng thế, bán hết để lại đúng 4 loại nuôi tập trung, chất lượng hơn số lượng. Rong nho dưới làng cũng chín rồi nên hôm nay mình trồng thử cái hoa Hilomena này xem nó như thế nào. Hoa này nấu được một món cá ngừ rất là đỉnh nhưng mà trồng siêu lâu luôn. Đã vậy lại không thể nâng cấp để tăng sản lượng được mới đau cơ. Lâu lắm rồi không qua rút tiền của thằng Chunak lên thấy nhớ nhớ, thế nên là mình qua xin vài trăm bỏ túi.
Sáng nay thì vẫn là đi săn bọn cá mập như thường lệ, nhưng mà mình đổi qua súng bắn lưới thép cho nó nhàn. Lên chỗ vực xanh thì mình bắt con mực ma cho ông Udo luôn. Lúc đầu hơi bối rối một tí, nhưng mà để bắt con này thì chúng ta bật đèn UV lên trước, rồi sau đó mới đi từ từ đến chỗ nó là nó sẽ bị choáng. Lấy lao thục một phát vào mặt nó là nó nằm luôn. Cứ thế mà lượm về thôi, easy. Và đã xuống đây thì tất nhiên là phải hốt hai con cá chi mũi dài này về rồi, với cả con cá nhám mang xếp này nữa. Còn mỗi một con này chưa bắt 3 sao. Nice. Thế là đủ bộ sưu tập của khu vực đáy hồ xanh rồi đấy các bạn. Chiều nay là buổi đầu tiên ông Django đến quán đấy các bạn. Thế nên là mình chạy nhanh qua xem ông bán cái gì. Chủ yếu là gia vị và rau củ thôi. Mình mua sạch bách chỉ chừa mỗi cái công thức nấu ăn. Cái đó thì từ từ mua cũng được, giờ đang cần để dành tiền. Mua xong thì phải đi xuống cày tiếp thôi. Chiều nay mình đặt vài cái bẫy để bẫy con tôm hùm gai và con tôm hùm bông nữa, là đủ bộ bẫy cua luôn. Quá đẹp. Không những thế mà còn chụp hình được một chú rùa hiếm nữa cơ, rùa quản đồng. Đi lặn gần một tháng ở đây rồi bây giờ mới gặp nó đấy. Vậy là khu vực này chỉ còn có hai con cá nữa chưa xác định thôi, trong đó có một con cá mập mới. Vâng, nó đây chứ đâu, đến lễ hội cá mập là nó sẽ xuất hiện. Con này cũng khá là nhanh và hổ báo nha, súng bắt lưới cũng không có tác dụng với nó, nhưng mà cái mũi lao xét của mình làm gọi được cả nó và con cá đuối cùng một lúc. Mặc dù chết rồi nhưng mà ưu tiên cho hắn con drone đưa về luôn, sướng nha. Cá mập Marco vây ngắn được có rank 8 thôi á, bèo. Tối đến trước khi mở hàng thì mình tranh thủ qua trại thu hoạch và trồng thêm vụ lúa mì mới. Mới đó mà đã đến ngày tranh tài rồi đấy. Vẫn là bác Bancho rồng đỏ đối đầu với con hổ già cây cú này. Này chắc chắn là mình không thể mắc một sai lầm nào được. Ok nháp, các bạn nhìn mình làm mực đây. Cắt rút xẻo perfect luôn. Lột tôm như một cái máy, không rơi một cái chân nào. Perfect. Có bỏ đồ ăn vào chảo mà khó về trời. Không quan trọng, vẫn hoàn hảo tuyệt đối. Chỉ còn mỗi phần xào các nguyên liệu và đảo đều với mì nữa là xong. Lại perfect. Má, mì ý mà nhìn như mì cháy xém, nẻ luôn. Vâng, tất nhiên là các bạn biết người chiến thắng là ai rồi đúng không? 99 trên 89, mình cố tình đánh mất một điểm đấy các bạn. Mình thấy số 99 nhìn nó đẹp hơn số 100. Bà Louis có vẻ không phục lắm, nên mình cho bà nếm thử một miếng. Cắn một sợi mì thôi mà như được hồi xuân về tuổi đôi mươi. Bọn này ăn đồ của Bancho luôn luôn có một... Wow. Wow. Điệp viên à? Mình cũng hay coi mấy phim điệp viên kiểu này, nhưng mà thường có ít diễn viên lắm, không nhiều diễn viên lắm. Nó ngon đến mức mà bà phải đề nghị là cùng hợp tác với bọn mình để mở một chi nhánh của nhà hàng sushi. Ngu gì không đồng ý đúng không? Thêm một chi nhánh tức là thêm sàn. Mọi thứ cứ để chị lo, chỉ trong một đêm là sẽ chuẩn bị xong. Vãi cả trưởng, làm việc tốc độ sấm sét vậy. Tự nhiên đang là kẻ thù, giờ quay ngoắt 180 độ thành đối tác. Mình không biết nói sao luôn á. Nhưng mà thôi, để mai tính tiếp, giờ thì kiếm sàn cái đã. Mình bán nốt mấy đĩa cá buồm rong biển còn lại và một ít sứa rong nho. Tính toán cẩn thận, không dư một đĩa nào ngoại trừ một đĩa mà con Marco nó làm dư ra. Sơ sơ kiếm nhẹ hơn 31k vàng, cái này là doanh thu trung bình của quán rồi. Ngày 30 là lễ hội cá mập rồi đấy các bạn. Vừa sáng sớm bà Louis đã gọi điện kéo cả đám qua cái chi nhánh mới. Wow, nhà hàng sushi ven biển luôn, chất thế. Vậy là chúng ta cần thêm 5 nhân viên để điều hành cái chi nhánh này. Một quản lý, hai đầu bếp và hai bưng bê. Ngoài ra thì mình phải chuyển nguyên liệu từ trụ sở chính qua đây thì mới bán được. Nếu mà vận hành ok là ta có thể kiếm gấp đôi doanh thu đấy các bạn ạ. Ngon. Bây giờ bọn nó đang đi lấy muối hết rồi, để tối xử lý tiếp vậy. Sáng nay con cá gieo của mình nó lại tiến hóa thêm một lần nữa. Cá đuối quỷ. What? Nhìn giống con bạch tuộc hơn á. Cơ mà mình cũng không quan tâm cho lắm, cho nó đầu thai để nuôi con khác thôi. Được 3/5 con rồi, hè hè. Làm chủ đến hai cái nhà hàng rồi mà vẫn phải đi đào quặng đấy các bạn ạ. Ổn lắm cơ. Nay là ngày cuối trước khi lễ hội rồi, nên phải tranh thủ bắt nốt bằng cá chim này các bạn ạ. Mình lên trên kiếm mấy con cá ếch hè lói mắt ra mà thấy được đúng một đứa. Nhưng mà buổi chiều thì khá hơn được một tí, bắt được hẳn 5 con. Cảm giác vẫn chưa đủ đâu, nhưng mà dù gì thì cũng đã cố gắng hết sức rồi. Công nhận rau trong đây nó chín nhanh thật đấy các bạn. Đúng một ngày là thu hoạch được. Trước khi về quán thì mình qua trại cá thịt gần hết mấy con cá ếch hè và một ít cá chép đỏ để huy động tối đa nguyên liệu cho bữa tiệc tối nay. Nay phải đầu tư cho hắn một cái chi nhánh mới nên cần rất nhiều tiền. Mình vào phần nguyên liệu và bán một nửa những nguyên liệu không dùng đến để gom góp tiền. Cá ngựa, tôm, ốc, thịt kỳ lân, thịt con sena mình cực khổ đánh bắt bao lâu nay. Thậm chí cả thịt cá ngừ nữa. Bọn cá ngừ nó có 3 loại thịt, chúng ta giữ lại phần thịt mang thôi. Còn thịt lưng và thịt bụng không được giá cho lắm, cứ bán thoải mái. Vét gần hết cái quán thì mình được hẳn 139.000 vàng. Wow, nhưng mà vẫn chưa đủ đâu các bạn. Đầu tiên là chúng ta nâng cấp thằng Billy một mạch lên cấp 15 trước. Sơ sơ bay 50.000 vàng. Lên cấp 15 thì nó sẽ mở khóa cho mình một công thức rất xịn sò. Cá sơn đỏ cuộn là món mà mình sẽ bán tối nay. Tiếp theo thì mình nâng thằng Dre đeo kính lên cấp 13. Cô này lên cấp 5 còn cho mình một món sushi tôm khá là ok nha. Tiếp đó thì mình nâng luôn em Izuki lên cấp 10. Ông James thứ 6 ngày 13 và ông Charlie cũng cho lên cấp 10 luôn. Thế là bay hết gần 90k vàng rồi đó các bạn. Ok, nhấn 6 để kiểm tra chi nhánh từ xa, không cần phải đến tận nơi. Đội hình của chúng ta sẽ là Dre làm quản lý. Chắc chắn là không đứa nào ngon hơn thằng này đâu. Ở phần chính sách hoạt động thì ta click chọn vào giá để bọn nó ưu tiên nấu những món có giá cao nhất. Và phải bỏ chọn cái phần cung cấp thực đơn riêng này đi, nếu không là bọn nó lên món rất là dở hơi.
Phòng bếp thì mình cho thằng James và Charlie đứng nấu. Hai thằng này nấu ăn quá chuẩn rồi, không phải lo nữa. Còn phục vụ thì sẽ là Billy và Izuki. Tuyệt vời, một đội hình siêu sao đầy đủ tất cả mọi thứ. Rót nước, dọn dẹp, phục vụ cocktail. Và cái thằng quản lý nó sẽ quét wasabi các bạn ạ. Vẫn còn mấy tiền nên mình nâng con bé Maki và John ở trụ sở chính lên cấp 10. Và hai thằng đệ Raptor, El Nino lên cao nhất có thể. Cấp 13 chắc là tạm ổn rồi đấy. Còn về món ăn thì tất nhiên là mình sẽ nghiên cứu món cá sơn đỏ cuộn lúc nãy rồi. Và mình cũng không quên cải tiến món ăn nữa. Nói chung là vẫn chưa đủ cả ích hề nên mình chỉ cải tiến được lên cấp 8 thôi. Nhưng mà giá 1240 vàng là quá chất rồi. Không những thế, món này là một đĩa chúng ta được 8 phần ăn lận luôn. Mình lên 5 đĩa ở trụ sở chính và chuyển 15 nguyên liệu mỗi loại qua chi nhánh để bọn nó đủ làm 5 đĩa luôn. Click vào phần menu thấy món cá sơn đỏ cuộn là ok rồi đấy. Alright, mọi thứ đã quá sẵn sàng, vào tiệc thôi chứ còn chờ gì nữa. Thực ra 40 phần ăn là dư vì lượng khách của mình chỉ có 36 thôi, nhưng mà dư vẫn còn hơn thiếu. Này, khách đông quá. Hai thằng El Nino với Raptor của mình nó ngon thế mà vẫn chạy không kịp đấy các bạn. Mình cũng phụ bọn nó dọn đĩa chén nhưng mà vẫn bị miss một khách, trong khi ở chi nhánh bọn nó chạy ngon lành cành đào. Damn. Nhưng mà không sao vì chúng ta vẫn phá kỷ lục của quán. Hơn 57.000 vàng. Oh yeah. Cộng với chi nhánh hơn 41.000 vàng nữa là 99.000 vàng trong một đêm. Ông Dre này quản lý quá đỉnh. Vâng, tiền nhiều quá rồi làm gì cho hết hả các bạn. Mình qua mua sạc gà của thằng Sammy luôn. Nhưng mà mỗi loại cũng chỉ được có 5 con thôi. Mua luôn cả cái thùng đựng trứng và cái máy cho gà ăn tự động nữa. Có cái máy này là cứ 3 ngày mình phải bỏ tiền ra mua đồ ăn cho bọn nó nữa cơ. Không quan trọng, giàu quá rồi. Trong đây mình còn có thể ấn control để đặt tên cho bọn gà nữa các bạn ạ. Thế là chat của mình cứ nhốn nháo hết cả lên. Khổ, bố mẹ cho ăn cho học thế mà giờ tranh nhau đi làm gà nữa cơ. Đùa thôi, nhưng mà nhiều người quá mà chỉ có 15 slot. Thế nên là các bạn thông cảm. Chưa hết, mình còn bỏ hẳn 12.000 vàng ra để thuê thằng Sammy nó chăn rau cho mình một tuần nữa cơ. Chúng ta chỉ cần mua hạt và bỏ vào ô hành lý này của nó. Còn phân bón thì bỏ vào ô bên dưới là nó sẽ tự động bón phân, tự cắt cỏ và tự thu hoạch cho mình. Lâu lâu đến lượm thôi, quá nhàn. Bắt đầu có cảm giác làm địa chủ rồi đấy các bạn. Qua trại cá thì mình nhắm mắt nâng cấp sạch tất cả các hồ cá lên maximum. Đã cứ làm hết cho em, tiền không quan trọng. Ấy thế mà vẫn còn hẳn 14.000 nữa đấy các bạn. À mà hai cái hồ này tạm thời chưa có chỗ dùng nhá. Chắc sau này game sẽ cập nhật thêm. Sáng nay mình qua cho con Mochi ăn thì được một cái thành tựu nữa. Tuyệt vời. Vậy là từ giờ mình hết trách nhiệm. Mày tự nuôi con mày đi nhé Momo, không ai cho ăn nữa đâu. Một phút huy hoàng rồi chợt tắt, giờ lại phải đi cày tiếp thôi. Cái phần này đâu có ai cày thuê cho đâu. Con cá vẩu này mình vẫn chưa có 3 sao nên phải cho drone đem về. Thích nhở, con cá vẩu duy nhất được đi taxi về quán. Con cá hồ này chọc tiết cũng nhiều rồi mà cũng chưa có 3 sao luôn nè. Hốt thôi. Cá buồm thì mình vẫn kéo drone về để bán cầm chừng nuôi quán. Ngoài ra thì từ giờ mình còn farm thêm hai loại cá xanh đỏ này nữa, cá song da báo và cá mú Harley để luyện thêm món mới. Bọn cá khè này thì vẫn thế, cứ thấy là hot chưa bao giờ là đủ. Bắt nốt mấy con cá nóc Titan màu vàng này nữa đi về là đẹp. Có bạn nào đoán được món tiếp theo mình luyện là gì chưa vậy? Món này phải chờ gạo nên nó lâu đấy các bạn. Chiều nay thì cũng y vậy thôi, nhưng mà mình tranh thủ đi săn mấy con cá 3 sao còn lại nữa. Cá nục nè, con cá hồng hồng có râu giống cá trê này, cá đối đỏ sọc và con cá nhỏ tí ti này nữa, cá ngói đầu xanh. Vậy là chỉ còn có một con cá to to này nữa là xong khu vực 130m. Có bạn bảo là nó ở trong cái hang Long Vương. Ok, thế thì thử liền. Nhìn khá là giống đấy, cơ mà không phải. Rất xin chia buồn cùng với Gia Quyến. Thề luôn, mỗi lần mà làm quả triple kill bọn cá ngừ này là vui không tả được các bạn ạ. Một cú bắn tiền triệu đấy chứ không đùa đâu. Tối nay menu không có gì đặc biệt, vẫn là hai món như thường lệ. Hai thằng đệ của mình nó vẫn chạy không kịp, khổ. Mai là phải nâng cấp tiếp thôi. Doanh thu nhẹ nhẹ 30k vàng, còn chi nhánh thì vẫn vi vu 28k ngon lành, không miss một khách nào. Kiểu này chắc bọn chi nhánh nó vượt mình mất quá. Ngày 32 cuối cùng thì sương mù nó cũng kéo đến. Nice, tối đi hốt tiền tiếp. Oh. Sáng nay mình nhận được email thông báo là sắp đến lễ hội dưa leo. Vãi cả hội phát cuồng dưa leo. Mình nghĩ là bọn này nó làm cái gì khác với dưa leo chứ ăn không thì làm gì mà cuồng thế. Mà thôi, tóm lại là cho thằng Sammy tạm dừng trồng lúa mì để trồng dưa leo mấy ngày tới vậy. Xong thì mình lại qua trại cá để dọn bớt những con cá không cần thiết. Dạo này nhìn mấy bầy cá nó đông hay là đông cũng thích thật đấy chứ. Tiếp theo làm gì thì các bạn biết rồi đấy. Có điều là có bạn nào biết con cá cuối cùng ở khu vực này là con cá nào không vậy? Cá ngừ, không phải cá ngừ bắt đầy rồi. Ngừ tôi bắt nát ra rồi. Ngừ vậy. Vâng, nó là con cá ngừ thật các bạn ạ. Vô tri vô giác bắt được nó mà còn chả biết nữa cơ. Tiếp theo là đến con cá mập vây trắng này. Đây là loài cá mập đầu tiên ngã xuống trước mũi lao của cá khô đó các bạn. Hoài niệm ghê. Còn mỗi một con cá nhìn như cái phi thuyền này nữa là mình chưa thấy bao giờ thôi. Oh, hình như nó đây nè các bạn. Yeah, chắc bắp là nó rồi. Cá sòng chấm, mấy cái tên lùng bùng nghe lạ hoắc luôn. Lên bờ thì bác Sato gọi điện chúc mừng mình đã thu thập được tất cả các thẻ cá và thưởng cho mình hẳn một cái cúp vàng luôn. Yeah, đủ thì đủ nhưng mà vẫn chưa đủ 3 sao hết nên mình vẫn chưa hài lòng lắm các bạn ạ.
Con gheo của mình nó đã tiến hóa thành cá xanh rồi. Lần này mình sẽ cho nó đói ăn và đói cả tình cảm luôn, để xem nó sẽ thành con cá gì. Buổi chiều vẫn là một buổi đi săn cá mập, một buổi đi cắt rong nho và một buổi bị con cá mập đuôi dài này nó dí xém bỏ mạng luôn. Hơi chủ quan xém tặc. Chiều nay được cái map tạo dài nên mình hốt con cá đầu cừu 3 sao về, thêm một con cá đuối điện 3 sao và con cá đuối ó 3 sao nữa là hết drone. Tối đến mình đổi cái vòng khoáng sản thành cái ba lô 30kg để đi hút cá dị biến cho nó đã. Súng bắn lưới mình cũng thay thành súng gây mê để bắt được cá to. Lần trước vội vàng xuống cái xoáy nước quá nên hôm nay rút kinh nghiệm, mình qua mấy chỗ bọt bong bóng chơi mini game để câu đồ trước, chuyển qua chuyển lại với hai cái vòng tròn thôi chứ cũng không có gì khó hết. Mấy cái đồ mình lượm được ở đây ngoài để nâng cấp súng ra thì bán cũng được giá phết trong đùa đâu nha. Sau khi vét sạch bong bóng xong thì mình mới ra lốc xoáy để đi lặn. Có 3 điểm lặn khác nhau trong khu này, hôm nay chúng ta lặn ở cái vách đá đen này đi. Tất nhiên là cá dưới đây nó sẽ khác hoàn toàn so với hôm trước. Cá khô răng hô, à không, cá rô răng hô, cá thạch vụn và cá xương vụn. Vâng, hai cái con đó nhìn nhỏ vậy mà phải dùng drone mới kéo về được đấy các bạn. Ngoài ra còn có một con cá tàng hình nhìn độc vãi, nhìn nó giống như mấy hình chụp x-quang ở trong bệnh viện đấy các bạn ạ. Cá tầm bóng ma, wow, con cá này nó nổ được luôn nè. Cá vực dọn bể, chắc phải bể bê tông mới chứa được nó. Còn bố này thì bắn được gai khắp nơi luôn. Hết drone rồi nên mình phải dùng lao thục nó chết các bạn ạ. Lươn mầm, ok. Còn bố cá đuối này nhìn mới chiến rồi các bạn, nó xả được độc luôn và lượn rất là vòng vèo khó đoán. Nhưng mà mình phải công nhận mấy con cá dị biến nhìn nó đẹp hơn nhiều bọn cá thường nha. Cá đuối khô, à là cá khô nhưng mà bị đuối nước các bạn. Có vẻ như là hết cá mới rồi nên mình đi một vòng chạm sạch bọn nó cho vào giỏ thôi. Đặt thêm vài cái bẫy để bẫy con ghẹ vỏ não và con cua vỏ vụn nữa là đầy ắp hành lý và mình rút quân. Tối nay mình nâng thẳng thằng El Nino và thằng Raptor lên cấp 15 để bọn nó còn carry cá khô. Hy vọng là hôm nay không miss khách nữa. Thực đơn thì tất nhiên là mình lên món đắt nhất cho bọn khách bí ẩn, sushi cá tầm bóng ma. Còn khách thường thì ăn sứa rong nho là ok rồi. Chi nhánh ở khu vực khác nên không có khách đặc biệt các bạn ạ. Bọn nó thì cứ sứa rong nho mà chiến thôi. Đúng là đầu tư hơn 50k cho hai thằng đệ nó phải khác. Tối nay rất là mượt mà, không hề có một sự cố gì đáng tiếc xảy ra. Tiền cá bán được là 21k, doanh thu chủ sở chính là hơn 31k vàng và chi nhánh nhẹ nhẹ thêm 24k vàng nữa là 76.000 vàng, quá đẹp. Ngày 33 vừa sáng ra, ông Sato đến là một bầy anh ở đầu sông em cuối sông rất là ướt át. What the hell, tôi cũng lại không biết nói gì luôn. Ông Cobra kiểu, hai anh này làm trò hề gì vậy? Cơ mà quan trọng là do mình đã thu thập tất cả các thẻ bài nên đã mở khóa được một con boss bí mật tên là Luska. Khi nào mà báo đến thì chúng ta sẽ sực nó. Nhưng mà mình sẽ không đụng vào nó cho đến khi thu thập hết thẻ 3 sao đó các bạn ạ. Danh dự của mình không cho phép. Mình qua ruộng xem thằng Sammy nó làm ăn thế nào thì được một đống trứng và rau ngon. Mỗi tội là mình không thích cái vụ là chỉ chứa được có 200 cây trồng thôi nha. Nghe nhảm vãi đi. Giờ giàu rồi nên mỗi sáng mình sẽ qua đây mua hết nông sản của ông ô tô các bạn ạ. Mọi thứ cũng ok nhưng mà hiểu sao trứng đắt vãi trưởng. Mua hết cái shop mà mất hơn 7.000 vàng. Xong việc ở ruộng thì mình qua dọn mấy cái bể cá như thường lệ thôi. Cái vòng tối qua mình đào được trị giá đến 10.000 vàng luôn đấy các bạn. Đầu game mà vỡ được cái này thì có mà ấm. Còn mấy cái linh kiện này là để nâng cấp súng mới, không có bán được. Tiếp tục là những chuỗi ngày săn cá mập vô tận. Có điều là mình biết sẽ phải nấu món gì ở tiệc sắp tới rồi các bạn. Chúng ta phải bắt lại mấy con tôm tiền sử này. Ngày xưa bắt được nhiều lắm nhưng mà hôm bữa bán sạch rồi. Khu vực sâu 50m chỉ còn có hai con cá nữa chưa 3 sao thôi. Con đầu tiên là con cá đuôi dài chưa đẻ này. Lần nào mình lên đây nó cũng quấy rối. Very nice. Con còn lại là con Marco, nhưng mà sáng nay không thấy mặt nó đâu. Buổi chiều thì cũng y chang, nhưng mà mình xin thông báo là mình đã đủ chỉ tiêu Hoàng Ngọc và Lam Ngọc rồi. Giờ chỉ cần farm Uranium và Hồng Ngọc nữa thôi. Mấy con cá hề này nó trốn giỏi kinh. Buổi nào cũng kiếm lòi mắt ra mà được có dăm ba con. Tối nay có khá tiền rồi nên mình nâng một loạt dàn đội hình đi săn muối của chúng ta. Chủ yếu là tập trung vào bà Daniva với ông Masayoshi thôi. Nhưng mà những thành viên khác thì cũng phải lên được ít nhất là cấp 10. Thực đơn hôm nay vẫn là cá buồm và sứa. Nhưng mà giờ đệ nó bao được quán rồi nên mình mở cam và chi nhánh lên xem bọn nó làm ăn như thế nào. Công nhận ba đứa phục vụ nó phải khác các bạn ạ. Cái thằng quản lý nó cũng chạy như điên luôn, không có ăn không ngồi rồi như mình. Thế này thì làm sao mà có thể miss khách được. Doanh thu tối nay vẫn 30k, nhưng mà chi nhánh bọn nó lên tận 39k luôn, vãi đạn. Biết nghe là bọn nó sẽ vượt mình mà. Có cách nào để bọn cá ích hề của mình nó đẻ nhanh hơn được không các bạn? Nguyên một bầy như thế mà đẻ được có 2 con. Trong khi đó cái bọn cá chép đỏ của mình nó đẻ như lợn nái, thịt không hết. Kể từ giờ để cho buổi farm được hấp dẫn, mình đã đặt ra mục tiêu mới rồi các bạn ạ. Mỗi ngày chúng ta sẽ ghé sòng bài solo với thằng Yuna cho đến khi mình toàn thắng cả 3 trò cá độ với nó thì thôi. Mình sẽ bắt đầu bằng trò lật bài vì trò này thằng con này nó hay cheat nhất. Hôm nay ông trời chưa mỉm cười với cá khô rồi các bạn ạ. Mình thắng 2 trận đầu, còn trận thứ 3 thì nó cheat trắng trợn quá. Như mình đã nói rồi, xác suất thắng chỉ có tầm 80% thôi. Mai chúng ta thử lại vậy, đi cắt cỏ và đào quặng tiếp thôi. Chiều nay ông Django lại đến nên mình bỏ hẳn 4k vàng ra mua cái công thức nấu ăn mới, tôm hùm nguyên đĩa. Món này để nấu ở lễ hội tôm hùm chắc là ngon. Tất nhiên là mình cũng mua sạch gia vị và rau củ nữa, sơ sơ bay gần 9k vàng. Nay đi săn mình lượm được cái khẩu súng phóng lựu điện nên vả bọn này cũng phê phết các bạn ạ. Kiểu gì mấy mốt mình cũng phải chế một cái để review. Cuối cùng thì cũng nhổ được cái xương của con cá bọc thép, nice. Thế là gạch tên nó khỏi danh sách săn bắn được rồi đấy.
Chiều nay con cá mập Marco nó ló mặt ra, nhưng mà mình lỡ xả hết bố nó rôn rồi nên không kéo nó về được, xui vãi. Không sao, thế thì ta đi săn nốt cá buổi tối vậy. Còn có 4 con 3 sao nữa thôi. Con đầu tiên là con cá mập đồng này, very nice. Tiếp theo là con cá mập ngựa vằn khá là ngoan hiền, good good. Và cuối cùng là con mực Humbo khá là hổ báo, cho về nấu spaghetti liền. Từ giờ có tiền là mình cứ đổ hết vào đám nhân viên thôi. Bà Daniva hôm nay đã lên được cấp 15 và những đứa còn lại cũng lên dần cấp 10 hết rồi. Kiểu gì thì mình cũng nâng bọn nó lên cấp 15 hết à. Tối nay cũng chỉ có gì mới, vẫn là hai món quen thuộc đó thôi. Có điều quên bố nó mất là đi lặn đêm nên làm nhiều quá dư cả đống. Ít ra thì hôm nay không bị chi nhánh nó vượt mặt. Mình kiếm được 21k7 mà nó được có 21k5 thôi. Vẫn còn một chút thể diện. Ngày 35 là lễ hội dưa leo rồi đấy các bạn. Cái bọn khỉ gió này nó vẫn không chịu đẻ, bực rồi nha. Chắc phải thịt hết tôm thật, để lại tầm 30 con xem nó như thế nào. Sau việc buổi sáng thì mình xuống solo thằng Junak lần 2. Hôm nay ông trời vẫn chưa mỉm cười với cá khô, mới trận đầu đã thua tức tưởi rồi, buồn. Thôi đi xẻo cá cho đỡ buồn vậy, mai thử lại sau. Nay mình đặt thêm vài cái bẫy ở dưới đáy sông băng để bắt thêm mấy con tôm hùm Tokomiya, chuẩn bị trước cho lễ hội tôm hùm ấy mà. Oh yeah, con Marco nó cũng lú mặt ra rồi. Hốt nó thôi anh em ơi. Nice, vậy là còn đúng một con cá mập ban đêm nữa, là chọn bộ 3 sao đấy các bạn. Buổi chiều mình vẫn đi farm tiếp, cơ mà bây giờ mình mới nhận ra là đi qua cái cổng công tác số 3 ngày xưa là sẽ có một mỏ quặng uranium ở dưới này. Và bonus thêm cả một con cá đuối đá nữa cơ. Hơn nửa tháng lượn ở đây mà không biết phí bao nhiêu là quặng uranium. Chiều nay mình bị hai con cá mập hổ và cá mập búa nó hội đồng luôn mới ghê chứ. Chưa bao giờ thấy hai con này chia sẻ lãnh thổ với nhau nha. Nhưng mà bọn nó đỏ làm sao được với cái súng ngủ bá đạo của mình. Tối nay không có nhiều tiền nên mình chỉ nâng nốt mấy đứa buôn gia vị còn lại lên cấp 10 thôi. Muối bây giờ cũng nhiều rồi nên mình cho bọn nó đi kiếm dầu ô liu vậy. Còn ít tiền mình trang trí lại cái quán để đón tiệc. Cũng không có nhiều lựa chọn cho lắm. Ghế thì ta chọn cái ghế đỏ này đi. Cái trần màu đỏ này cũng hợp cái mắt mình nhất. Bàn thì cái bàn xanh này có vẻ ok. Cái loa khí nào cũng xấu, chọn bố cái loa hiện đại đi cho rồi. Trang trí 1 thì mình chọn hai cái mặt nạ. Trang trí 2 thì chọn cái quạt. Trang trí 3 thì cái dao làm sushi thấy hợp tông nhất. 4 thì tất nhiên là phải khoe cái cúp Marinka của mình rồi. Hết Giáng sinh rồi nhưng mà mình vẫn thấy để cái lò sưởi chỗ con Momo là đẹp nhất. Mua tệt ga vậy mà mất có 2.300 bạc, rẻ như cho. Lại còn thêm được một cái thành tựu mới nữa chứ, ngon. Chi nhánh là nhà hàng ven biển nên mình chọn những màu gỗ sáng. Bàn, ghế, trần đều màu sáng hết. Trang trí thì mình chọn cái vòng hoa, dây hoa và chậu hoa treo tường. Thêm một cái áo phông cho nó hợp với biển. Và một cái chậu cây xanh tươi nữa là xong. Quá đẹp mà chỉ tốn có 1.200 đồng, nice. Còn về món ăn thì mình nghiên cứu cái món tôm tiền sử ướp dưa leo. Tất nhiên là phải cải tiến nữa chứ. Không có nhiều giấm cho lắm nên chỉ lên được cấp 6 thôi. Mỗi đĩa 6 phần ăn, 6 đĩa cho trụ sở và 7 đĩa cho chi nhánh là Okela. Này mình đã cố gắng đứng một chỗ quét wasabi cho bọn nó quá trời rồi mà vẫn bị miss một khách. Không biết là bao giờ sếp mới yên tâm ngồi chơi sơn nước rồi đây. Doanh thu không đến nỗi tệ, 51.000 cho một buổi tiệc. Nhưng mà các bạn nhìn chi nhánh nè, 72.000, holy shit. Chắc phải kỷ luật hai thằng ở trụ sở chính quá. Ngày 36 lại là thứ bảy, tức là có thêm một con cá hiếm mới để săn, cá nóc Titan bạc. Con này phải dùng súng sét thì mới săn được nó. Ok, bây giờ tâm điểm buổi sáng của mình chỉ là cái hồ 130m này thôi các bạn ạ. Hình như hôm nay bọn cá hè nó đẻ thêm được vài đứa thì phải. Chả lẽ đổi hết bọn tôm với bọn sứa ra à? Trời, bọn nó đẻ nhiều quá. Ngày thứ ba thách đấu với Cheater Junak. Hình như hôm nay trời bão nên các cụ về độ nhiều các bạn ạ. 5 trận lật bài với nó mình thắng một cách áp đảo. Thằng con cũng cố cheat nhưng mà không ăn thua. Ok, trò tiếp theo là trò vò sò này mới là căng nè. Các bạn biết bọn nó chạy nhanh như thế nào rồi đúng không? Thế mà mình vẫn đoán đúng được 5 trên 5 lần, không chật một lần nào. What? Vâng, nó nhanh nhưng không nhanh bằng camera slow motion 600 khung hình trên dây của mình nè các bạn ạ. Cộng với chat hôm nay cũng rất là thần thánh. Đoán phát nào ăn phát đấy luôn mới kinh chứ. Tuyệt vời, trò cuối cùng là trò cá mập. Cái này thì nó làm gì còn cơ hội à các bạn? Trò tù của mình mà. Có thể các bạn sẽ nói là cá khô cheat mới thắng được. Nhưng mà trong sòng bài thì toàn cheater không các bạn ơi. Đứa nào cheat nhiều thì thắng thôi. Hồ hồ. Thua một cách tâm phục khẩu phục. Chơi cá mập không? Sợ liền. Chơi vỏ sò không? Sợ liền. Còn lật bài thì sao? Cũng sợ luôn. Tính ra thằng này mới là thằng boss khó nhất game đấy các bạn ạ. Thắng nó cảm giác đã hơn nhiều so với bọn boss kia. Quá nhiều xu rồi nên mình qua bác thờ rèn mua 2 viên kim cương băng, 4 đèn đá mắt mèo, 3 đĩa dung nham và một mảnh quả thần cùng với một đống linh kiện để mai mốt chúng ta ráp súng. Thấy các khô tốt bụng chưa? Lấy của người giàu chia cho người nghèo đấy. Vui được có một chốc, giờ lại phải còng lưng ra cày đây này. Được cái là sáng nay mình bắt được khá cá ếch hề. Buổi lặn có thành công hay không là phụ thuộc vào bọn này đấy các bạn. Chiều nay bác Django lại đến nên mình qua vét sạch đồ của bác. Món mới lần này là cá trình nướng ớt cay. Ok, giờ thì ta làm cái súng để tí săn con fishmon nhở. Mình làm thêm một cái súng tỉa nữa. Sau đó thì nâng nó lên súng tia điện cấp 1, rồi cấp 2. Súng này bắn nó lan điện ra mấy con cá bên cạnh, nên nếu mà nhiều cá thì nó mạnh. Còn mấy con cá mà đứng lẻ loi thì rất là bèo nha. Cũng tạm tạm, cơ mà quan trọng là dùng nó bắt được con cá nóc Titan bạc này. Ấu dẻ hốt tiền thôi. Tối nay trời bão nên bác Sato cót két đạp tới thông báo là con boss Luska nó đã xuất hiện. Cứ từ từ, không có gì phải vội các bạn ạ. Mình còn chưa hoàn thành bộ sưu tập 3 sao mà.
Trước khi mở quán thì mình lại đi lai dạo một vòng trên Insta nữa. Xong thì mình nâng cấp quán lên hạng kim cương. Tuy nhiên ta còn thiếu một cái chỉ tiêu nữa là vị ngon nhất trên 375. Khá nhiều người gặp khó khăn ở cái đoạn này, nhưng mà đơn giản lắm các bạn ạ. Chúng ta cứ cải tiến cái món cá mập đầu búa lên cấp cao nhất, cấp 10 là đồ ngon của nó sẽ lên 390 vượt chỉ tiêu. Ok, lên kim cương, tức là cấp cao nhất. Từ giờ số lượng khách mỗi tối sẽ là 45, ngang ngửa với chi nhánh đấy. Và chúng ta còn được một cái thành tựu nữa cơ. Nice. Trong bốn cái món nó cho thì món bạch tuộc Dumbo này khá là đỉnh nha, là món chính hơi bị vô tư. Nay không có tiệc tùng gì nên mình nghiên cứu hai món boss ngày xưa, đuôi cá mập Helicoprin và trứng oplet cá mập trắng để bán hết luôn cho nó xong. Giờ mấy món boss giá không bằng mấy món của nhà hàng nữa rồi, nhưng mà chúng ta tranh thủ thanh lý hết luôn đi để chặt cả tủ. Không biết là ngon lắm hay sao mà bọn nó ăn như hạ mấy các bạn. Mình chạy học hơi để dọn phụ mà không kịp. Một buổi tối tệ hại nhất một thời đại. Miss đến 5 thằng khách và doanh thu chỉ được có 20k. Và bọn chi nhánh thì nó tà gấp đôi mình luôn. Thôi dẹp mình cái trụ sở chính luôn cho rồi. Ngày 37 mình nhận được email thông báo là sắp đến lễ hội cà ri. Man, mình ghét mấy cái món cà ri kinh. Chắc kiếm đại món gì đó bán qua ngày thôi chứ cũng không có hứng cho lắm. Các bạn nhìn thằng Sami nó chăn gà tốt chưa kìa. Công nhận bỏ tiền ra mua đồ ăn xịn nó phải khác chứ lị. Bọn cái khề nó cũng bắt đầu đẻ rồi, nhưng mà mình vẫn thịt hết tôm đi để lại mỗi 10 con thôi cho nó chắc. Cái hồ hành lang sông băng mình cũng thịt hết, từ giờ nuôi mỗi con bạch tuộc Dumbo thôi. Đây là món bánh takoyaki á các bạn. Món này mình cũng ăn ngoài đời rồi, cũng được phết. Alright, đi săn kỳ lân tiếp thôi. Và cả con cá mập Greenland và cả này nữa. Tin vui là sáng nay chúng ta đã bẻ được cái sừng kỳ lân thứ 5 rồi. Thế là bọn nó đã được thoát khỏi mũi lao cá khô, thích thế. Buổi chiều mình quay lại cái phòng sông băng ngày xưa làm nhiệm vụ để chụp hình hai cái con cá heo ở đây. Chụp xong lên bờ thì bác Bacon thông báo là mình đã được cái thành tựu chụp hết những bức phù điêu của bọn nhân ngư. Nice. Cũng được 1.500 vàng, nhưng mà bây giờ thì như tiền lẻ. Từ giờ tối nào mình cũng sẽ đi lặn đêm các bạn ạ, vì mình cần rất nhiều xúc tu của bọn sứ hộp này. Oh, con cá mập 3 sao cuối cùng mà mình cần hốt nè. Let's go baby. Cá mập vây đen. Nice. Con này để nuôi cũng không tệ, làm được một món cũng khá ngon. Tối nay thì vẫn là món cá buồm quen thuộc thôi. Mình lên đại 25 đĩa. Hóa ra cuối cùng thiếu đúng một đĩa, thế nên là chỉ được có 4.9 sao thôi. Doanh thu nhẹ nhẹ 24k, cộng với chi nhánh 22k nữa. Không đến nỗi tệ. Chiến thuật thịt gần hết tôm đã có tác dụng. Bọn cá hề nó bắt đầu đẻ rồi các bạn ơi. Bọn bạch tuộc Dumbo này đẻ cũng mắn phết, ngày được hẳn 10 con. Nhiều lúc cũng thấy tội tội bọn cá mập Greenland này, nó cứ đù đù chậm chậm kiểu gì á các bạn. Đã vậy nó còn bị mù nữa chứ. Đánh nó cứ như kiểu là đánh người già bị tàn tật á. Thế mà con này ngoài đời sống rất là lâu nha, đến tận 250 năm chứ không đùa đâu. Ok, tuyệt vời, chúng ta đã xẻo được cái xương sống thứ ba của nó rồi. Thôi từ giờ tha không săn nữa. Nhưng mà quặng thì vẫn phải đào các bạn ạ. Chiều nay mình còn bắt thêm mấy con cua nhện này nữa cơ, để nấu ở tiệc sắp tới. Buổi tối con gheo thứ 5 của mình nó đã tiến hóa. Và thế là mình được một cái thành tựu khá là khó trong game. Nice. Chỉ có 2.3% người chơi được cái thành tựu này thôi đó các bạn. Bạn nào hổ báo muốn sưu tầm hết cái ảo trong đây thì mình xin mời nhé. Cơ mà nói trước là nó hên xui lắm đấy, thế nên là các bạn nên nhờ bác sĩ lạ thường xuyên. Tối nay lại có sương mù đỏ nên là mình kéo tàu đi lượn. Mình vẫn đi ra mấy cái bong bóng nước, vét hết đồ như thường lệ. Xong thì ra xoáy nước để lặn tiếp. Nay lặn ở khu vực mới đi, lưu vực sứa. Đúng là xuống cái có sứa liền. Sứa cực quang, sứa tán ảnh, mực bức xạ. Sao mà con cá này nhìn nó móm dữ vậy ta? Cá vây tia sắc sống, vãi cả cá zombie luôn á. Con này nhìn mới hầm hố nè các bạn, kiểu như máu nó rỉ ra từ người á. Cá nhồng khát máu, what the f***. Còn bố này có cái lưỡi dài hơn cả cái thước cơ. Cá vây chân quỷ dị, wow. Khu vực này có đúng một con cá to thôi các bạn ạ. Đó là con cá mập mắt lồi, có chiêu y như con cá mập đầu búa ở bên kia. Tên nó là cá mập mắt lồi, ok. Alright, hết cá mới rồi nên mình đi một vòng hốt cho đầy ba lô rồi bẫy thêm mấy con cua nữa. Cua chân rối và tôm hùm kiêu ngạo, nhìn như là boss trong Terraria. Không ngờ là mình đi một chuyến mà cũng vét sạch cá ba sao ở đây, ngon. Tối nay mình lên cá mắt lồi cho khách dị và sứa rong nho cho khách thường, đơn giản thế thôi. Các bạn để ý là mình có dọn đĩa phụ cho bọn nó đấy nha, nhờ thế mà không bị miss một thằng nào đấy. Có điều là cá ở khu vực này rẻ quá, bán được có 14k vàng. Trụ sở chính được 31.000 vàng và chi nhánh 24.000 nữa là tổng cộng 69.000 vàng. Nice. Ngày 39 lại bão các bạn ạ. Ông Sato muốn mình giết con boss lắm rồi. Oh my god, lần đầu tiên thấy bọn ếch hè nó đẻ nhiều đến thế. Giỏi lắm con, cố gắng tiếp tục phát huy. Sắp về buổi sáng thì mình đi chém quặng tiếp, lưới thêm cả mấy con cua nhện và bắt thêm cả cá ếch hè nữa. Hình như là bọn cá đuối điện này nó chỉ xuất hiện ở map tàu dài các bạn ạ. Kiểu này chắc mai mốt phải nhờ bác sĩ lạ để farm bọn này quá. Chứ mỗi map có một con thế này thì đến bao giờ mới xong. Để xem chiều nay bác Jungle bán món gì nào. Súp há cạo cá nóc. Nghe độc lạ phết nhở. Buổi lặn chiều mình trúng số được 2 mỏ quặng uranium luôn. Không những thế còn được cả một đống cá ếch hè nữa, tầm 9 con hay gì ấy. Đến tối thì mình vẫn đi hốt sứa thôi. Và thêm cả cái con cá bọ cặp trắng đen này nữa. Hên hên thì mới được 2 con một buổi, không thì buồn. Ok, tối nay là ngày trọng đại các bạn ạ. Nhờ công cá khô đi săn cá ếch hè rất chăm chỉ, nên bây giờ chúng ta mới có thể nâng món cá sơn đỏ cuộn lên cấp 10 maximum. Giá gần 1.500 vàng là một dĩa được đến 9 phần ăn.
Vâng, món này cải tiến rất là tốn, nhưng mà đến lúc chế biến rất là rẻ luôn. Mỗi tội hôm nay làm hơi dư các bạn ạ. Không sao, cứ không miss khách nào là được. Trụ sở 30k, chi nhánh 39k, cộng lại 69k. Nice, quá đẹp cho một buổi lặn đêm. Ngày 40 là đến lễ hội cà ri rồi, nhưng mà mình mới nhận ra là mấy hôm nay không gửi bọn nó đi lấy cà ri. Thế nên là bây giờ phải lục chảo để kiếm thêm ít cà ri này các bạn. Lục lòi mồm ra được có 2 cục, khổ. Thôi được rồi, có bao nhiêu bán bấy nhiêu. Để mà khóa món tối nay thì chúng ta phải nâng một mạch thằng Charlie lên cấp 15. Cà ri cua nhẹt. Vâng, không có nhiều gia vị cho lắm nên mình chỉ nâng nhẹ lên cấp 4 thôi. 760 đồng là một dĩa được 7 phần ăn. Lên nhẹ 6 dĩa cho trụ sở chính và phần còn lại mình chuyển qua chi nhánh, thế là được rồi. Tối nay mình rất là chăm chỉ đi dọn đĩa cho anh em đấy nhá. Thế mà vẫn không hiểu sao không được chọn về 5 sao. Mà vấn đề là mình tìm lòi mắt ra không thấy thằng khách nào giận mới ghê chứ. Đứa nào cũng happy. Không quan trọng, vẫn bỏ túi được 41k và thêm 51k ở chi nhánh nữa. Quá ổn cho một buổi tiệc rất sơ sài. Ngày 41 mình xin trân trọng thông báo là chúng ta đã farm đủ các loại quặng cho kho súng. Tuyệt vời, thế là nói lời chia tay với cái sông băng được rồi. Tuy nhiên làng thì lâu lâu vẫn phải xuống vì vẫn phải trồng hoa dưới đó mà. Tiện đây thì mình cũng ghé bác thợ rèn bán hết sạch đồ ngọc bích mình đã thu lượm từ đầu game đến giờ. Bao nhiêu là tượng nè, giá đỡ, đĩa và đá ngọc bích. Bán thêm vài trăm vỏ sò nữa để làm cái nhiệm vụ bán 200 món đồ cho Duwan. Nice. Vớ va vớ vẩn mà cũng được hơn 3.000 xu đấy các bạn. Mình chơi lớn mua thêm hẳn 1.000 mảnh vụn để mai mốt làm súng cho nó đã. Còn lại 1.800 xu tha hồ ăn bánh bao. Chiều nay công thức mới của bác Django là tạo cuộn ánh trăng. Tên nghe hay thế. Nhìn hơi giống khổ hoa nhồi thịt các bạn ạ. Ok, sông băng farm rồi thì bây giờ đến con cá đuối điện. Khổ nỗi con này chỉ xuất hiện ở mắt tảo dài thôi. Thế nên là mình phải nhờ bác sĩ lạ trợ giúp một tí. Cứ đi thẳng qua mép phải là lúc nào cũng có một con ở quanh quanh khu này. Đã thế là còn bonus thêm quả triple cá ngừ vây vàng nữa. Nice. Tối thì mình lại đi farm sứa như thường lệ. Bọn sứa này chắc phải farm thêm 2 thiên niên kỷ nữa. Từ giờ mỗi tối doanh thu sẽ chỉ tà tầm 70k thôi các bạn. Farm bọn sứa này tốn kém quá. Ngày 42 mình nhận được email thông báo là sắp đến lễ hội tôm. Ngon, tôm là món tủ của mình rồi, hốt tiền liền. Nay ngoài cá đối điện ra thì mình còn hốt được thêm 6 con cá ngừ các loại nữa. Ấm thế. Mỗi tối thì cứ 2 con sứa hộp thôi. Hên hên thì được 3 con. Và đều đều thêm 70k vàng doanh thu sống qua ngày. Hồ hồ. Cứ một ngày trôi qua là 2 con cá đuối và lưới, mỗi buổi một con. Chiều nay bác Django bán cho mình công thức bạch tuộc nam cực và nấm cục nướng. Nice. Nay là thứ bảy nên mình phải săn thêm một con cá hiếm cho ông Udo, con cá trình điện sống về đêm. Mình mang súng bắn tỉa gây mê nên hơi cồng kềnh. Các bạn cứ mang súng tỉa sát thương mạnh thục nó cho nhanh, đừng có đến gần nó chích điện ạ. Nice, thêm một cái thành tựu nữa. Thế là được 5 con rồi các bạn ạ. Còn 4 con nữa nên tất nhiên mình sẽ bắt nốt. Có 4 tuần chứ mấy. Tối nay lại có sự xáo trộn lớn về nhân sự. Bác Dre đã bị giáng chức và thay thế bởi lực sĩ thể hình Row. Có điều là nếu để Row làm quản lý thì mình phải nâng nó lên cấp cao nhất cấp 20 thì nhà hàng mới đủ 5 sao các bạn ạ. Nâng một thằng nhân viên lên cấp 20 tốn hơn 300.000 vàng đó các bạn. Từ cấp 19 lên 20 đã gần 100.000 vàng rồi kìa. Thế nên là đội hình này không dành cho người nghèo nhá. Oh yeah, và thêm cái thành tựu nữa. Nice. Izuki yêu dấu mình phải cho thay thế bằng Raptor vì phải có một thằng rót cocktail thì mới được. Còn Dre Bro VIP thì mình lôi về trụ sở chính. Bây giờ cả hai thằng đều có khả năng dọn dẹp, cá khô đỡ khổ hơn nhiều. Mình chỉ cần đứng một chỗ quét wasabi thôi, đúng sở trường. Hai bọn nó chạy vi vu như sức bao cả quán. Doanh thu thì cũng vẫn vậy thôi, cơ mà từ giờ kiếm 5 sao tuyệt đối sẽ dễ hơn nhiều. Ngày 44 ngoài con cá đuối xấu số ra thì mình còn gặp hai đàn cá ngừ 5 con mà mình không bắt hết. Chỉ kéo được có 7 con về thôi, buồn. Thực sự là làm được quả ăn 5 khó thật chứ. Vâng, mình chuẩn bị trước cho lễ hội cá ngừ đấy, các bạn cứ đợi đi, hoành tráng lắm. Tối nay là sương mù đỏ nên mình không đi lặn đêm mà đi săn nốt mấy con cá dị 3 sao. Còn có 2 con ở khu vực vách đá đen này nữa thôi. Đầu tiên là con lươn lắm vậy này, lươn mầm 3 sao, nice. Và con cá đuối đẹp đẹp này nữa là xong. Cá đuối không ướt, hồ hồ. Vậy là chỉ còn đúng một con cua ở khu biển sương mù nữa là 100% đấy. Tối nay mình lại lên món cá tầm bóng ma và sứa rong nho cho bọn nó. Nay bắt hơi ít cá nên chỉ được có 17k tiền cá thôi. Doanh thu 76k, tổng cộng là 93.000, tạm ổn. Ngày 45 mình được hẳn 1.500 vàng tiền công từ ông Udo. Vậy là có tăng một chút rồi đấy. Hôm nay cũng là lễ hội tôm nữa, ngon. Mình xuống làng thu hoạch hoa rồi ghé thăm thằng Junak một tí. Lâu rồi không gặp, thấy nhớ nhớ. Nay mình chơi trò vỏ sò một cách quang minh chính đại, không cheat luôn nha các bạn. Thế mà mình vẫn đoán đúng 4/5 trận đấy nhá. Nói không phải khoe chứ mình đi khám mắt được 11/10 đấy, đừng có đùa. Xong thì mình đi bắt con cá đuối điện xấu số cuối cùng. Tuyệt vời, đủ chỉ tiêu 10/10 phổi cá đuối điện. Giờ là chỉ cần cày bọn sứa đêm này nữa thôi. Chắc các bạn không biết là trong game này chúng ta có thể gọi điện cho tổng đài viên rồi vào nhập mã để nhận thưởng đâu đúng không? Nhập Sea Blue Forever, mình sẽ được một cái vỏ tàu của bọn đá đức giả đó, còn lâu mình mới xài. Nhập 4TWSR, mình sẽ được cái poster máy bay. Nhập Grey King Long, thì mình sẽ được cái tượng ông Long Vương để trang trí. Vâng, vua này dài chứ không ngắn các bạn nhé. Nhập Easter Egg á, thì sẽ được cái tượng gà. Và cuối cùng nhập Sea People thì ta sẽ được cái phiến đá nhân ngư. Nice.
Thế thì chúng ta phải tân trang lại cái quán này đón tiệc chứ nhỉ? Có cái bàn chân đá mới nhìn xịn sò phết nè. Cái ghế nhìn cũng tạm được, nhưng mà cái trần nhà gỗ leo này nhìn đẹp vãi các bạn ạ. Cái loa mới này nhìn cũng có vẻ hợp, đỡ hơn cái cũ. Trang trí thì mình đổi hết qua mấy cái dây leo cho nó hợp tông. Tất nhiên là ta phải sử dụng cái tượng Long Vương mới rồi. Treo lại bé bạch tuộc ở trên đây đi. Biết đâu chị Linh Chen đến ghé thăm quán thì sao? Tối nay chúng ta nấu món gì đây? Quá dễ, sushi tôm chiên đặc biệt. Món này cho thằng Dre lên cấp 5 là mở khóa rồi. Không biết là có đủ tôm để nâng cấp không nhỉ? Yeah, mình nuôi tôm từ đầu game đến giờ để chờ mỗi ngày này đó các bạn ạ. Max luôn nên chứ đợi gì nữa. Giá có mỗi 1.400 thôi, chưa phải là cao nhất nhưng mà quá ổn. Mỗi dĩa chỉ được có một phần ăn thôi, nên mình để auto cho nó nhàn. Này khách đông nên cá khô rất cố gắng chạy qua chạy lại dọn chén đĩa cho bọn nó. Cơ mà bọn nó nhanh quá toàn tranh mất phần không à. Và rõ ràng là mình không hề thấy miss một khách nào. Check va luôn đấy nhá. Thế mà hiểu tại sao vẫn không được 5 sao hoàn hảo. Hiểu chết liền luôn đó ba. Cơ mà không quan trọng vì chúng ta vẫn phá được kỷ lục cũ. Doanh thu 88.000 vàng. Một trong những buổi hiếm hoi vừa được chi nhánh. Bọn nó chỉ có 81.000 vàng thôi. Đúng là không có Dre nên bọn nó chạy không kịp là phải. Giờ mình mới biết là chúng ta có thể ném thêm tiền cho thằng Sammy để gia hạn hợp đồng mà không cần chờ hợp đồng cũ hết hạn. Thế là mình bỏ hơn 40k để thuê nó hẳn một tháng luôn. Từ giờ công việc hàng ngày của mình đều là sáng đi thịt cá trong hồ, xong rồi xuống lặn để kiếm cá ngừ. Có thì hốt, không có thì đi lên luôn. Tối thì xuống biển bắt đúng 3 con sứa hộp, xong thì về quán kiếm nhẹ 70k một tối. Ngày nào cũng như ngày nào, chính xác như một cái máy. Ngày 47 mình nhận được thư thông báo là lễ hội tôm hùm sắp đến. Đây là cái lễ hội cuối cùng rồi đấy các bạn. Tối nay rủng rỉnh tiền rồi nên mình nâng chat Dre lên cấp 20 luôn. Bọn này lên max là sẽ có một bài post về nó trong Insta đấy các bạn. Ông Dre này là YouTuber nè các bạn, thế mà cái gì cũng biết, nhân viên VIP của quán đấy. Còn thằng cha Roll là ông Samson ở trong game cho Anarchy các bạn. Game này cũng phát hành lâu lắm rồi, từ năm 95 lận. Có hôm này thì khách nữ bao đông. Thực sự mà nói cấp 15 với cấp 20 chả khác nhau mấy đâu các bạn. Bọn nó chỉ chạy nhanh hơn tí thôi. Chứ những thao tác như là rót nước với dọn dẹp thì thời gian nó cố định hết rồi. Ngày 48 là thứ năm nên mình mua thêm một công thức của ông Django. Cá bồm tái ăn kèm nấm cục. Nice. Ngày 50 mình phải săn thêm một con fishmon mới cho bác Udo. Cá vây quạt kim tự tháp. Con này nó phân thân được nên chúng ta không nên dùng súng đạn. Cứ dùng súng phóng lao chọc nó một hồi là nó mệt. Và thế là ta hốt nhẹ 2k vàng thôi. Công thức hôm nay của bác Django là cua ngâm tương. Nghe tành thế. Tối nay người tiếp theo lên cấp 20 là El Nino. Và nói thằng này là nhân viên của năm đấy các bạn. Được lấy cảm hứng từ ông võ sĩ đấu vật người Mexico Blue Demon. Này cũng là lễ hội tôm hùm rồi nên mình đang nhẹ món tôm hùm nguyên đĩa của bác Django lên cấp 6. Là mỗi đĩa cũng được đến 5 phần ăn chứ lị. Lên 9 đĩa cho trụ sở chính và 9 đĩa cho chi nhánh là vừa đẹp. Nếu như mình không lầm thì cả tối nay mình dò được đúng một cái đĩa thì phải. Và nhờ đó mà chúng ta được 5 sao tuyệt đối, easy. Doanh thu 71k và bọn chi nhánh nó vẫn vượt mặt đến tận 81k, vãi đạn. Ngày 51 là sương mù nên mình xuống hốt con cá dị biến 3 sao cuối cùng. Nó là con cua 130m ở khu vực đầu tiên đấy các bạn. Cua càng quỷ. Nice. Thế là full thêm một bộ sưu tập 3 sao nữa. Ok, chúng ta xong việc với cái DLC này rồi. Thế nên ngày 52 mình gọi điện cho con bé thương lái và chọn không mời bọn khách dị biến đến nhà hàng của mình nữa. Kiểu như là tắt cái DLC ấy các bạn. Bây giờ mấy món dị biến không thể đổ lại với mấy món chính của mình nữa rồi. Ngày 53, công thức mới của bác Django là cá răng nanh chín ớt. Nghe có vẻ ngon nhưng mà mình chả nhớ con cá răng nanh là con nào nữa. Ngày 54, mình nâng cấp Raptor ở chi nhánh lên cấp 20. Một trong những nhân viên không thể thiếu trong quán. Vẫn chưa ai thấy mặt thật của cu này luôn. Lúc nào cũng đeo cái mặt nạ kể cả lúc ăn. Ông này hình như cũng là YouTuber thì phải. Ngày 55, công thức bí mật là sushi tôm hùm xanh kèm nấm cục. Nghe đắt đỏ phết nhở. Tối nay là lễ hội cá mập nên trúng tủ rồi các bạn ơi. Cơ hội để món cá sơn đỏ cuộn tỏa sáng đấy. Từ giờ trở đi thì cứ 5 ngày sẽ có một cái lễ hội nhưng mà nó sẽ random các bạn ạ. Nói chung là mình hóng nhất là cái lễ hội cá ngừ thôi. Không biết tại sao hôm nay vẫn miss một khách nhưng mà vẫn phá kỷ lục doanh thu 90.589 vàng. Thắng chi nhánh một cách áp đảo. Bọn nó chỉ có 90.527 vàng mà thôi. Vâng, hơn có vài chục nhưng mà thắng vẫn là thắng. Một bữa tiệc quá thành công, thế nên là ta có tiền nâng cấp bé John lên cấp 20 rồi. Nấu ăn giỏi, cute, lại còn tập gym nữa. Đúng là waifu lý tưởng. Đây là nhân vật nice trong game Master of Eternity đấy các bạn. Hôm nay nhà hàng chúng ta còn được đổi món nữa cơ. Bánh bạch tuộc Dumbo. Vâng, các cụ bảo rồi, có công nuôi bạch tuộc thì có ngày hốt su. Mình nâng cấp một phát lên cấp 10. 1.554 vàng một phần ăn. Là một đĩa cũng được 9 phần ăn luôn các bạn. Thế thì tối nay bọn chi nhánh làm gì có cửa đợi lại mình. What the f***, sao nó vẫn hơi vậy ta? Bọn này hack tiền rồi. Ngày 57 lại thêm một con cá hiếm nữa ở hành lang sông băng. Con này nó nổ được nên chúng ta làm khẩu súng bắn tỉa tử thần này đi. Súng tỉa cấp 3 mình có sẵn rồi, giờ chỉ nâng cấp lên thôi. 92 dam và xác suất chí mạng cũng là 30%. Alright, để xem em này chịu được bao nhiêu hit của cá khô. 1 2 Tạch bố rồi ở đâu. Kiếm 2.000 vàng dễ thế. Vèo cái mà đã được 7 trên 9 con rồi đấy các bạn. 2 tuần nữa là chúng ta full bộ. Ông Django hôm nay đã hết sạch công thức nấu ăn rồi. Giờ chỉ còn gia vị và gia vị thôi. Và là từ đầu đến cuối ông bán đâu tầm 10 cái công thức. Tối nay mình xuất thần là một quả bắt 3 con sứa và được 3 cái xúc tu. Và thế là chúng ta đã có đủ 20 cái xúc tu sứa hộp. Holy shit, farm cái này hơn 2 tuần lễ.
Vậy là từ giờ chúng ta không phải đi lặn đêm nữa, được kiếm tiền full time rồi. Nay mình thử rót cocktail xem nó như thế nào. Hóa ra là phải rót cho màu nó giống như trong hình các bạn ạ. Cũng dễ nhưng mà hơi bị lâu. Rót xong mỗi ly rượu mà quán nó đóng cửa luôn rồi còn đâu. Thôi mình nghĩ là chúng ta quay lại quét wasabi là hợp lý nhất. Hôm nay chủ ra tay cái thế là vượt chi nhánh luôn nhá. Nice. Buổi sáng và chiều ngày 58 trôi qua nhanh lắm các bạn ạ. Mình chỉ bắt vài con cá ngừ thôi. Nhưng mà buổi tối thì khác, vì tối nay là bão mà. Ông Sato ông đến hối cả tuần nay rồi. Thế nên là tối nay mình phải sửa con boss thôi, không khất được nữa đâu. Và tiện đây thì mình cũng sẽ chế tạo và review tất cả những khẩu súng xịn nhất trong game. Có tất cả là 9 loại súng các bạn ạ. Mỗi loại lại có nhiều hệ nâng cấp. Mình chỉ review cấp cao nhất của mỗi hệ thôi, chứ không là mất 10 năm. Nhưng mà trước hết, súng bắn lưới thép và súng gây mê sửa đổi chắc chắn là rank S rồi, không có gì phải bàn hết á. Muốn bắt cá 3 sao mượt mà là phải nhờ đến hai đại ca này. Ok, chúng ta bắt đầu từ khẩu súng bộc phá này đi. Khẩu này chỉ có một đường nâng cấp duy nhất thôi, và nó là khẩu súng trong cái DLC hợp tác với game Dredge đấy các bạn. Bắt vài con cá dị biến là làm được thôi, không có gì khó hết. Khẩu này đam không nhiều lắm, cơ mà được cái là nó hút oxy cho mình. Đấy mấy con cá mập á thì cũng ổn, cơ mà quan trọng là nó đánh boss thế nào đây nè. Holy shit, thằng này nửa cá mập nửa bạch tuộc á. Wow, sao giống con cá mập trắng hôm bữa mình mới đánh vậy ta? Chắc nó với con bạch tuộc hợp tác lại trả thù mình đấy các bạn. Con boss này ở tầm gần á thì nó có chiêu vồ và chiêu sọc xúc tu vào mặt mình. Lâu lâu thì nó quay đít lại trường sóng vào mặt mình. Mình mà nhanh chân bắn vào đít nó là gấp đôi sát thương luôn nhá. Vâng, khẩu này tầm bắn không được xa lắm nên rất là dễ ăn trưởng của nó. Nhưng mà mình phun nó một hồi thì nó cũng qua phase 2. Qua phase 2 nó có vẻ cáu, bắn tùm lum khắp nơi. Cơ mà mình để ý là cứ đứng ở dưới đáy là an toàn, nó chả làm được gì mình. Dạ yeah, cũng hơi mất thời gian một tí, nhưng mà đứng mút nó một hồi á thì nó cũng tạch. Đam ít quá các bạn ạ, có 16 đam, mình cho rank C thôi. Cùi. Tiếp theo là khẩu súng băng. Khẩu này cũng chỉ một đường nâng cấp duy nhất. Nguyên liệu thì khá là đắt đỏ nha, cần nhiều xu phết đấy. Cách chơi hơi khác một tí. Bắn 3 viên đạn để đóng băng con cá lại, sau đó thì lấy lao thục nó một phát là được hẳn 170 sát thương băng. Khá là mạnh, nhưng mà các bạn biết chuyện gì không? Nó không hề có tác dụng với boss các bạn ạ. Bọn boss này nó miễn nhiễm với chậm và băng. Thế nên là cho rank C thôi, mặc dù khá mạnh. Bây giờ là đến khẩu súng trường. Súng này thì có đến hẳn 5 đường nâng cấp lận. Đầu tiên là khẩu súng tử thần, ngày xưa mình đã làm rồi. Khá là ngon bổ rẻ. Sát thương 80 đam và 30% chí mạng. Tất nhiên là không có tác dụng với boss rồi, nhưng mà không quan trọng, nói chung là mình xử nó nhanh lắm các bạn ạ. Chưa đầy 2 băng đạn là nó đã tạch rồi. Ok, chắc chắn là rank S, không có gì phải cãi. Tiếp đến là hệ lửa. Để làm được nó thì ta phải hạ được con boss khủng long cuối game đấy các bạn. Tính ra cũng không rẻ lắm. Súng đạn nổ. Nó giờ tít thôi chứ không có nổ đâu. 42 đam thường cộng với 46 đam lửa, sát thương hơn cái súng tử thần một tí. Có điều là lúc crit thì nó chỉ crit mỗi đam thường thôi, các bạn thấy chưa? Mà nếu mà đeo vòng tăng đam vào á thì nó cũng chỉ buff đam thường thôi. Mặc dù là hạ boss cũng rất là nhanh, nhưng mà mình chỉ cho rank A thôi. Cái súng gây mê thì mình đã làm rồi. Ok phết, cho rank A. Thời gian đầu dùng để bắt cá mập 3 sao rất là tốt khi mà ta chưa có súng gây mê cấp cao nhất. Ok, đến hệ độc nè. Súng kịch độc, 31 đam thường và 100 đam độc trong 8 giây. Nghe thì có vẻ mạnh, nhưng mà độc trong game này nó không cộng dồn được. Bắn 1 viên hay 5 viên thì độc nó cũng chỉ nháy 10 đam mà thôi. Thế nên là muốn tận dụng tối đa đạn thì ta phải chơi kiểu hit and run. Bắn một cái xong đợi 8 giây mới bắn thêm cái nữa. Nói chung là cũng được, cơ mà trận đấu nó sẽ hơi lâu. Được cái là mình chạy suốt nên con boss nó cũng không làm được gì. Thôi cho rank C, tương đối cùi. Và cuối cùng chúng ta có khẩu súng trường sấm sét. Khẩu này làm rất là tốn kém nha, được ghép từ hai loại súng điện và tia điện. Đam 41 nhưng mà nó sẽ lan điện ra những con cá xung quanh. Thế nên là nếu mà có nhiều cá gần nhau thì nó sẽ mạnh. Ngoài ra nó cũng làm chậm 45% nữa. Nghe đỉnh đúng không? Nhưng mà hoàn toàn vô dụng với boss các bạn ạ. Yep. Đã vậy boss thường thì bọn nó chỉ có một mình thôi. Thế nên là đam coi như bằng súng phóng lao của mình. Khẩu súng cùi quá nên mình mới chết đấy các bạn. Cho rank F, quá phèn. Bây giờ chúng ta qua khẩu súng bắn tỉa. Cũng 5 đường nâng cấp. Đầu tiên là đường vật lý, súng bắn tỉa tử thần. Nghe là thấy chiến rồi đúng không? Ngày xưa mình đã dùng thử rồi. 92 đam và xác suất chí mạng cũng là 30%. Đam hơn súng trường có một tí thôi, nhưng mà tầm xa nó hơi bị phê. Cứ chui vào góc màn hình spam là thằng boss nó chết mà chả hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dạ, chắc chắn là rank S rồi. Tiếp đến là con đường máu lửa, súng bắn tỉa đạn nổ. 51 đam thường cộng với 56 đam lửa, sực con boss cũng rất là nhanh, không hề có một vấn đề gì hết. Mình nghĩ là nó nằm ở đâu giữa S và A. Thôi cho rank A cộng đi. Còn cái súng tỉa gây mê thì sao các bạn? Gây mê 50% mà băng đạn ít quá có mỗi 3 viên. Không ăn thua, cho rank C thôi, trừ khi bắt buộc phải dùng. Bây giờ là đến hệ độc đây. Súng bắn tỉa kịch độc, làm khá là dễ, không cần đánh một con boss nào luôn. 50 đam thường và hẳn 110 đam độc. Nhưng mà súng độc thì súng nào cũng chậm các bạn ạ. Được cái là súng này bắn xa nên rất là hợp với kiểu chơi hit and run. Tuy nhiên lưu ý là súng xịn cũng không giúp mình né bật rồ hơn đâu nha. Xém tạch. Ok, cho nó rank B đi, đỡ hơn cái súng trường. Thế còn cái súng tỉa sấm sét thì sao? Có khá hơn súng trường không? Công nhận nếu mà dùng bắn bọn cá choi choi thích thật đó chứ. Nhưng mà bắn boss nó vẫn cùi cùi thế nào các bạn. Kiểu nhìn cái đam chay không có hiệu ứng gì, chán vãi. Thế mà vẫn nghe tiếng điện xèo xèo đàng hoàng nha. Yep, xèo xèo cho vui thôi chứ chả có hiệu ứng gì.
được cái tầm xa tốt nên cho rank D, đẻo. Ok, qua khẩu súng shotgun 3 nòng thôi. Cũng vẫn là 5 đường đi đến điểm vinh quang. Bắt đầu thì tất nhiên là đường vật lý rồi. Súng 5 nòng, ghê chưa? Đam khá là to nếu như chúng ta có thể bắn chúng cả 5 viên đạn. Yeah, con boss này to nên nó ăn đủ, chứ nhiều con nó nhỏ lắm các bạn ạ. Bắn chúng chỉ tầm 3-4 viên. Một trận đánh nhanh và chấp nhoáng nhất trong tất cả các loại súng. Nhưng mà mình chỉ cho rank A thôi, tầm xa ngắn quá và khó bắn chúng được tất cả các viên đạn. Tiếp đó thì ta nghiên cứu hệ lửa, khẩu súng 3 nòng đạn nổ. Bọn nó cứ ghi đạn nổ mà không thấy ngại luôn á. Ok, tương tự như khẩu 5 nòng, đam cũng khá khá. Giết boss khá là nhanh và chấp nhoáng nhưng mà không an toàn. Và cũng không nhận được bonus từ bùa nên cho rank B thôi, bình thường. Hệ game thì khá là ok nha, vì nó bắn 3 viên đạn một lúc nên tỷ lệ game khá cao, cho rank A đi. Còn độc thì sao, có khá hơn một kia không? Súng 3 nòng kịch độc, cũng thế các bạn ạ. Cứ phải kéo dài trận đấu ra, đã thế lại là súng tầm ngắn nên không hợp với cái kiểu bắn hit and run cho lắm. Cho rank D thôi, đều. Cuối cùng là khẩu súng 3 nòng sấm sét. Nhưng mà tại sao là không có khẩu tia điện cấp 2? Mấy ông làm game có quên gì không đây? Thế nó kỳ kỳ. Thôi coi như là đỡ tốn thêm nguyên liệu. Cũng tốt vì nó cũng một kèo với bọn kia thôi các bạn ơi. Tính ra Đam còn thua khẩu súng 4 nòng căn bản nữa. Đã vậy là còn tầm gần, cho rank F luôn. Alright, giờ là đến khẩu súng phóng lựu. Chỉ có 4 đường nâng cấp thôi và khác 3 khẩu súng kia nhiều. Thứ nhất là đường sát thương vật lý của nó chỉ đến cấp 3 thôi, không có cấp cao nhất. Why? What the hell hả mấy ông làm game? Ấy thế mà bắn đam cũng được các bạn ạ. Căn bản do băng đạn của nó to nên giết boss cũng khá là nhanh. Thôi được rồi, cho rank B. Súng này không có hệ lửa nhưng mà vẫn có hệ gây mê. Nó bắn ra một làn khói gây mê hàng loạt luôn nha. Thời gian đầu mà thay thế súng bắn lưới cũng được phết. Gây mê được cả cá to luôn, không thành vấn đề gì hết. Ok, mình nghĩ là châm trước cho rank A được đấy. Tiếp đó nếu ta lấy hệ độc của nó và kết hợp với hệ từ trường, ta sẽ được cái súng hố đen, nghe tên chiến vãi. Súng này nó sẽ hút tất cả các con cá quanh đó lại rồi nổ cái đùng, gây 60 đam và thêm 90 đam độc nữa. Băng đạn thì lên đến 9 viên luôn. Nói chung đánh khá là ok nha. Có điều là boss bọn nó không bị hút nên cuối cùng trở thành súng độc bình thường. Nhưng mà chơi cũng vui phết các bạn ạ. Kiểu như ném bóng rổ vào mặt bọn nó ấy. Yeah, nhưng mà cũng chưa thể lên A được, cho rank B thôi. Cuối cùng là cái súng phóng lựu tia sáng không thể nâng cấp này. Tính ra không nâng cấp hết cỡ được nó còn đỡ phế. Nhưng mà đam cũng hơi phèn các bạn ạ. Chắc là cho rank C hay D gì đấy. Thôi cho D đi. Và là chỉ còn một loại súng bom dính nữa thôi các bạn ơi. Cú đầu tiên là súng bom dính cấp 3. Nói chung là sát thương với băng đạn ngang ngửa với súng phóng lựu, cũng 60 đam và 9 viên đạn. Cơ mà súng này tầm xa nó hơi bị tốt, đường bắn nó thẳng chứ không cong cong như súng kia. Thế nên là thả diều với boss hơi bị đã. Giết con này hơn chục lần rồi bây giờ mình mới biết là có thể bắn vào cục pin này để làm nó choáng hơi bị lâu nha. Yeah, nãy giờ giết nó không cần trick gì hết luôn. Alright, bắn súng này có cảm giác thích hơn súng phóng lựu một ít, cho rank B đi. Hệ lửa không có nhưng mà có cái hệ mìn dính này hay lắm nè các bạn. Nó bắn ra 3 quả mìn, mỗi quả 20 đam. Mấy cục mìn nó cứ nằm đấy thôi, khi nào mà quái đến thì nó sẽ bị dính mìn và ăn đam. Kiểu chơi khá là độc lạ trong game. Không những thế, cục mìn nó còn bảo vệ mình khỏi đạn của boss được nữa nha. Đứng trong đám mìn cực kỳ an toàn luôn, yên tâm. Mình cứ đặt một nồi mìn xong rồi đợi con boss đi tới là ăn đủ. Yeah, dùng quả súng này vui phết. Thế nên là mình cho hẳn rank S luôn, mặc dù đam chưa phải là mạnh lắm. Ok, súng này cũng có hệ gây mê luôn, bom dính gây mê, cũng tương tự như súng bom khí gây mê thôi, có điều là nó nổ chậm hơn một tí, thế nên là mình cho rank B, hợp lý. Vâng, tiếp theo là đến hệ độc, lại độc, chưa test mình đã biết nó như thế nào rồi các bạn, chỉ có mỗi 35 đam thường và 60 đam độc thôi, đã độc là còn kém nữa chứ, xém nữa là khiến các khổ bỏ mạng, xứng đáng được rank C, cùi mía. Thế quái nào mà hệ tia điện và hệ điện của súng này không kết hợp lại được với nhau thành súng sấm sét được các bạn ạ. Đoạn này là các bố làm game chạy deadline không kịp chắc luôn. Thôi được rồi, chúng ta thử từng cái một vậy. Súng tia điện bắn mình cấp 2, băng đạn 9 viên nhưng mà đam thì vỏn vẹn có 35, buồn vãi trưởng. Mình xài sạch đạn nó cho ở trong phòng boss luôn mà không giết nổi con boss. Phải lôi cái súng phóng lao ra thục nó mới chết, khổ. Đam cùi hơn súng phóng lao, cho rank F, quá xứng đáng. Súng điện gắn mình cấp 2 thì đam khá hơn một tí, 55 đam lận. Thế nên là ít nhất nó vẫn còn giết được con boss, nhưng mà vẫn khá là cùi nên cho rank D thôi. Đấy, đây là bản đánh giá tất tật những khẩu súng cấp cao nhất trong game của Kakho. Đánh giá chỉ mang tính chất giải trí, không mang tính chất giáo dục, ok. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một quả khẩu súng xịn hơn tất cả, đó là cái súng phóng lao siêu hợp kim này. Và bây giờ mình xin trân trọng giới thiệu chương trình ăn hành thay cơm của Kakho. Nhưng mà không sao, các cụ bảo rồi, có công phóng lao, có ngày được ăn sushi boss, easy. Vẫn áp đảo tuyệt đối, 21-11, tỷ số gấp đôi thôi chứ mấy. Kinh thật, một buổi tối dài hơn cả thế kỷ. Xèo con boss này mình vừa được thịt cá mập, lại vừa được thịt bạch tuộc luôn, hời vãi. Lên bờ thì bác Sato chúc mừng mình đã hoàn thành trọn vẹn bộ sưu tập Marinka. Chả thế thì sao, các bạn nhìn đây. Nước cạn, full 3 sao. Độ sâu trung bình, full 3 sao. Vực hố xanh, full 3 sao và thêm 3 con boss.
Đêm thì sao? 100% và cả con boss cuối nữa. Hành lang sông băng? Easy. Khu vực sông băng cũng full 3 sao. Miệng phun thủy nhiệt cũng thế và cũng có 3 con boss. Cá ngựa hơi khó một tí nhưng mà cũng xong. Bẫy cua thì khá đơn giản, chỉ phải đi lại hơi nhiều thôi. Và cuối cùng những con cá dị biến cũng full 3 sao, tuyệt vời. Ấn tượng quá nên bác tặng hẳn cho mình một cái nón. Nice, cảm ơn nhé. Wow, tóc đâu hết rồi ba? Chắc là cứ sưu tập được một thẻ là hói một sợi tóc đó các bạn. Về quán thì mình nghiên cứu hai món boss vừa thịt được, Suktu Luska Trần Sơ và Tadaki thịt cổ Luska. Bonus thêm một cái thành tựu nghiên cứu 30 món ăn nữa. Tuyệt vời, chỉ còn một cái nữa thôi. Hai món boss này giá hẳn 1.350 đồng cơ, gấp đôi những boss thường. Vẫn chưa bằng mấy boss xịn của nhà mình nhưng mà chấp nhận được. Nay vả boss mệt quá nên mình chả còn sức mà đi lại nữa các bạn ạ. Chỉ đứng một chỗ quét wasabi thôi. Tất nhiên là vẫn 5 sao ngon lành, bọn đề của mình nó làm tốt. Doanh thu thì cũng chỉ tầm 70k như mọi hôm thôi. Nhưng mà từ mai thì nó sẽ khác các bạn ạ. Tại vì từ hôm nay chúng ta không phải đi lặn đêm nữa rồi, được bán sushi nguyên tối. Doanh thu hàng tối từ 70k lên hẳn 140k, gấp đôi luôn. Haha. Lần đầu tiên trong game mình được sử dụng cái nút T để skip thời gian đấy các bạn ạ. Wow, tần tảo cả game bây giờ mới được thư giãn một tí đây. Từ giờ mình skip buổi sáng và buổi chiều, chỉ bán sushi buổi tối thôi. Cảm giác như được làm chủ thật sự rồi đấy các bạn. Ok, con tàu lợi nhuận của chúng ta thẳng tiến về phía trước. Từ giờ không gì có thể ngăn cản được mình trở thành triệu phú nữa rồi. Chỉ cần đứng yên và đếm tiền thôi. Tuy nhiên, ngày 64 mình phải tạm dừng đọc sách để đi săn con fishmon thứ 8, tên là cá đuối băng. Nó ở trong cái hang động mà ngày xưa mình hay đi vào đầu quặng này nè. Con này thì chúng ta phải dùng vũ khí lửa, dùng cái súng tiền lửa là dễ nhất. Hít nó tầm một băng đạn là nó choáng. Thế là chúng ta hốt tiền thôi. Ngày 65 là lễ hội sứa, đồng thời cũng là ngày mình trở thành triệu phú. Thực ra là kiếm chắc được hơn 1 triệu rồi, chẳng qua là kiếm được bao nhiêu tiền xài bấy nhiêu, chưa bao giờ có nhiều tiền trong tài khoản như vậy. Thế nên là ngày 70 mình chơi lớn, nâng hẳn 4 nữ nhân viên lên cấp 20. Đầu tiên là cháu Maki ở trụ sở chính. Con bé này từ lúc đến đây chăm chỉ ngoan ngoãn cực kỳ, đã vậy lại còn làm việc không công, xứng đáng được nhân viên của năm. Tiếp đó là đến thằng Billy ở chi nhánh. Thằng này nhìn vậy thôi nhưng mà quan trọng phết đấy, vì nó dọn dẹp siêu nhanh, được lấy cảm hứng từ ca sĩ nổi tiếng David Bowie các bạn. Thằng đầu bếp Charlie mình cũng cho lên cấp 20 luôn, nhân chuyên toán mà phải đi làm đầu bếp đấy các bạn. Cuối cùng là đại ca Jason, à không, đại ca James này nữa. Hôm nay nhìn quen quen nên khách cũng hơi rén, cơ mà là đầu bếp đẳng cấp lắm nha. Nay cũng là lễ hội tôm hùm nên mình bán nốt mấy con tôm hùm hôm bữa. Nhưng mà tại sao mình lại chuẩn bị nhiều đồ ăn thế này? Các bạn đừng có để ý, do con Maki nó vui quá nó làm dư mà. Này chiêu đãi cho ăn buffet luôn, ăn không hết cho gói mang về. Nhờ thế mà mình đã phá được kỷ lục cũ đấy các bạn, 93.000 doanh thu, cộng với chi nhánh 95k nữa là gần 189k. Nice. Ngày 71 mình đi bắt con cá hiếm cuối cùng. Nó nằm ở cái hang bên trái lúc mà vào phòng boss cuối đấy các bạn. Con rùa dung nham. Mình lấy cái súng phóng băng khóa nó lại rồi thục nó hai phát là nó choáng. Ngon, được một ít tiền lẻ để bo cho khách. Không phải khoe chứ mình đã bắt tất cả những con cá hiếm trong game này rồi nha. Cảm giác quá tự hào. Tối nay lại có thêm tiền rồi nên mình nâng bà Daniva và ông Masayoshi lên cấp 20 luôn. Anh nhân viên kiếm mối cực kỳ có giá trị. Bà này từ lúc đến quán là đi suốt, đúng như sở thích đi cắm trại của chị hai. Ông này hình như là dân anh chị hay sao các bạn. Thấy giống giống mấy ông Yakuza. Ngày 75 mình nâng cấp Kyoko lên cấp 20, nhân viên đầu tiên của quán. Con bé này cho làm quản lý ở chi nhánh cũng ok phết nha, không thua kém ông Ray mấy đâu. Tiếp đến là ông Pai, cũng là nhân viên lâu năm, người thứ hai vào quán đấy các bạn. Già cả rồi mà cứ phải đi phượt. Cơ mà ông khỏe lắm các bạn yên tâm. Ngày 77 có thư thông báo là lễ hội cá ngừ sắp đến. Thế thì không đọc sách nữa được rồi, chúng ta phải đi hốt cá ngừ gấp. Không phải khoe chứ mấy sáng đầu tiên mình đã làm được 2 quán 4 và 1 quán 3 rồi. Chưa gì đã thấy tiền nó chảy về túi rồi các bạn ạ. Tối nay vui quá nên mình nâng bà Carolina lên cấp 20 luôn. Bà này năng lực thì cũng bình thường nhưng mà được cái sống lạc quan yêu đời và cười rất có duyên. Bà lên cấp 15 còn cho mình cái món cá đuối khô nữa cơ, làm từ 3 loại cá đuối khác nhau và muối. Nó hết cỡ thì giá cũng tầm có 1.500 thôi, nhưng mà làm một đĩa được đến 12 phần ăn, ăn lòi mồm không hết. Thế là hôm nay khách của mình được đổi món, thích thế. Bộ chi nhánh thì lúc nào cũng chỉ có một món cá sơn đỏ cuộn, nhạt nhẽo. Vâng, nó có thể lấy được tiền của khách hàng nhưng không thể lấy được sự yêu mến của họ, ok, mình vẫn thắng. Đến ngày 79 mình bắn được một quả lưới quá đỉnh rồi, nhưng mà thằng chó này tự nhiên nó nổi hứng quay lại. Thế nên chỉ hốt được có 4 con, mình nghĩ châm trước cho 10 điểm được rồi đấy. Ngày 80, thời khắc định mệnh đã đến. Món hôm nay chúng ta sẽ bán là sashimi cá ngừ kẹp hoa. Mình đã rất chăm chỉ trồng hoa và bắt cá từ đầu game đến giờ để đạt chỉ tiêu 215 hoa, 318 thịt mang các loại để lên đủ cho hôm nay. Món này chỉ lên được cấp 5 thôi nên là cải tiến không tốn lắm. Cứ mà làm một đĩa được có một phần ăn duy nhất thôi, thế nên là lúc bán tốn kém lắm. Nhưng mà không sao, cày cả năm là chỉ để xóa một đêm nay thôi các bạn ạ. Nay mình rất tập trung dọn dẹp, quét wasabi và bưng bê phụ bọn nó nên không hề miss một khách nào. Bọn chi nhánh quản lý cùi quá nên đâu có hoàn hảo đâu, miss vài đứa. Còn doanh thu thì sao? Tất nhiên là phá kỷ lục của quán rồi, 145.000 vàng cho một đêm. Và bọn chi nhánh nó chỉ được có 143.000 vàng thôi. Kém, cá khô mà ra tay là chỉ có thua. Quá trời là tiền nên ngày 81 mình đào tạo bé Izuki lên cấp 20 luôn. Làm có chồng mèo gì trên trần nhà về má. Bé này lúc đầu chả biết gì nhưng mà cũng chịu khó học hỏi nên bây giờ phục vụ hơi bị giỏi. Chắc chắn là một nhân viên quan trọng trong nhà hàng.
Tiếp đó thì mình cũng cho ông Câu lên cấp 20. Ông này là streamer này các bạn, mình coi ổng suốt. Ổng phục vụ cũng được lắm nha, nhưng mà không đọ được với Dre và Raptor. Ngày 85, người tiếp theo lên cấp 20 là Tohoku, một đầu bếp cũng tạm được. Bố này là Saitama trong One Punch Man đấy các bạn, ở trong bếp nên là phiên bản hiền. Tiếp theo là Yusuke, cha này là Atomic Samurai, cũng ở trong cái chuyện đó luôn. Hai ông cố này giải nghệ xong về quái mình làm. Ngày 86 là 25 tháng 12, đến Giáng sinh rồi đấy các bạn, nhanh chưa? Ngoài đời cũng Giáng sinh luôn kìa, wow, trùng hợp ghê chưa? Ngày 88, mình bán tất cả những nguyên liệu không dùng đến ở trong quán xem được bao nhiêu tiền. Tưởng lèo tèo vài đồng thôi, hóa ra là được hơn 700 vàng, holy shit. Quán giàu từ trong ra ngoài. Thế nên là chúng ta đã đủ tiền để nâng cấp 3 nhân viên cuối cùng lên cấp 20. Thứ nhất là ông nội Lưu, phiên bản Saitama giảm giá. Thứ hai là Jandy, người hướng nội các bạn ạ. Các bạn nhìn cảnh này giống cảnh ông Thanos về hưu trong Infinity War game. Cuối cùng là một nhân viên phục vụ khá là ok tên là Michel. Ông này đi phục vụ part time thôi, chứ đam mê cơ khí và mô tô. Vâng, mất gần 7 triệu bạc để nâng cấp hết dàn nhân viên này lên đấy các bạn. Tổng cộng 21 đứa, 9 đứa làm việc full time và 12 đứa đi kiếm gia vị part time. Thế thì không còn việc gì để làm ngoài việc ngồi chơi game chờ giao thừa đến rồi. Ngày 91 là 31 tháng chạp, quán nổ pháo hoa tưng bừng đón Tết. Mình nghĩ chúng ta dừng ở đây là quá đẹp rồi. Tuy nhiên vẫn còn một cái thành tựu nữa mình cần phải hoàn thành. Đó là chúng ta phải chơi cái trò mini game credit này. Mục tiêu là phải bắn sạch mấy cái bảng tên trước khi credit nó kết thúc. Cái này chơi đơn giản đấy mà, map nó lặp đi lặp lại nên mình cứ đi về một hướng thôi, không cần quay đi quay lại làm gì. Mặc kệ với bọn ngoài hành tinh, tập trung bắn mấy cái tên thôi là ok la. Vâng, một con game quá đáng đồng tiền đúng không các bạn? Mình nghĩ xứng đáng được giải indie hay nhất của năm. Nếu các bạn thấy video hay thì nhớ subscribe nhé. Muốn ủng hộ thêm thì có thể mua bánh của nhà mình để mình có động lực làm thêm những video khác nữa. Link ở phần bên dưới chú thích đấy các bạn. Nice, thành tựu bí mật cuối cùng trong game. 100%, 43 trên 43 thành tựu nha các bạn. Thế mà chỉ mất có hơn 70 giờ chơi. Trong đó khó nhất là cái thành tựu nuôi 5 con gheo này là các bạn. Chỉ có 2,4% người chơi hoàn thành thôi. Vâng, mình xin phép chấm dứt series Dave the Diver ở đây. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Kakho. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.